tiểu sư tỷ nói qua không thể dễ dàng ở tán tiên không gian thế giới đối phàm nhân ra tay vận dụng pháp lực, nhưng chưa nói không thể đối tiên nhân người tu hành động thủ không phải. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu gia ta thích nhất các ngươi loại này diễn xuất. Bạch ngọc đá phiến tạo thành đại viện xuất hiện, sân bóng rổ thật lớn đại viện một vòng đều là hồng diệp thụ. Phong cảnh độc đáo, nhưng giờ phút này sơn môn bị Dương Mỗ Nhân một kích hóa thành phế tích, phá biết cái này hài hòa cảnh tượng. Lớn mật, người tới, không đi xa hai cái tán tiên nữ tử, đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới cái này kẻ cắp lớn mật như thế, cư nhiên trực tiếp đem hồng diệp cung sơn môn hủy hoại. Cường đại hơi thở cũng từ trên người hắn phát ra, này đó hai cái hỗn nguyên cấp bậc nữ tử sợ hãi, tức khắc quát lớn kêu to. Thiết, Dương Mỗ Nhân khóe miệng mang theo trào phúng, đi bước một bước vào hồng diệp cung đại viện, mà hai cái nữ tán tiên dọa đến không ngừng lui về phía sau. Đi, kêu các ngươi chó má cung chủ ra tới thấy bản tôn, nếu không đừng trách bản tôn san bằng các ngươi hồng diệp cung, còn có bản tôn người muốn tìm mang ra tới, cho các ngươi 10 tức thời gian. Dương Mỗ Nhân giờ phút này thực trang, cái kia gì, nhưng là cảm giác trong lòng thực sảng. Tiên lễ hậu binh, này cũng không nên trách hắn, chưa cho cơ hội. Ngươi. Trong đó một cái nữ tán tiên cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người phát ra uy áp, hạ mặt không còn chút máu, nói không ra lời. Vèo 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 vèo. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, đem Dương Nghị Vân bao quanh vây quanh. Có nam có nữ, có già có trẻ. Tổng cộng 12 người. Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua, ít nhất đều là tiên vương cấp bậc tán tiên, trong đó một cái cư nhiên đạt tới tiên tôn cấp bậc, xem như 12 kiếp tán tiên. Bất quá thật tính lên, lại hắn trong mắt cũng liền tương đương với là tiên tôn hậu kỳ mà thôi, thông ngộ đều tính không phải. Này đó tán tiên xuất hiện lúc sau, Dương Nghị Vân lại là nheo lại đôi mắt, hai tròng mắt chung có nhàn nhạt sát ý. Bởi vì hắn từ những người này trên người cảm nhận được huyết sát chi khí, đây là đến từ phàm nhân trên người khí huyết hơi thở, mang theo nhàn nhạt oán khí. Hắn hiện giờ cũng coi như là kiến thức rộng rãi chủ, đối loại tình huống này, hắn từng có hiểu biết, là một ít đi tu luyện cực đoan chiêu số tu sĩ mới có hơi thở. Nói cách khác, này đó tán tiên vô cùng có khả năng luyện hóa phàm nhân ở tu luyện nào đó tà công. Nếu đúng là như vậy, vậy thật đáng chết. Hảo một cái hồng diệp tiên cung. Đạo hữu đây là ý gì? Cầm đầu 12 kiếp tán tiên nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, sát ý tràn ngập, nếu không phải nhìn không thấu Dương Nghị Vân sâu cạn hắn đã sớm động thủ, đáng tiếc liền tính hắn là 12 kiếp tán tiên tồn tại, cư nhiên cũng nhìn không thấu Dương Nghị Vân. Ngươi là này cái gì tiên cung cung chủ? Dương Nghị Vân nheo lại mắt hỏi. Tuy rằng đối phương là 12 kiếp tán tiên, nhưng hắn không sợ chút nào, thậm chí còn cũng chưa để vào mắt. Bởi vì 12 kiếp tán tiên tương đương với tiên tôn, là đứng đầu tán tiên, nhưng liền tính là 12 kiếp tán tiên cũng là có cao thấp chi phân, liền tưởng tiên tôn phía trên vẫn là thông ngộ cửu trọng thiên đâu, bên ngoài thượng đều là tiên tôn chi cảnh, nhưng lại tế phân ra thông ngộ một cái ý tứ. Người này cũng liền tương đương với tiên tôn hậu kỳ tu vi cảnh giới. Cho nên đối Dương Nghị Vân tới nói ý nghĩa không lớn, liền tính là hắn tương đương với cao giai thông ngộ cũng không có gì. Về phương diện khác, cũng cuối cùng là đã biết, nơi này vì cái gì bị xưng là tán tiên không gian. Liền như vậy một cái núi sâu bên trong tùy tiện một chạm vào liền đụng phải một cái 12 kiếp tán tiên, thật sự không hổ là tán tiên không gian thế giới. Đối thế giới này Dương Nghị Vân càng thêm tò mò lên. Tại hạ Hồng Diệp tiên cung phó cung chủ cánh tả. Đạo hữu đến từ tiên giới đi. Vì sao hủy ta Hồng Diệp cung sơn môn, hôm nay nếu là không cho một cái cách nói, việc này không thể thiện. Tự xưng là cánh tả phó cung chủ, lại là mang theo uy hát yêu ta chi ý. Ha ha, hành, kia bản tôn cũng không buông tha vòng, đem hai cái phàm nhân giao ra đây, một cái kêu Vương Thiết Trụ cùng Trương Thúy Liên giao ra đây, sau đó cho các ngươi công chúa ra tới thấy bản tôn, thập phần là lúc gian, hiện tại đi qua đi 2 phút. Dương Mỗ Nhân chậm gì gì nói. Cánh tả sắc mặt biến đổi, lại là trong lòng lộp bộp một chút, nơi này phàm nhân có rất nhiều, hắn như thế nào biết cái gì Vương Thiết Trụ cùng Trương Thúy Liên, nhưng nếu đối phương tìm tới môn tới, khả năng chính là có hai người kia. Nhưng trọng điểm là nơi này phàm nhân không thể gặp quang, đều là bọn họ những người này dùng để tu luyện tà công, một khi bị người phát hiện bọn họ dùng phàm nhân tới tu luyện tà công bí mật. Như vậy tán tiên không gian chúa tể cơ ra thậm chí còn toàn bộ tán tiên thế giới đều sẽ không bỏ qua bọn họ, một khi bí mật này bị người biết, bọn họ những người này đã có thể đều chết không có chỗ chôn. Người này lưu đến không được,
sát. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt lúc sau, cánh tả không hề có bao nhiêu ngôn, trực tiếp lạnh lùng phun ra một chữ, sát. Chặn đánh sát Dương Nghị Vân. Mà những người khác còn lại là ở thời điểm này khoảnh khắc động thủ, đối với Dương Nghị Vân thi triển ra công kích. Dương Nghị Vân bị vây quanh ở trung ương, mười mấy cái tán tiên đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời ầm vang không ngừng, các loại công kích thẳng đến Dương Nghị Vân trên người mà đi. Nhưng mà Dương Nghị Vân lại là khí cười nói, quả nhiên có vấn đề, đây là sợ hãi ta biết có cái gì bí mật đi, cũng hảo hiện tại giết các ngươi danh chính ngôn thuận. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Dương Nghị Vân toàn thân 10 ánh sáng màu mang đại tác phẩm, bỗng nhiên bộc phát ra đi. A a a. Ngay sau đó bốn phía kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một đám tán tiên ngã xuống trên mặt đất, mất đi sinh cơ, bao gồm Nhất Khai bắt đầu. Phốc. Giữa sân duy nhất còn sống đó là 12 kiếp tán tiên cánh tả. Không phải hắn cường đại, mà là Dương Nghị Vân cố ý để lại hắn một mạng. Đường trường cánh tả liền hộc máu, quỳ xuống. Không quỳ không được, Dương Nghị Vân trực tiếp một tay ấn ở cánh tả trán thượng bắt đầu siêu hồn. Hắn cũng không nghĩ ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian, siêu hồn là trực tiếp nhất. Vài phút sau 12 kiếp tán tiên cánh tả ở trong tay hắn hóa thành cho tàn. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ cũng được đến muốn biết đồ vật. Thú vị chính là, hắn cư nhiên từ cái này cánh tả trong trí nhớ thấy được Lục Tuyết Hy. Bên trái cánh trong trí nhớ, chỉ là gặp qua Lục Tuyết Hy. Là ở một cái kêu linh càng thành tán tiên đấu giá hội thượng gặp qua một lần, cánh tả sở dĩ ở trong trí nhớ có ảnh hưởng là bởi vì Lục Tuyết Hy thân phận là linh càng thành một cái kêu phong vân ngầm chợ đen tổ chức một viên, cho nên nhìn nhiều vài lần nhớ kỹ Lục Tuyết Hy. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, quả nhiên Lục Tuyết Hy ở tán tiên không gian thế giới, hắn đem linh càng thành cùng phong vân chợ đen này hai cái tên ghi nhớ, trong lòng nghĩ mau chóng giải quyết nơi này xong việc, liền đi linh càng thành tìm Lục Tuyết Hy. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, rốt cuộc cánh tả trong trí nhớ gặp qua Lục Tuyết Hy đã là 4.000 nhiều năm trước sự tình. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, Lục Tuyết Hy là phong vân chợ đen đấu giá hội người. Cái này nhưng thật ra cái manh mối, mặc kệ Lục Tuyết Hy có ở đây không linh càng thành, dù sao phong vân chợ đen là thoát không được căn hệ. Mặt khác chính là Hồng Diệp cung tình huống, bên trái cánh trong trí nhớ, Dương Nghị Vân thấy được hắc ám một mặt, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Hồng Diệp cung tán tiên ở tu luyện tà công. Hồng Diệp cung trên dưới hơn 30 người, mỗi một cái đều đáng chết. Mỗi một cái đều tham dự tu luyện tà công, trọng điểm là tu luyện tà công phương pháp quá tàn nhẫn, đều là chộp tới bình thường phàm nhân lấy người sống tinh huyết đào tạo một loại tà ác linh dược tới tu luyện tà công. Đào tạo tà ác linh dược gọi là Hồng Diệp huyết liên, từ hạt giống gieo đến thành thục ước chừng là 60 năm, thành thục thời gian tuy rằng thực mau. Nhưng mỗi một gốc cây Hồng Diệp huyết liên thành thục đại biểu một cái bình thường phàm nhân tánh mạng. Toàn bộ Hồng Diệp tiên cung địa cung ước chừng có thượng vạn cây Hồng Diệp huyết liên ở đào tạo, này liền đại biểu là một lần một vạn điều người thường tánh mạng. Hơn nữa Hồng Diệp tiên cung đào tạo Hồng Diệp huyết liên lịch sử đã có thượng vạn năm, này quả thực là một cái con số thiên văn mạng người số lượng. Bọn họ bắt người đều là đi các nơi đi bắt người, rất ít động phạm vi 500 dặm trong vòng bá tánh. Bất quá có ngoại lệ là 500 dặm trong vòng bá tánh nếu là vào núi vậy không giống nhau, trực tiếp bị trảo tiến Hồng Diệp vùng núi cung bồi dưỡng gieo trồng Hồng Diệp huyết liên, dù sao trong núi đa tài lang hổ báo, liền tính là người nhà biết mất tích, cũng hơn phân nửa tưởng săn thú đã chết, sẽ không hoài nghi. Táng tận thiên lương a. Dương Nghị Vân chửi ầm lên. Đi bước một hướng về đại điện đi đến. Địa cung nhập khẩu ở đại điện chung, cánh tả trong trí nhớ cung chủ ngữ linh tường liền ở địa cung. Trung niên hấp thu luyện hóa Hồng Diệp huyết liên tu luyện, bên trái cánh trong trí nhớ, ngự linh tường tu vi rất cao, nhưng cụ thể rất cao, hắn cũng không biết, mà tu luyện tà công công pháp cùng Hồng Diệp huyết liên cũng là cung chủ ngự linh tường không biết từ địa phương nào được đến. Hắn cánh tả còn lại là thân là phó công chúa nếu không đi bên ngoài bắt người, tán tiên không gian địa vực rất lớn, phàm nhân vô số, hắn mỗi một lần chảo vạn người cũng không tính nhiều. Hơn nữa bọn họ tu vi cũng ở Hồng Diệp huyết liên cùng cung chủ ngự linh tường truyền xuống tà công trung tiến bộ vượt bậc, hắn cũng là lớn nhất được lợi giả, cái thứ nhất vượt qua toàn bộ tán tiên thiên kiếp, tới 12 kiếp tán tiên cảnh giới. Trước kia kỳ thật Hồng Diệp cung tán tiên rất nhiều, có hơn 1.000 người nhiều, thật có chút tán tiên không ủng hộ cũng không tu luyện tà công, kết quả đều bị bọn họ giết sạch rồi, cho nên hiện tại Hồng Diệp cung liền hơn 30 người. Đương nhiên Dương Nghị Vân chém giết 14 cái. Hiện tại liền dư lại 19 người, đều ở địa cung chung đào tạo Hồng Diệp huyết liên.
đến nỗi Tiểu Hoa Nhi cha mẹ, Vương Đại Tài Nhi tử con dâu, Vương Thiết Trụ cùng Trương Thúy Liên, Dương Nghị Vân tin tưởng còn sống, rốt cuộc bọn họ là 3 năm trước đây mất tích, liền tính là bị loại thượng huyết liên hoa, cũng nên không chết. Bởi vì tuyết liên hoa yêu cầu 60 mùa màng thục, chỉ có đến 60 mùa màng thục thời điểm, nhân tài sẽ chết đi. Cho nên Tiểu Hoa Nhi cha mẹ hẳn là còn có thể cứu chữa. Dương Nghị Vân trong lòng sát ý tràn ngập. Toàn bộ Hồng Diệp cung người đều đáng chết, cung chủ Ngự Linh Tường càng là nên xuống địa ngục. Cư nhiên vì tu luyện không tiếc như thế tàn nhẫn dùng phàm nhân tánh mạng tới đào tạo tà ác Hồng Diệp huyết liên, thật sự đáng chết. Hắn nhưng thật ra kỳ quái, cái này cái gì cung chủ Ngự Linh Tường là từ đâu nhi được đến như thế tà ác công pháp cùng đào tạo Hồng Diệp huyết liên hoa biện pháp. Mà tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà nơi Cơ gia được xưng là tán tiên thế giới chúa tể gia tộc, chẳng lẽ liền không phát hiện bực này tà ác tán tiên tồn tại. Ngay sau đó ngẫm lại không phát hiện cũng bình thường, này đó tán tiên nếu dám làm liền nhất định sẽ không làm người phát hiện, nếu không cũng không đến mức cực đoan đến đem chính mình tiên cung hơn 1.000 người đều giết đến chỉ còn lại có không đến 40 người nông nỗi. Hắn thổn thức, may mắn hắn tới, cũng phát hiện này đó tà ác tán tiên tồn tại, bằng không còn không biết muốn chết nhiều ít vô tội phàm nhân. Hiện tại xem ra, tiểu sư tỷ nơi Cơ gia cũng không phải hoàn toàn chúa tể a. Hoặc là nói Cơ gia chăn dê thức quản lý tồn tại thật lớn tệ đoan. Có thể tưởng tượng này đó là truyền ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu tán tiên bí quá hóa liều. Rốt cuộc dựa theo cánh tả ký ức, Ngự Linh Tường truyền xuống tà công cùng Hồng Diệp huyết liên hoa đích xác có thể gia tăng tán tiên mỗi cách ngàn năm một lần so một lần cường đại tán tiên thiên kiếp. Không phải mỗi một cái tán tiên đều có thể đi đến cuối cùng, kháng hạ sở hữu thiên kiếp. Nếu là xuất hiện một cái lối tắt, đối tán tiên tới nói đủ để phạm hiểm. Nhưng này chung quy này đây phàm nhân sinh mệnh vì đại giới. Hơn nữa một cái có thể khiêng quá 12 kiếp tán tiên thiên kiếp tán tiên, nhưng đại biểu 9.000 chi số phàm nhân tánh mạng, đây là cánh tả ký ức oanh ghi lại. Có thể tưởng tượng mà một khi bực này tà ác lối tắt lan tràn đi ra ngoài, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí còn bực này tà ác công pháp cùng Hồng Diệp huyết liên, không chỉ là thích ứng với tán tiên, đối tiên nhân đối bất luận cái gì tu sĩ đều có trợ giúp. Ngẫm lại tương lai một ngày nào đó bực này tà công tà pháp lan tràn đến toàn bộ tiên giới. Dương Nghị Vân đều nghĩ mà sợ. Tuyệt đối không thể có lan tràn, muốn hoàn toàn diệt sát sạch sẽ hủy diệt rớt, thật là đáng sợ. Dương Nghị Vân tâm tình có điểm trầm trọng đi vào Hồng Diệp cung đại điện. Đẩy cửa tiến vào, đại điện chung không một người, trên mặt đất tán tiên đã bị người sát xong, dư lại đều ở địa cung chung. Cánh tả trong trí nhớ địa cung nhập khẩu ở đại điện chính đường trên vách tường. Dương Nghị Vân trực tiếp đi qua đi, đối với trên vách tường một chỗ bàn tay bích hỏa thúc dục pháp lực, tức khắc vách tường ầm 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 vang vọng, mở ra một phiến môn. Dương Nghị Vân nhìn lại quả nhiên là một cái thông tiên ngầm địa đạo. Không chút do dự đi vào. Phía sau đại môn lại một lần chậm rãi đóng cửa. Hắn cũng không sợ chút nào, trong lòng sát ý là càng lúc càng lớn. Tối tăm thông đạo là nhất giai giai thạch tài cầu thang. Tổng cộng nghiêng xuống phía dưới đi rồi 300 nhiều mễ mới là ngôi cao sơn động, nối thẳng phương xa. Ước chừng một canh giờ sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc đi tới thông đạo cuối. Cũng thấy được có ánh sáng. Căn cứ cánh tả ký ức, phía trước ngay tại chỗ cung cửa đá, có gác tồn tại, tiến vào sau đó là người dược đào tạo nơi. Người nào? Hai cái đầu tóc hoa dâm tán tiên đều là tiên tôn cấp bậc 12 kiếp tán tiên. Dương Nghị Vân bỗng nhiên chợt lóe mà đi. Rầm rầm, hai trưởng dưới, hai cái 12 kiếp tán tiên mất mạng. Đều không có tiến vào thông ngộ, một bàn tay đều có thể nháy mắt hạ gục. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân đẩy ra cửa đá. Ngay sau đó, cứ việc hắn có chuẩn bị tâm lý, dễ thân mắt thấy đến lúc sau vẫn là nhìn không được cả người run lên. Dương Nghị Vân trong tầm mắt nhìn đến chính là cái thật lớn thiên nhiên không gian, có một cái vài cái sân bóng đại không gian, rậm rạp là từng ngụm đại lu. Mà ở đại lưu trong vòng còn lại là một người, sống sờ sờ người, đều là phàm nhân. Mỗi người đều bị trang ở đại lưu trong vòng, lại là ở này đó người trên người mọc da đỏ như máu thực vật. Đúng là cánh tả trong trí nhớ Hồng Diệp huyết liên, chẳng qua có chút nở hoa rồi, có chút nụ hoa đãi phóng, có chút chỉ là ở nhân thân nảy mầm. Cái này nở hoa người trên cơ bản đều đã thành thây khô, sống sờ sờ bị Hồng Diệp huyết liên hấp thu sạch sẽ một thân tinh huyết. Nhất tàn nhẫn chính là người còn chưa chết. Đây là đào tạo Hồng Diệp huyết liên người dược. Tà ác thủ đoạn A. Liếc mắt một cái nhìn lại đâu chỉ thượng vạn người.
cái này không gian quả thực chính là một cái tu la tràng. Nở rộ hồng diệp huyết liên tản ra yêu dị vô cùng huyết quang chi sắc, yêu diễm tràn ngập huyết tinh chi khí. Loại này dùng mạng người trồng ra xài thật là đẹp vô cùng, nhưng thả tràn ngập sát khí cùng oán khí. Dương Nghị Vân cảm nhận được cường đại vô cùng năng lượng hơi thở, tràn ngập toàn bộ không gian, thật là siêu việt tầm thường năng lượng lực lượng, so với cực phẩm tiên thạch còn muốn thuần tịnh nồng hậu gấp 10 lần không ngừng. Trong đó còn hỗn loạn giả nói không rõ nào đó hơi thở, có lẽ đúng là này đó huyết sắc yêu hoa mị lực nơi đi. Chỉ cần từ năng lượng đi lên nói, vứt bỏ dùng sinh mệnh đào tạo đại giới, đích xác hồng diệp huyết liên hoa là thiên địa chi bảo giống nhau tồn tại. Nhưng mà thật là tình huống là, đây là lấy phàm nhân sinh mệnh vì đại giới đào tạo mà ra huyết liên, dính đầy máu tươi. Đây là không nên tồn tại trên thế gian tà ác đóa hoa. Đương nhiên nhất đáng chết chính là đào tạo này đó hồng diệp huyết liên người. Vèo 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 vèo. Từng đạo thanh thân ảnh không ngừng xuất hiện, vô thanh vô tức. Chắn cổng lớn. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, nhìn những người này, 18 cái. Còn kém một cái. Dựa theo cánh tả ký ức, địa cung chung có 19 nhân tài đối. Thiếu một người không hề nghi ngờ là Ngự Linh Tường, Hồng Diệp Tiên Cung cung chủ, cũng là những người này yêu đào tạo người khởi xướng. Trước mắt 18 người, tu vi nhưng đều không kém. Cư nhiên tất cả đều là 12 kiếp tán tiên tồn tại. Đương nhiên trong đó có 6 người là thông ngộ cấp bậc. Dư giả tất cả đều là tiên tôn cấp bậc. Tán tiên 12 kiếp tồn tại cũng chính là tương đương với tiên tôn đại đỉnh, siêu việt hạng người còn lại là thông ngộ cấp bậc 6 cái. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết tán tiên trung siêu việt 12 kiếp tồn tại tương đương với thông ngộ tán tiên có cái gì xưng hô. Nhưng hơi thở thượng lại là cùng tiên nhân không có gì hai dạng. Trong đó cường đại nhất 6 cái thông ngộ, cũng liền thông ngộ 6 trọng thiên, tối cao một người, chính là tương đương với thông ngộ 7 trọng thiên tán tiên. Cổ lực lượng này đặt ở tiên giới cũng tương đương với là một cái siêu cấp đại tông thế lực. Nhưng nơi này là tán tiên không gian thế lực, là hắn đi vào tán tiên thế giới đụng tới cái thứ nhất thế lực, liền có như vậy nhiều cao thủ. Đủ để thuyết minh tán tiên không gian cường đại, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá sao? Những người này ở Dương Mẫu Nhân trong mắt cũng chỉ là lớn một chút con kiến mà thôi. Với hắn mà nói, quản chi là thông ngộ cửu trọng thiên cũng đều không sao cả. Nhưng ở cổng lớn 18 cái tán tiên, ở Dương Nghị Vân trong mắt đã là chết người. Mỗi người trên người đều tràn ngập tà ác sát khí. Vô pháp tưởng tượng những người này dùng nhiều ít hồng diệp huyết liên mới có hiện giờ tu vi. Một đám đều là dựa vào tiêu hao phàm nhân tánh mạng trồng chất lên nhân cha. Đáng chết một vạn biến. Dương Nghị Vân đối mặt những người này, nâng lên tay phải. Giờ phút này hắn tay phải thượng một đạo lam quang chợt lóe rồi biến mất nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Lam quang tự nhiên là vẫn luôn ở trên cổ tay hắn tiểu mãng xà tiểu lam, hoặc là nói là đại độc vật. Dương Nghị Vân nghĩ đám cặn bã này một chút diệt đều là tiện nghi bọn họ, làm tiểu lam ra tay phóng độc, làm cho bọn họ một đám thê thảm chết đi mới hảo. Mấy vạn phàm nhân a. Một đám bị trang ở đại lưu chung, bị yêu dị tà ác hồng diệp huyết liên ngày càng mệt nguyệt ở một chút hấp thu tinh huyết, biết cuối cùng hóa thành thây khô túi ra mới có thể chết đi, có thể ngẫm lại này đắc thủ bao lớn thống khổ. Cho nên này đó tán tiên đều hẳn là không được chết già. Dương Nghị Vân làm tiểu lam ra tay, một chút độc chết bọn họ. Tiểu lam độc nhưng nhập nguyên thần, lúc này mới không làm thất vọng này đó vương bát đản. Giết hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Trong đó một cái tán tiên khàn khàn mở miệng. Không hề nghi ngờ đối với bên ngoài phát sinh sự tình, này đó tán tiên đã biết. Mà Dương Nghị Vân cũng thật là cái người ngoài, bởi vì hơi thở bất đồng, dùng quá hồng diệp huyết liên tán tiên cùng ngoại giới tu sĩ có liền rất đại bất đồng. Dương Nghị Vân xông tới, thấy được bọn họ ở địa cung đại bí mật, đây là tuyệt đối không thể đủ làm hắn tồn tại. Dùng phàm nhân sinh mệnh tới đào tạo linh dược, đây là tu sĩ giới tối kỵ, là điển hình tà ác tu sĩ. Trăm triệu không thể truyền lưu đi ra ngoài. Cho nên cứ việc những người này xem không đầu Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới, nhưng lại đã muốn sát Dương Nghị Vân. Ha ha, chó cùng dứt dậu giết ta, các ngươi đám cặn bã này còn chưa đủ tư cách. Dương Nghị Vân nhàn nhạt cười lạnh, nhấc chân nghĩ bên trong đi đến, không hề có đem này 18 danh tán tiên để vào mắt. Bởi vì Tiểu Lam đã ra tay, Tiểu Lam độc, liền tính là thông ngộ cửu trọng thiên lây dính thượng cũng đều đừng nghĩ hảo quá. Huống chi là này mấy chút tán tiên. Sát. 18 danh tán tiên giống giận mà động. Phải đối Dương Nghị Vân giết qua đi.
nhưng lại là nháy mắt lại ngừng lại. Một đám cả người run lên dựng lên, như là chúng ta động kinh. A a a a. Ngay sau đó một đám kêu thảm thiết, sụi lơ ở trên mặt đất. Tiểu Lam đừng một chút lộng chết đám cặn bã này, làm cho bọn họ nhiều hưởng thụ một chút thống khổ tư vị. Dương Nghị Vân đi vào cái này thật lớn đại sảnh chậm rãi mở miệng dặn dò. Tê tê. Trong bóng đêm vang lên Tiểu Lam đáp lại, lại là cũng không có hiện thân ra tới, đây là Dương Nghị Vân cố ý dặn dò, làm Tiểu Lam giấu ở âm thầm, bởi vì cánh tả trong trí nhớ địa cung chung là 19 người, hiện tại chỉ xuất hiện 18 cái tán tiên, chân chính cung chủ không xuất hiện. Dương Nghị Vân tuy rằng không sợ âm thầm cung chủ, khá vậy không đại biểu hắn liền coi thường đối thủ. Đối với âm thầm cung chủ, Dương Nghị Vân vẫn là cẩn thận đối đãi. Người này nếu có thể làm ra Hồng Diệp Huyết Liên cùng Tà Công bực này chờ, liền nhất định cũng không phải đơn giản hạng người, đặc biệt là loại này đi tà ác chiêu số người, càng là cẩn thận một chút không sai. Cho nên Dương Nghị Vân làm Tiểu Lam đi ra ngoài giấu ở âm thầm cũng là một đạo bảo hiểm, nhưng đừng lật thuyền trong mương, tuy rằng hắn hiện tại thực lực thật là rất cường đại, nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân những lời này, đặt ở tu sĩ thế giới vĩnh viễn đều là vĩnh hằng đạo lý lớn. Ai dám bảo đảm tiên giới liền sẽ không tái xuất hiện một cái chí cường giả. Tự tin có thể, nhưng tuyệt đối không thể tự đại, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. 18 cá nhân có một cái tính một cái, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất kêu thảm thiết, mỗi một cái đều bị Tiểu Lam cấp hạ độc được ở trên mặt đất. Dương Nghị Vân dặn dò quá Tiểu Lam chậm rãi độc chết cái này nhân cha, đây mới là bắt đầu. A à, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Mau cho chúng ta giải độc, nếu không cung chủ đại nhân vòng không được ngươi. Một đám tán tiên ngã trên mặt đất thê thảm gầm rú, bọn họ tán tiên thân thể đều bắt đầu tan rã lên, sớm hay muộn đều sẽ tiêu tán, hơn nữa bị Tiểu Lam độc lây dính thượng, cùng đáng sợ chính là bọn họ thần hồn trúng độc, cái này mới là điểm chết người. Ha ha, các ngươi này đó cao cao tại thượng tán tiên, cư nhiên dùng tầm thường phàm nhân tới tu luyện tà công đào tạo độc yêu, có từng nghĩ tới cái này phàm nhân thống khổ. Này liền chịu không nổi sao, yên tâm đây mới là bắt đầu, bản tôn sẽ làm ngươi thường thường trên đời nhất thảm thiết thống khổ nhất độc. Dương Nghị Vân cười lạnh nói. Ngươi cũng là tu sĩ, hà tất để ý này đó con kiến sinh tử, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi cho chúng ta giải độc, nơi này chỉ bảo Hồng Diệp Huyết Liên nhưng cùng ngươi cùng chung. Trong đó tu vi tối cao tán tiên mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân ánh mắt nhíu lại, đối với tên này tán tiên vung tay lên. A, à, tức khắc tên này tán tiên kêu thảm thiết, lại là tán tiên thân thể bị Dương Nghị Vân một kích đánh tan, dư lại nguyên thần, chẳng qua hắn nguyên thần bị màu lam sương mù bao vây lấy, đây là Tiểu Lam độc. Tiểu Lam cho hắn thêm cơm, Dương Nghị Vân dặn dò. Âm thầm Tiểu Lam thao tác chính mình độc, tự nhiên là tùy tâm sở dục, ngay sau đó màu lam độc khí đại tác phẩm, tên này tán tiên nguyên thần lại một lần phát ra phi người tiếng kêu. A, à, ngươi là ma quỷ, ngươi giết ta, làm ta chết. Cung chủ đại nhân cứu mạng a. Tên này tán tiên rốt cuộc bắt đầu xin tha lên. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn về phía cái này đại không gian phương đông, bởi vì cái này tán tiên cầu cứu là nhìn về phía đông, nói cách khác cái gọi là cung chủ ở bên kia. Cung chủ bế quan tu luyện nơi ở bên kia. Dương Nghị Vân muốn tìm tự nhiên là cái này cung chủ, đem đầu sỏ gây tội tru sát mới là mục đích. Chỉ là nửa ngày không có động tĩnh. Dương Nghị Vân kỳ quái. Nhưng cũng không để ý, nếu không ra, hắn liền tìm qua đi. Bất quá trước đó hắn muốn đem Tiểu Hoa Nhi cha mẹ tìm được, đem nơi này có thể cứu phàm nhân đều liền ra tới. Hắn đi ở từng ngụm đại lưu trung gian, thần thức buông ra đi quan sát. Ngay sau đó hắn phát hiện Tiểu Hoa Nhi cha mẹ. Còn hảo, còn lại được cứu trợ. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Hắn phát hiện, Tiểu Hoa Nhi cha mẹ trong cơ thể có Hồng Diệp Huyết Liên hạt giống tồn tại. Còn chưa tới nảy mầm thời điểm, chỉ cần là Hồng Diệp Huyết Liên không có phá thể nảy mầm người, đều là có cơ hội liền tới đây. Đến nỗi đã phá thể nảy mầm giả, liền tính là hắn cũng không có cách. Bởi vì Hồng Diệp Huyết Liên đã cắm rễ ở trong cơ thể, cùng bọn họ thân thể hòa hợp nhất thể, mà những người này cũng đều mất đi ý thức, hoàn toàn biến thành người dược, là hoạt tử nhân, liền tính là cứu cũng không ý nghĩa. Chỉ có trong cơ thể Hồng Diệp Huyết Liên không có phá thể nảy mầm nhân tài có cơ hội mạng sống. Mới có thể cứu, bởi vì bọn họ ý thức là tồn tại. Đưa bọn họ trong cơ thể Hồng Diệp Huyết Liên hạt giống lấy ra liền có thể. Nhưng là cái này quá trình nhưng không dễ dàng, bất quá Dương Nghị Vân nhưng thật ra có thể làm đến.
thần thức đảo qua có thể cứu giả, hoặc là nói trong cơ thể có Hồng Diệp huyết liên hạt giống còn không có nảy mầm người, tổng cộng có 500 nhiều người, thượng vạn người chung cũng chỉ có 500 người nhưng mạng sống. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, lại là không sốt ruột động thủ cứu người, hắn nghĩ phía đông đi đến, muốn cứu người cũng đến trước giải quyết rất không biết phiền toái, cũng chính là như cũ không có xuất hiện cung chủ, không có ảnh hưởng mới có thể yên tâm cứu người. Cũng không biết vì cái gì, cái này cung chủ cư nhiên còn không xuất hiện. Dương Nghị Vân không đợi, nếu ngươi không ra, ta đây liền đi tìm ngươi. Dương Nghị Vân đi bước một đi tới bên cạnh, thấy được cánh tả trong trí nhớ một gian mật thất cửa phòng. Nơi này chính là Hồng Diệp Tiên Cung cung chủ bế quan tu luyện địa phương. Hắn không có ở đi để ý tới 18 danh bị Tiểu Lam độc phiên tán tiên, hẳn là căn bản là không cần đi nhìn, 18 danh tán tiên kết cục đã chú định chính là tử lộ một cái. Tan thành mây khói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại cũng chỉ có Tiên Cung cung chủ mới là hắn yêu cầu xử lý. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, còn không có gặp mặt Tiên Cung cung chủ mới là một cái uy hát yêu ta, có rất lớn một cái khả năng Hồng Diệp Tiên Cung cung chủ còn đối bên ngoài phát sinh hết thảy cũng không biết. Vẫn luôn đang bế quan tu luyện chung. Dương Nghị Vân tới gần lúc sau, cảm nhận được cửa đá phía trên có pháp lực dao động, là cấm chế, hơn nữa cái này cấm chế thượng tràn ngập oán sát khí, vô cùng nồng hậu. Liền cùng lúc trước Lạc Dương hóa ma thời điểm hơi thở cùng loại, nhưng là so với Lạc Dương hóa ma còn muốn nghiêm trọng nhiều. Nói lên Lạc Dương, Dương Nghị Vân kỳ thật đã thật lâu không có gặp qua, lúc trước tấn công mấy thế lực lớn thời điểm, Lạc Dương lưu tại Vân Môn bế quan, nhị sư huynh Sao Trời Tử vốn dĩ muốn kêu kêu Lạc Dương, nhưng Dương Nghị Vân không làm quấy rầy, mãi cho đến hiện tại Lạc Dương còn ở bế tử quan. Dương Nghị Vân tin tưởng chờ Lạc Dương lần sau xuất quan thời điểm, tu vi cảnh giới đã sẽ đạt tới một cái cực cao cảnh giới, nhất định sẽ là cao giai thông ngộ. Đương nhiên lúc này nghĩ đến Lạc Dương hoàn toàn là bởi vì trước mắt mật thất trên cửa phát ra oán khí sát khí, so với Lạc Dương lúc trước còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Đối với cái này tình huống, Dương Nghị Vân còn đúng là tiểu tâm cảnh giác lên, hắn tưởng trước tiên nghĩ đến chính là, cái này mật thất trung tán tiên có thể hay không cũng là một vị chuyển tu ma thần. Bất quá ngay sau đó Dương Nghị Vân liền phủ định chính mình cái này ý niệm, bởi vì đây là tán tiên. Cứ việc hơi thở thượng cùng lúc trước Lạc Dương có chút tương tự, nhưng cũng tuyệt đối có chênh lệch. Nghĩ đến không phải cái tầm thường hạng người. Chuẩn xác mà nói chính là cái đã đi lên đường tà đạo, tu luyện tà công tà pháp cường đại tán tiên. Đến nỗi tu vi tới rồi cái gì cấp bậc, Dương Nghị Vân là không biết, nhưng là dựa theo thân phận địa vị tính, cũng tuyệt đối sẽ không thấp, chưa chừng chính là thông ngộ cửu trọng thiên cấp bậc tán tiên thiên tôn. Bất quá chính là tính như thế, hắn cũng không cái gọi là. Hắn đều tiêu diệt tam tôn thiên tôn cấp bậc cường giả, chẳng lẽ còn để ý một cái tán tiên thiên tôn. Đương nhiên này đó đều là hắn suy đoán, nơi này xuất hiện tán tiên tu vi tối cao tương đương với là thông ngộ bảy trọng thiên. Liền tính cái này còn không có xuất hiện Hồng Diệp Tiên Cung cung chủ là cái cường giả, cũng phỏng chừng là hữu hạn, căng chết là bát trọng. Cửu trọng. Ở hắn nghĩ đến bát trọng khả năng tính là rất lớn. Mặc kệ là tán tiên vẫn là tiên nhân, ở thông ngộ cấp bậc lúc sau muốn tiến giai một bước, kia nhưng đều là khó nhập lên trời. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nhìn mật thất đại môn lẩm bẩm, mặc kệ là ngươi là tiên là ma, cũng hoặc là cái gì quỷ quái, chỉ cần nơi này phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Hôm nay ta đều phải làm ngươi hồn phi phách tán, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên đối với mật thất cửa đá ra quyền, 10 ánh sáng màu mang đại tác phẩm, chiếu sáng toàn bộ không gian, hắn điều động trong cơ thể tiên tinh chung 10 đại đạo loại chi lực. Ầm vang, một quyền dưới, có thiên địa lôi đình chi uy. Cửa đá mật thất chia 5 xẻ 7. Làm càn, một tiếng bạo nộ tiếng hô vang lên, thực hiển nhiên là từ cửa đá trong vòng truyền đến. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà là nheo lại đôi mắt, hắn biết này một quyền rốt cuộc kinh động bế quan cung chủ, từ phẫn nộ thanh âm tới xem, đối phản tựa hồ thật đúng là không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Ngay sau đó một đạo huyết quang chợt lóe, Dương Nghị Vân trong tầm mắt xuất hiện một người hồng phát lão giả, nhìn qua đầy mặt khô gầy, giống cái lão thây khô giống nhau, một đôi mắt lại là đỏ bừng chi sắc, thực yêu dị. Thật là cái tán tiên, nhưng cũng không phải tầm thường tán tiên. Từ hơi thở thượng xem là cái thông ngộ bát trọng thiên đỉnh, còn không có bước vào cửu trọng thiên tu vi tán tiên. Không hề nghi ngờ người này chính là cánh tả trong trí nhớ Hồng Diệp Tiên Cung cung chủ Ngự Linh Tường. Ngự Linh Tường vừa ra tới, nhìn quét một chút, tức khắc sắc mặt đại biến, hắn phát hiện chính mình một loại thủ hạ đều ở thống khổ kêu thảm thiết chung,
hơi thở tự do không chừng, hiển nhiên là không sống nổi. Mà trước mắt xuất hiện người ngoài chỉ có tên này đầu bạc thanh niên, thực hiển nhiên chính là cái này đầu bạc thanh niên kiệt tác, không cần hỏi ngự linh tường cũng biết, địa cung ở ngoài người cũng đều bị người này xử lý. Đối mặt đầu bạc thanh niên, ngự linh tường cư nhiên nhìn không thấu. Tức khắc cũng cẩn thận lên, chính hắn đều là khoảng cách một bước đó là tán tiên thiên tôn cường giả, nhưng lại nhìn không thấu cái này đầu bạc thanh niên, này liền có chút quái dị. Nhất định là cái chí cường giả a. Đạo hữu là thần thánh phương nào? Ta Hồng Diệp cung chính là đắc tội đạo hữu sao? Ngự linh tường tưởng tính toán một chút Dương Nghị Vân chi tiết. Tiên giới vân môn chi chủ Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân không có bất luận cái gì tạm dừng liền báo thượng danh hào, nói tiếp, đến nỗi có hay không thù, điểm này quan trọng sao? Một câu hỏi lại. Ngự linh tường sửng sốt, cư nhiên là đến từ tiên giới, nhưng hắn chưa từng nghe qua. Tiên giới mấy đại siêu nhiên thế lực lại là nghe qua, nhưng là vân môn chưa bao giờ nghe nói. Chính như đối phương hỏi lại, đúng vậy, điểm này đều không quan trọng, quan trọng là đối phương phát hiện nơi này người dược, cục diện chính là không chết không ngừng. Hắn tu luyện tà công bồi dưỡng tà ác chi dược sự tình, là trăm triệu không thể truyền ra đi, nếu truyền tới bên ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên trước mắt chỉ có một cái lộ có thể đi, bên kia là không tiếc hết thảy đại giới giết cái này kêu Dương Nghị Vân người, hắn mới có thể bình an. Đạo hữu ngươi không nên tới Hồng Diệp cung, lại càng không nên giết ta người, cho nên bổn tọa chỉ có đưa ngươi lên đường. Ngự linh tường âm chắc chắc thanh âm lạc bế, cả người toàn thân huyết quang chợt lóe nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân liền ở phòng bị, nhưng là đương ngự linh tường biến mất lúc sau, hắn sắc mặt liền một chút thay đổi. Từ hắn tu thành 10 đại đạo loại lúc sau, thiên địa chi gian còn không có bất luận cái gì sinh linh hắn cảm ứng không đến. Nhưng hiện tại cư nhiên phát hiện hắn cảm thụ không đến ngự linh tường hơi thở. Đây là tu thành 10 đại đạo loại sau lần đầu tiên. Lẽ ra hắn có trong thiên địa 10 đại đạo loại thuộc tính lực lượng căn cơ, không có bất luận cái gì năng lượng là cảm ứng không đến, ngay cả tuyết miêu ẩn nấp chi đạo đều trốn bất quá hắn cảm ứng. Nhưng hiện tại đối mặt cái này tà ác ngự linh tường hắn cư nhiên cảm ứng không đến bất luận cái gì hơi thở. Giống như là chân chính hư không tiêu thất giống nhau. Dương Nghị Vân biết cái này tà ác ngự linh tường trên người có cái gì lực lượng nhất định là vượt qua, trong thiên địa 10 đại năng lượng. Cho nên đối phương hư không tiêu thất lúc sau hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở. Đối này Dương Nghị Vân không chút do dự thúc dục trong cơ thể 10 đại đạo loại chi lực, trải rộng toàn thân, nếu cảm ứng không đến, vậy không đi cảm ứng, hắn chỉ cần làm tốt phòng ngự được không? Hắn 10 đại đạo loại lực lượng cũng không phải là ăn chay. Trong thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng, 10 đại pháp tắc hình thành lực lượng, hắn tin tưởng liền tính là thần ma, ở tiên giới cũng không nhất định phá được hắn phòng ngự. Oanh! Một tiếng ầm vang ở hắn sau lưng vang lên, hắn cả người đều là cả người chấn động. Nhưng, không có chút nào bị thương. Thật đúng là mau a, đáng tiếc ngươi phá không được bản tôn phòng ngự, liền tính là đứng ở bất động làm ngươi đánh, ngươi cũng không làm gì được bản tôn. Dương Nghị Vân mang theo vô tận tự tin tự nói chuyện. Ha ha, kia cũng chưa chắc đi. Ngay sau đó lại là vang lên ngự linh tường cười lạnh thanh. Như cũ không thấy tung tích. Nhưng lại là tràn ngập âm lãnh ý cười. Dương Nghị Vân nghe thấy cái này tràn ngập âm lãnh nói chuyện thanh ngây ra một lúc, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại tràn ngập chờ mong. Hắn 10 đại đạo loại chi lực, trước mắt tới nói cơ hồ chính là vô địch trạng thái, đây là chuyện tốt, nhưng từ nào đó ý nghĩa tới nói cũng là chuyện xấu. Thế gian không có hoàn mỹ lực lượng, chỉ có thể nói hắn còn không có gặp được lực lượng nào đó có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Nếu có hắn nhưng thật ra hy vọng có thể sớm một chút bại lộ ra tới, như thế mới có thể nhân lúc còn sớm hoàn thiện. Ít nhất ở hắn lên trời lộ phía trước cấp hoàn thiện. Nói thật mặc kệ là hiện tại tán tiên không gian, cũng hoặc là phóng nhãn tiên giới, hắn đều không lo lắng bất luận vấn đề gì, duy độc đối 3.000 năm sau muốn đi lên trời lộ là lo lắng, ít nhất là có kính sợ. Bởi vì đó là không biết. Nếu trên người hắn ưu khuyết điểm, hoặc là nói hắn lực lượng ưu khuyết điểm, hắn hy vọng ở lên trời lộ phía trước bại lộ ra tới. Cho nên Dương Nghị Vân đối ngự linh tường nói, ngược lại bắt đầu có chút mong đợi lên. Hắn phòng ngự ngồi xong, cũng không né tránh, liền đứng ở tại chỗ chờ ngự linh tường đánh lại đây. Đảo muốn nhìn đối phương có cái gì thủ đoạn. Đích xác từ ngự linh tường trên người hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Như ngươi mong muốn. Ngự linh tường thanh âm vang lên.
Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến ở chính mình bốn phía xuất hiện đỏ thắm vô cùng huyết phụ, ngay lập tức chi gian liền đối với thân thể hắn bao vây lên. Tư tư tư. Hảo gia hỏa, Dương Nghị Vân thật là kinh ngạc. Hắn trên người phát ra tư tư thanh, giống như là phản ứng hóa học giống nhau, càng như là axit ăn mòn. Vẫn luôn đều tự cho là ngạo mười đại đạo loại lực lượng, cư nhiên ở huyết phụ bao vây hạ bắt đầu ăn mòn lên. Tuy rằng đối hắn ăn mòn rất nhỏ, thậm chí có thể nói xem nhẹ bất kể. Nhưng mà, thật là đối hắn mười đạo đạo chủng lực lượng sinh ra uy hát iota. Đây là hắn tu thành mười đạo đạo chủng gần nhất, lần đầu tiên đụng tới bực này tình huống. Ngự linh tường bực này huyết phụ quỷ dị a. Dương Nghị Vân tùy ý huyết phụ thêm thân, ăn mòn trên người hắn mười đại đạo loại lực lượng phòng ngự. Lại là bắt đầu nghiên cứu này đó huyết phụ rốt cuộc là cái gì lực lượng. Vài phút sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc phát hiện nguyên nhân, là sát khí cùng oán hợp thành lực lượng, phát sinh một loại biến dị chi lực, đây là cường đại đến mức tận cùng sau thoát biến lực lượng. Đích xác không hề thiên địa mười đại thuộc tính lực lượng trong vòng. Đây là chí âm vô cùng lực lượng, là oán hận chi lực, không tính chân chính lực lượng, mà là một loại cùng loại tâm ma lực lượng, hoặc là nói là tín ngưỡng giống nhau lực lượng. Trách không được có thể ăn mòn hắn đạo chủng chi lực. Đáng tiếc đối hắn ảnh hưởng cực nhỏ. Đương nhiên Dương Nghị Vân nghĩ bực này lực lượng nếu là cường đại đến trình độ nhất định lúc sau, tất nhiên sẽ đối hắn sinh ra đại uy hát iota, cho nên trong lòng nhớ kỹ, ngày sau gặp phải cùng loại lực lượng nhất định phải cẩn thận. Nghiên cứu minh bạch, huyết phụ trung quy là lấy hắn không có biện pháp, tưởng phá hắn đạo chủng chi lực phòng ngự, dựa theo bực này tốc độ yêu cầu hơn 1.000 năm mới được, này còn ở hắn không phản kháng dưới tình huống. Hắn mất đi kiên nhẫn. Mở miệng nói, Tiểu Lam ra tay đi. Đích xác hắn tạm thời cảm thụ không đến ngự linh tường tung tích, nhưng là Tiểu Lam một ngụm độc khí tất nhiên có thể bước ra tới. Đương nhiên hắn nếu là chân chính phí thời gian cũng có thể đem ngự linh tường tìm ra, nhưng không cần thiết. Hắn chỉ là tưởng nghiên cứu một chút ngự linh tường trên người tà ác lực lượng, hiện tại nếu đã biết, như vậy cũng nên đưa ngự linh tường lên đường. A, à, ngay sau đó bốn phía xanh thẳm hơi thở đại tác phẩm, vang lên ngự linh tường tiếng kêu thảm thiết. Liền ở hắn phía sau mười mấy mét chỗ vang lên. Tiểu Lam ra tay, hiệu quả hảo đến vượt qua hắn đoán trước. Chỉ chớp mắt ngự linh tường hoàn toàn bị Tiểu Lam độc khí bao vây lấy, ngã xuống trên mặt đất. Dương Nghị Vân cả người chấn động, mười đại đạo loại chi lực thúc dục, trên người huyết phụ tức khắc tan thành mây khói. Đi bước một hướng về ngự linh tường mà đi, Dương Nghị Vân giơ tay mười ánh sáng màu mang đại tác phẩm, liền phải đem đã trung Tiểu Lam chi độc ngự linh tường chụp chết. Nhưng mà ngự linh tường lại là mở miệng xin tha nói, đừng, đừng đừng, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, cơ gia sẽ không bỏ qua ngươi, cơ gia cường đại ngươi là nhận không nổi. Dương Nghị Vân vốn dĩ muốn một trưởng trực tiếp chụp chết ngự linh tường, chính là trăm triệu không nghĩ tới, ngự linh tường vừa mở miệng, cư nhiên liên lụy ra cơ gia. Cái này làm cho hắn một bàn tay ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trung, hít sâu một hơi nói, ngươi toát ra cơ người nhà. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin tưởng. Ngươi ở chỗ này lấy phàm nhân tánh mạng đào tạo tà ác hồng diệp huyết liên, tội không thể tha thứ, chết đã đến nơi cư nhiên còn tưởng liên lụy cơ gia. Nói thật cho ngươi biết, bản tôn tiểu sư tỷ chính là cơ người nhà giữ gìn tán tiên thế giới, sớm biết rằng ngươi làm ác, ngươi chết một vạn biến, hừ. Ha ha a, Dương Nghị Vân ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ngươi cho rằng cơ người nhà liền cao thượng như vậy. Ngự linh tường ở Tiểu Lam độc khí trung thống khổ cười lạnh. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, thực hiển nhiên ngự linh tường câu này trung tràn ngập tin tức, hơn nữa là cùng cơ gia thoát không được can hệ tin tức. Trầm giọng nói rõ ràng, nếu không ta không giết ngươi, nhưng tuyệt đối làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cơ gia là tiểu sư tỷ gia tộc, xem hiện tại xem ra cơ gia thủy tựa hồ rất sâu, vì tiểu sư tỷ, hắn cũng muốn hiểu biết rõ ràng. Dương Nghị Vân có một cổ dự cảm bất hảo. Hắn đột nhiên nhớ tới đại sư huynh nói qua, tiểu sư tỷ nơi cơ gia, sở dĩ có thể xưng là tiên giới đệ nhất gia tộc, lấy một cái gia tộc khống chế toàn bộ tán tiên không gian, chính là bởi vì cơ gia có cái gì bí pháp có thể làm tán tiên độ kiếp trở thành. Nơi này thành công là chỉ tán tiên 12 thiên kiếp hoàn toàn vượt qua đi ý tứ. Ngay cả hắn sư phụ trời cao tà năng đủ trở thành 12 kiếp tán tiên cũng với cơ gia có quan hệ. Trước mắt hắn chỗ đã thấy hết thảy đều xét đến cùng nói đến cùng đều là cùng tăng lên tán tiên tu vi cùng tán tiên thiên kiếp có quan hệ, từ cánh tả trong trí nhớ Dương Nghị Vân nhìn đến trung tâm chính là tán tiên thiên kiếp.
Này đó tán tiên đào tạo Hồng Diệp huyết liên tu luyện tà công đều là vì vượt qua tán tiên thiên kiếp, hơn nữa công hiệu là rõ ràng, nơi này xuất hiện mười mấy cái 12 kiếp tán tiên chính là tốt nhất chứng minh. Ngẫm lại cái này Ngữ Linh Tường nói, Dương Nghị Vân trong lòng liền nhảy. Chỉ mong chính mình tưởng chính là sai. Nhưng chân thật sai sao? Từ Ngữ Linh Tường lời nói chung Dương Nghị Vân nghe ra có một ít ý tứ, tựa hồ chính là như thế. Nói. Dương Nghị Vân trầm giọng lại nói một câu. Ha ha, Ngữ Linh Tường toàn thân ở chiều chiều, vẻ mặt vặn vẹo chi sắc, hiển nhiên Tiểu Lam độc đối hắn tạo thành cực đại thống khổ. Dừng một chút Ngữ Linh Tường mới nói. Nói thật cho ngươi biết, ta sau lưng chính là cơ gia, cho nên ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, cơ gia sẽ không bỏ qua ngươi. A, à, chạm vào. Dương Nghị Vân giơ tay đối với Ngữ Linh Tường chính là một kích, làm Ngữ Linh Tường kêu thảm thiết. Chết đã đến nơi, còn mẹ nó ở nguy hiểm bản tôn. Ngươi xả cái gì cơ gia sẽ làm bực này táng tận thiên lương chuyện này. Dương Nghị Vân mắng chung đối âm thầm Tiểu Lam nói, Tiểu Lam tăng lớn độc tố. Dựng xào thấy bóng, Ngữ Linh Tường toàn thân lam quang đại tác phẩm, kêu thảm thiết lên. Đừng, tha mạng đi, ta sai rồi. Ngữ Linh Tường không ngừng kêu thảm thiết. Thành thành thật thật nói, bản tôn không kiên nhẫn Dương Nghị Vân âm trầm vô cùng nói. Nếu không phải hắn phát hiện Ngữ Linh Tường thứ này nguyên thần trong vòng có cấm chế, một khi đi mạnh mẽ siêu hồn, nguyên thần cấm chế sẽ trực tiếp khởi động tiêu tán, hắn đã sớm động thủ siêu hồn. Cái này Ngữ Linh Tường thành thật xuống dưới, ở Tiểu Lam bá đạo độc khí dưới, hắn chịu đựng không nổi. Mở miệng nói, ta sau lưng là cơ gia nhị phòng. Kế tiếp nửa canh giờ, Ngữ Linh Tường đều ở công đạo, giảng thuật ra hắn cùng cơ gia quan hệ. Nghe xong lúc sau, Dương Nghị Vân mày càng ngày càng gấp, hắn hiện tại bắt đầu lo lắng tiểu sư tỷ an nguy, bởi vì ở Ngữ Linh Tường giảng thuật chung, khổng lồ cơ gia kỳ thật là thực loạn, thực phân loạn. Toàn bộ cơ gia cường đại nhất có tam chi, tọa lạc ở tán tiên không gian ba phương hướng. Đại phòng chính là tiểu sư tỷ kia một chi, ở cơ gia thôn, cũng là trên danh nghĩa toàn bộ cơ gia trung tâm, bất luận cái gì chi nhánh đều phải nghe đại phòng một chi. Nhị phòng, một chi là tán tiên không gian lớn nhất đế quốc, khống chế cơ hồ tán tiên không gian đại bộ phận diện tích, được xưng hoàng tộc. Tam phòng còn lại là khống chế tán tiên không gian thương nghiệp, nhất có tiền, hoặc là nói nhất có tài nguyên một mạch. So sánh với tới, tiểu sư tỷ nơi đại phòng còn lại là nhất keo kiệt một mạch, đại phòng một mạch cũng không tham dự bất luận cái gì phân tranh, chính là một lòng tu đạo. Đương nhiên đại phòng cũng là thực lực cường đại nhất một mạch, phi thường điệu thấp, lại là cơ gia chính thống. Mà nhị phòng cùng tam phòng trên danh nghĩa vẫn là cơ gia, nhưng lại là ở trong tối đã sớm thoát ly cơ gia, từ phía nở hoa, trải qua vô số năm qua đi huyết mạch đều khác nhau rất lớn. Đặc biệt là nhị phòng dã tâm pha đại. Vẫn luôn nghĩ thống nhất toàn bộ cơ gia, thống nhất toàn bộ tán tiên không gian, nhưng nề hà bị đại phòng vẫn luôn đè nặng. Nhưng nhị phòng há có thể cam tâm. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nhị phòng đột nhiên điên cuồng phát triển thế lực bắt đầu mời chào tán tiên không gian tán tiên, hấp dẫn tán tiên phương pháp đó là đào tạo Hồng Diệp huyết liên cùng một bước tà công, như thế có thể làm tán tiên rất lớn trình độ thượng vượt qua tán tiên thiên kiếp. Phương pháp này không thể không nói đối với đại đa số tán tiên tới nói là chí mạng dụ hoặc. Rất ít có thể có tán tiên ngăn cản được trụ bực này dụ hoặc. Tán tiên 12 kiếp, mỗi một kiếp đều là sinh tử, rất ít có người có thể vượt qua đi, hoặc là nói chống được thứ 12 kiếp. Cho nên nói tuy rằng là tà ác tu luyện, nhưng lại hữu hiệu. Nhị phòng kế hoạch cơ hồ mọc lên như nấm. Ở Ngữ Linh Tường giảng thuật chung, hắn không xem như duy nhất, toàn bộ tán tiên không gian tất nhiên còn tồn tại giống hắn như vậy bị cơ gia nhị phòng chọn lựa ra tới người. Nhị phòng phát động phản loạn. Muốn đem đại phòng một mạch diệt vong thay thế, muốn thống nhất toàn bộ tán tiên không gian. Đến nỗi tam phòng tin tức, Ngữ Linh Tường tuy rằng không biết, nhưng Dương Nghị Vân đoán đều có thể đoán được, tam phòng bị nhị phòng bắt lấy khả năng tính rất lớn. Trọng điểm là nhị phòng bực này ngầm tiến hành tà công tu luyện phương thức, sợ là đại phòng một mạch có người bị kéo xuống nước đều là có cực đại khả năng. Bực này đào tạo người dược cùng tu luyện tà công, là từ đâu mà đến? Ngọn nguồn sợ là xuất từ cơ gia cũng không phải không có khả năng. Đây mới là nguy hiểm nhất. Dương Nghị Vân trước tiên nghĩ tới tiểu sư tỷ. Dựa theo tiểu sư tỷ cách nói, các nàng một mạch kiên chỉ đi chính là chính đạo, thờ phụng cũng là thuận theo tự nhiên, là thực chính phái. Nhưng hiện tại nhị phòng muốn tạo phản, đại phòng một quả tất nhiên chính là cái đinh trong mắt.
tiểu sư tỷ có nguy hiểm a. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hoàng. Vung tay lên dưới trực tiếp đem ngự linh tường chụp chết, hóa thành hôi phi. Ngự linh tường chỉ là một cái chân nhỏ sắc, trọng điểm là nhị phòng. Nếu đã biết cơ ra, cái này chân nhỏ sắc cũng liền không cần thiết lưu trữ. Lấy phàm nhân tánh mạng vì đại giới đổi lấy tự thân tu vi, đây là thiên lý bất xung tà đạo, ngự linh tường chết một vạn thứ đều không quá. Theo sau tiêu diệt lúc sau, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, chuẩn bị chạy nhanh rời đi nơi này, đi trước tìm tiểu sư tỷ đi. Cơ gia nhị phòng bực này dã tâm, chưa chừng tùy thời sẽ đối đại phòng động thủ. Đến lúc đó tiểu sư tỷ liền có đại nguy hiểm. Trọng điểm là, Dương Nghị Vân không lý do trong lòng nhảy lên, có phi thường dự cảm bất hảo. Cơ gia nhị phòng dã tâm, nếu chỉ cần là tán tiên không gian còn hảo thuyết, nhưng nếu là... Dương Nghị Vân không dám tưởng đi xuống. Cái này cơ gia nhị phòng không thể tồn tại hậu thế, nhất định phải diệt, nếu không nói, đối với toàn bộ tiên giới thậm chí còn hạ giới đều là mấy họa đoan. Bởi vì bọn họ lấy mạng người vì đại giới đào tạo ra tới tà ác huyết liên, lý luận thượng không chỉ có là tán tiên tăng lên tu vi độ kiếp có đại tác dụng, đối thế gian vạn vật sinh linh đều có tác dụng. Bỗng nhiên Dương Nghị Vân trong lòng kinh hoàng, một cái vô cùng đáng sợ ý niệm toát ra trong óc, hắn cái trán tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám suy nghĩ đi xuống. Tạm thời từ ngữ linh tường nơi này được đến tin tức là, cơ gia nhị phòng chỉ là tưởng khống chế thống nhất tán tiên không gian thế giới tin tức, mà hắn phát hiện Hồng Diệp Tiên Cung, cũng chỉ là cơ gia nhị phòng bố cục băng sơn một góc. Còn không biết toàn bộ tán tiên không gian thế giới có bao nhiêu cái Hồng Diệp Tiên Cung có bao nhiêu cùng ngữ linh tường. Là một cái, hai cái, 100, 1000, 1000, thậm chí là càng nhiều. Hắn cũng không biết, tuyệt đối không ít. Bởi vì bực này tà ác đào tạo cùng tu luyện tà công, thật sự là đại giới quá nhỏ. Toàn bộ này đây phàm nhân sinh mệnh vì đại giới, chỉ cần cuồn cuộn không ngừng xuất hiện hạt giống, là có thể vô hạn lượng đào tạo ra tà ác huyết liên tới tu luyện, quả thực là một vốn bốn lời. Thế gian tiên nhân vô số, nhưng phàm nhân sinh linh càng là nhiều đếm không xuể. Ở rất nhiều tiên nhân trong mắt phàm nhân chính là con kiến, chộp tới tu luyện tà công, không cần tốn nhiều sức. Đáng sợ chính là, hiện tại hắn đối cơ gia nhị phòng bực này tình huống gần chỉ là hiểu biết một cái đại khái, còn không biết bực này tà công đến tột cùng cuối cùng uy lực như thế nào. Đơn từ một cái Hồng Diệp Tiên Cung tới xem, liền xuất hiện đạt tới 12 kiếp cấp bậc tán tiên hơn 20 người, tuy rằng trong đó đại bộ phận không có đạt tới thông ngộ thực lực, nhưng nếu là tu luyện đi xuống, sớm hay muộn thông suốt ngộ. Như vậy toàn bộ cơ gia nhị phòng toàn bộ tán tiên không gian lại sẽ có bao nhiêu lấy tà ác là chủ 12 kiếp tán tiên tồn tại. Đây là hắn không biết, cũng không dám tưởng đi xuống. Cơ gia a, thật sự là một cái không biết thần bí gia tộc. Chỉ mong là chính hắn suy nghĩ nhiều. Thu hồi phức tạp tâm thần lúc sau, Dương Nghị Vân chạy nhanh cứu người, có 500 nhiều người còn có thể cứu chữa, trong cơ thể Hồng Diệp huyết liên còn không có nảy mầm. Hao phí một canh giờ, Dương Nghị Vân đem những người này trong cơ thể Hồng Diệp huyết liên hạt giống lấy ra, đem người đều cứu tỉnh lại đây, làm cho bọn họ rời núi động. Này trong đó liền có Tiểu Hoa Nhi cha mẹ, đơn giản sau khi nói qua, Dương Nghị Vân đối mặt dư lại nhân yêu, trên mặt một trận trừ trừ, ngay sau đó hắn bỗng nhiên song trưởng chém ra, vô tận ngọn lửa mà ra. Khoảnh khắc đem mọi người yêu đều cấp đốt cháy sạch sẽ. Những người này yêu là tồn tại mạng người, nhưng cũng đã mất đi ý thức, không về được, nhưng lại không thể làm cho bọn họ lưu lại, bởi vì mỗi người chính là một gốc cây tà ác Hồng Diệp huyết liên, đây là tội ác, liền không nên tồn tại hậu thế. Hoàn toàn đốt cháy, đối bọn họ tới nói cũng là một loại giải thoát. Nhìn hóa thành hiểu rõ biển lửa chống trải đại sảnh, Dương Nghị Vân siết chặt nắm tay lẩm bẩm, ngươi chờ an giấc ngàn thu, ta sẽ cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Hắn cũng là phàm nhân xuất thân, một đường tu luyện đi tới, lại là chưa từng có lung tung giết qua một phàm nhân, chưa từng có đem phàm nhân trở thành quá chính là con kiến. Bởi vì mọi người đều là ngang nhau sinh linh. Nhưng này đó đáng chết tán tiên lại là. Toàn bộ tu sĩ giới mỗi người đều biết phàm nhân là hòn đá tảng, tuy rằng nhỏ yếu nhất người, nhưng lại là thế gian chi linh, càng là đại đạo hòn đá tảng. Đối thế gian phàm nhân chỉ có bảo hộ, không có giết chóc. Sát phàm nhân đó là ác, càng là tà. Phàm nhân là đại đạo, sát chi tao trời phạt. Dương Nghị Vân giờ phút này là có nổ vang, nội tâm bi thương, cũng tràn ngập sát ý. Song toàn nắm chặt, cấp ra một cái hứa hẹn. Liền ở hắn nói ra cấp này đó phàm nhân muốn chạy trốn hồi một cái công đạo thời điểm,
trên 9 tầng trời phát ra một tiếng nổ vang. Mà Dương Nghị Vân còn lại là cả người một trận, lại là cảm thụ hắn nguyên thần đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng không thể nói tới là cái gì biến hóa, bất quá nội tâm lại là biết đây là thiên đạo có cảm. Giờ khắc này hắn biết đây là thiên đạo chí nguyện to lớn, cũng là thiên đạo tán thành. Cấp này đó phàm nhân đòi lại một cái công đạo, thiên đạo tán thành. Mà toàn bộ trống trải không gian nguyên bản tràn ngập oán khí, lại là ở thời điểm này chậm rãi tiêu tán. Dương Nghị Vân có điều hiểu ra, như thế nào tiên? Như thế nào phàm? Tiên phàm chỉ là một niệm gian, thiên đạo dưới đều là sinh linh, chúng sinh bình đẳng, không có ai cao cao tại thượng, đều ở thiên đạo dưới, thuộc về cùng cái thế giới, không có ai có thể quyết định ai sinh tử. Phàm nhân cũng không phải tùy ý chu sát. Đi ra địa cung sau, Dương Nghị Vân lấy đại pháp lực, đem 500 nhiều phàm nhân đưa ra Hồng Diệp núi non, làm cho bọn họ từng người về nhà, có thể làm đều làm, kế tiếp hắn có càng chuyện quan trọng đi làm. Gặp nhau tương ngộ tức là duyên. Nếu Tiểu Hoa Nhi có tu đạo chi ý, hơn nữa Dương Nghị Vân cũng xem qua Tiểu Hoa Nhi thể chất đích xác có thể tu đạo, cho nên liền đưa một hồi cơ duyên cấp Tiểu Hoa Nhi. Một quyển tu đạo công pháp một lọ đan dược cũng đủ chống đỡ Tiểu Hoa Nhi bước vào tu đạo chi môn, đến nỗi về sau có thể có bao nhiêu đại thành tựu liền xem Tiểu Hoa Nhi cá nhân tạo hóa. Hắn không tính toán thu đồ đệ, cũng không nghĩ thu đồ đệ, hoàn toàn coi như thành ở Tiểu Hoa Nhi trong nhà ngủ lại báo đáp, cũng là thuận thế mà làm. Nhưng ứng Tiểu Hoa Nhi cùng Vương Đại Tài tìm người cũng tìm được rồi, chuyện ở đây xong rồi. Vốn dĩ hắn hẳn là muốn đi tìm Lục Tuyết Hy. Nhưng là từ Hồng Diệp Cung được đến tin tức thật sự quá lớn, tiểu sư tỷ khả năng tùy thời sẽ có nguy hiểm, hắn cần thiết đem Hồng Diệp Tiên Cung phát sinh sự tình, thông chi cấp cơ gia đại phòng, cũng đi xem tiểu sư tỷ, hắn tổng cộng liền như vậy một cái sư tỷ, nhưng không hy vọng có việc. Chỉ có Lục Tuyết Hy tự nhiên vẫn là muốn tìm, chính là có nặng nhẹ nhanh chậm không phải. Trước mắt với hắn mà nói quan trọng nhất chính là tiểu sư tỷ, cơ gia sợ là phải có đại biến cố. Dương Nghị Vân rốt cuộc bất chấp cái gì tán tiên không gian không cho sử dụng pháp lực quy củ, trực tiếp liền bay vọt dựng lên, hướng về cơ gia thôn mà đi. Hắn là Càn Khôn Thiên Tôn, tiên giới chính thức đứng ở kim tự tháp đỉnh cường giả, không có gì quy củ là hắn yêu cầu tuân thủ, ngay từ đầu chỉ là cấp tiểu sư tỷ mặt mũi không sử dụng pháp lực, nhưng hiện tại không cần thiết. Đến nỗi tán tiên không gian áp chế pháp lực pháp tắc, Dương Nghị Vân đã sớm biết hắn có thể phá tan. Đều là thiên tôn cấp bậc. Còn có cái gì pháp tắc ở tiên giới là có thể ước thúc hắn? Liên tính là có trong cơ thể 10 đại đạo loại chi lực cũng có thể đánh vỡ pháp tắc. Một ngày lúc sau Dương Nghị Vân đạt tới cơ gia thôn. Chính như tiểu sư tỷ lời nói chính là một cái thôn nhỏ, nhìn qua cũng chính là mấy chục hộ người bộ dáng. Hắn từ phía chân trời đáp xuống, tới rồi thôn đầu. Yên tĩnh thôn đầu, ở hắn xuất hiện một khắc, ước chừng xuất hiện mười mấy nói thông ngộ hơi thở. Hơn nữa tu vi đều không tính thấp, ít nhất thông đạo tam trọng thiên tối cao thông ngộ sáu trọng thiên. Cơ gia quả nhiên bất phàm a, Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng. Tới rồi nơi này sau, Dương Nghị Vân lại là gánh nặng trong lòng được giải khai, bởi vì nhìn qua tựa hồ không có gì đại sự phát sinh. Các hạ người nào đến ta cơ gia? Giờ phút này dẫn đầu thông ngộ sáu trọng thiên tán tiên hiện thân, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hỏi chuyện, tuy có cảnh giác nhưng lại rất khách khí. Bởi vì Dương mỗ nhân hơi thở thâm hậu phát ra, cường giả chi phong triển lộ không bỏ sót. Tại hạ Dương Nghị Vân, chính là cơ tím Hà sư đệ, tiến đến bái phỏng. Dương Nghị Vân đối mặt cơ người nhà, lại là có lễ, mặc kệ nói như thế nào những người này đều là tiểu sư tỷ gia tộc người. Nguyên lai là Dương đạo hữu, tại hạ cơ nguyên, tiểu chủ trở về thời điểm dặn dò quá, Dương đạo hữu tiến đến, làm chúng ta mời vào đi, Dương đạo hữu xin theo ta vào thôn. Cơ nguyên nghe được Dương Nghị Vân tự báo ra môn lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm phiền. Dương Nghị Vân ôm quyền, đi theo cơ nguyên tiến vào cơ gia thôn. Từ khẩu xuất hiện mười mấy luồng hơi thở, nhưng hiện thân chỉ có cơ nguyên một người, những người khác ở thời điểm này có ẩn độn đi xuống. Dương Nghị Vân âm thầm gật đầu, cơ gia cái này thôn nhỏ lại là nhìn qua ngoại tùng nội khẩn, phòng ngự làm không tồi. Chỉ là hắn trong lòng kỳ quái, cơ gia thôn chẳng lẽ liền thật như vậy đơn sơ. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là mao lư. Liền tính là lại điệu thấp, cũng không cần thiết làm như vậy keo kiệt đi. Tốt xấu là được xưng tiên giới đệ nhất gia tộc cơ gia, càng là tán tiên không gian chúa tể gia tộc, cũng là cơ gia chính thống đại phòng một mạch. Toàn bộ thôn mấy chục hộ nhà cửa nhân gia, giống nhau thu hết đáy mắt. Thật sự không phù hợp cảm nhận chung suy nghĩ.
Hơn nữa có cái phi thường đại điểm đáng ngờ ở trong lòng hiện lên, đó chính là tiểu sư tỷ ngày đó sắp chia tay thời điểm cho hắn một khối cơ gia lệnh bài, nói là tiến vào cơ gia dụng được đến lệnh bài. Nhưng hiện tại nhìn qua, cơ gia thôn này tựa hồ căn bản liền dùng không thượng cái gì tiến vào lệnh bài. Đương nhiên Dương Nghị Vân ngẫm lại đảo cũng đi qua, đã có cái này kêu cơ nguyên người mang theo tiến vào cơ gia thôn, có lẽ liền không cần lệnh bài cũng bình thường. Đi theo cơ nguyên đi rồi trong chốc lát, đối phương ngừng ở một tòa tiểu viện trước, mở miệng nói, đạo hữu mấy ngày nay ta cơ gia ở cử hành tộc sẽ, tiểu chủ hòa những người khác đều ở từ đường, đạo hữu tạm thời ở tại này tòa tiểu viện, chờ tộc sẽ kết thúc, tiểu chủ sẽ tự tiến đến. Tộc sẽ, Dương Nghị Vân tức khắc nhíu mày. Đúng vậy. Ta cơ gia nhị phòng tam phòng người đều đến đông đủ, cũng là mỗi cách ngàn năm một lần tộc sẽ, khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian, đạo hữu còn xin chờ đợi mấy ngày. Cơ Nguyên nói. Dương Nghị Vân mở miệng nói, ta có không đi xem. Cơ Nguyên nhíu mày, có chút không mừng, nếu không phải tiểu chủ cơ tím hà có công đạo Dương Nghị Vân tiến đến hảo sinh khoản đãi, hắn đều phải phát hỏa, cơ gia tộc sẽ ngươi một ngoại nhân nhìn cái gì. Nhưng là Dương Nghị Vân là tiểu chủ cơ tím hà khách nhân. Không thể chậm trễ, hít sâu một hơi cơ nguyên lắc đầu nói, không thể, Dương đạo hữu liền tính là ta cũng là không thể tham gia, cơ gia tộc sẽ chỉ có đại phòng cùng nhị phòng tam phòng thành viên trung tâm mới có thể tham gia. Đạo hữu vẫn là kiên nhẫn chờ mấy ngày đi, nếu là có cái gì nhu cầu, cứ việc mở miệng nói, ta có thể làm đến nhất định trợ giúp đạo hữu làm. Ngươi là cơ người nhà đều không thể tham gia, Dương Nghị Vân kinh ngạc. Không thể, ta chỉ là cơ gia đại phòng thiên chi, tham gia tư cách không đủ. Có thể đi tham gia tộc sẽ đều là cơ gia tam phòng trung tâm dòng chính. Cơ Nguyên nhàn nhạt nói. Dương Nghị Vân trong lòng lại là cú sốc lên. Nhị phòng cùng tam phòng người đều tham gia. Kia có thể hay không đối đại phòng một mạch bất lợi. Đối tiểu sư tỷ bất lợi. Từ Ngữ Linh Tường trong miệng được đến tin tức là, nhị phòng vô cùng có khả năng sẽ đối đại phòng làm khó dễ, thậm chí còn tam phòng đã sớm bị dã tâm bừng bừng nhị phòng thu phục, kế tiếp tất nhiên là đại phòng một mạch. Nhị phòng muốn thống trị toàn bộ tán tiên không gian, muốn thay thế được đại phòng trở thành cơ gia chính thống. Mang ta đi cơ gia từ đường, cơ gia đại phòng một mạch sợ là sẽ có nguy hiểm. Dương Nghị Vân lập tức quyết định đi cơ gia từ đường, hắn là không màng đến cái gì. Nói vậy khởi cơ người nhà tiểu sư tỷ an nguy nhất quan trọng. Đạo hữu người quá mức cơ nguyên sắc mặt âm trầm xuống dưới, chưa thấy qua Dương Nghị Vân như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, đều nói không thể đi vào, người còn muốn đi. Khi ta cơ gia là địa phương nào? Dương Nghị Vân vung tay lên một cái hình ảnh thạch xuất hiện, đối với cơ nguyên nói, ngươi trước nhìn xem cái này hình ảnh thạch lại nói, xem xong sau còn bằng không ta đi vào, ta không trách ngươi. Có cái gì, cơ nguyên khí phẫn lời nói cũng chưa nói xong thanh âm liền hoàn toàn mà ngăn. Vài phút sau, cơ nguyên sắc mặt đại biến, cả người đều đang run rẩy, hắn sở xem đúng là Hồng Diệp Tiên Cung hết thảy, bao gồm Ngự Linh Tường nói ra cơ gia nhị phòng việc. Trọng điểm là nhân yêu a. Đây là nghịch thiên mà đi, là muốn tao trời phạt. Tà ác huyết liên cùng tà công cư nhiên là cơ gia nhị phòng truyền lưu ra tới, hơn nữa ở Ngự Linh Tường giảng thuật chung, nhị phòng cư nhiên phải đối đại phòng một nhịp đập tay. Cơ nguyên cả người như bị sét đánh, há mồm thở dốc, nửa ngày lúc sau gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, đạo hữu hình ảnh thạch là thật sự. Người cái này tán tiên cũng tương đương với là thông ngộ sáu trọng thiên tồn tại. Hình ảnh thạch thật giả chẳng lẽ còn dùng ta nói sao? Không có thời gian, mau mang ta đi cơ gia từ đường, nếu là nhị phòng tiếp theo tộc sẽ đối đại phòng một nhịp đập tay, ta tiểu sư tỷ đã có thể có đại nguy hiểm, ngươi cơ gia đại phòng một mạch liền phải chặt đứt, nhanh lên. Lời nói đến cuối cùng Dương Nghị Vân nghiêm khắc quát lớn lên. Cơ nguyên cả người đại chấn, cắn răng nói, cùng ta tới. Cứ việc rất khó làm người tin tưởng, nhưng là cơ nguyên biết hình ảnh thạch là không lừa được người. Chuyện này quá lớn, hơi có vô ý, cơ gia liền sẽ hủy diệt. Cơ nguyên gánh vác không dậy nổi hậu quả, hắn là cơ gia đại phòng một mạch, tự nhiên không hy vọng đại phòng xảy ra chuyện. Đối nhị phòng cùng tam phòng hắn là rõ ràng, tuy rằng cho tới nay đều là cơ gia, đều là một cái tổ tông, nhưng lại đều là các quá cái, đều đã là làm theo ý mình. Bọn họ đại phòng một mạch siêu nhiên, nhị phòng là có khống chế một quốc gia, thế lực rất lớn, dã tâm rất lớn. Mà tam phòng còn lại là đi thương nghiệp lộ, thực giàu có được rất cường đại tu luyện tài nguyên. Dương Nghị Vân cho hắn xem cái này hình ảnh thạch chung nội dung thật sự chấn kinh rồi, cơ nguyên là một chút cũng không dám hậm hực, vạn nhất nếu là nhị phòng làm khó dễ, thật ở từ đường xuống tay, hậu quả không dám tưởng tượng.
cẩn thận tưởng tượng thật đúng là không thích hợp. Đều đã đi vào từ đường 3 ngày không hề động tĩnh, hơn nữa bên ngoài còn có nhị phòng cùng tam phòng lưu lại người. Tiến vào mấy ngày rồi? Dương Nghị Vân cũng hỏi một tiếng. 3 ngày Cơ Nguyên trả lời. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, nhanh nhìn xem. Hảo! Hai người lập tức liền tưởng cơ gia từ đường đi đến. Vài phút sau, đi tới cơ gia trong thôn tâm vị trí, một tòa thoạt nhìn trọng đại sân, mặt trên viết cơ gia từ đường. Chính là nơi này Cơ Nguyên nói. Hai người nói chuyện chi gian nghĩ từ đường đi đến. Dương Nghị Vân cũng nheo lại đôi mắt, hắn ở chỗ này cảm giác tới rồi có năng lượng dao động. Này liền đúng rồi, liền nói cơ gia không có khả năng thật sự như vậy kiểm ti a chống rột keo kiệt. Tiểu sư tỷ cho hắn lệnh bài có lẽ chính là dùng ở phương diện này, có lẽ nơi này mới chân chính cơ gia, không hề nghi ngờ là có trời đất khác địa phương. Bất quá ngay sau đó hai người còn không có tới gần từ đường thời điểm, bốn phía lại là xuất hiện từng đạo thân ảnh. Một đám hơi thở cường đại vô cùng. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, tổng cộng 20 người, cư nhiên đều là thông ngộ 6 trọng thiên tồn tại. Cơ Nguyên, ngươi không hiểu quy củ sao? Đây là tộc ngày họp gian, ngươi cũng không thể tiến vào, mặt khác ngươi như thế nào mang theo một cái người ngoài tiến đến? Cầm đầu người ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân cùng Cơ Nguyên. 19 thiếu gia, ta có quan trọng sự quan trọng từ đường, vị đạo hữu này là nhà ta tiểu chủ sư đệ, cũng không phải là người ngoài. Cơ Nguyên không cổ họng không ti nói. Mặc kệ là ai, hôm nay đều không thể tiến từ đường, đây là gia tộc đại sự, trở về đi, có chuyện gì chờ tộc sẽ lại nói. Bị Cơ Nguyên xưng là 19 thiếu gia người ta nói lời nói, toàn thân khí thế không chút do dự phát ra, nói rõ bằng không đi vào, dầu muối không ăn. Giờ phút này Cơ Nguyên còn tưởng lý luận, nhưng lại bị Dương Nghị Vân ngăn cản, kế tiếp sự hắn tới xử lý, phải dùng bạo lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Nghị Vân biết Cơ Nguyên cũng không phải là đối thủ, nếu là đặt ở ngày thường, hắn khả năng sẽ không trộn lẫn cơ gia sự tình, nhưng là hiện tại sự tình quan tiểu sư tỷ, tuy rằng không biết cơ gia từ đường trong vòng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng lúc này hắn cũng cố không được như vậy nhiều. Liền tính là giết cơ người nhà vọt vào đi, mà bên trong cũng không có phát sinh nhị phòng tạo phản sự tình, với hắn mà nói lại như thế nào. Hắn Dương Nghị Vân hành sự cần gì hướng người khác giải thích. Đường đường càn khôn thiên tôn tu vi, thậm chí cao hơn thiên tôn tồn tại, chẳng lẽ còn sợ cơ gia một ít người sao? Đối mặt chắn nói cơ gia nhị phòng cái gì chó má thiếu gia, Dương Nghị Vân căn bản là không có cùng hắn đối thoại hứng thú, trực tiếp vũ động đôi tay, đạo chủng chi lực đại tác phẩm dưới bao phủ qua đi. Mười mấy cá nhân so đạo chủng chi lực bao vây, kêu thảm thiết đều không có phát ra tới một tiếng, liền hôi phi yên diệt. Đối với Dương Nghị Vân lão thuyết phục ngộ 6 trọng thiên lại có thể như thế nào? Chẳng qua là lớn một chút con kiến ngươi. Đi đi vào. Trở tay chi gian tiêu diệt mười mấy cái thông ngộ cấp bậc tán tiên, Dương Nghị Vân nhẹ nhàng bâng quơ, đối bên người đã trợn tròn đôi mắt há to miệng Cơ Nguyên nói chuyện. A, à, nga nga, là. Phản ứng lại đây Cơ Nguyên có chút nói năng lộn xộn, cũng không biết như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Hắn tu đạo mấy vạn năm qua, cũng coi như là tu sĩ giới tài xế già. Ta sai rồi, là tu sĩ giới lão tu sĩ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể như thế nhẹ nhàng bâng quơ, trở tay chi gian làm mười mấy cái 12 kiếp tán tiên, kêu thảm thiết đều không có phát ra tới một tiếng liền hôi phi yên diệt. Liền tính là hắn trong ấn tượng tu vi thông huyền gia tộc lão tổ cũng không có bực này năng lực, không có bực này hơi thở, Cơ Nguyên vừa mới cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người nhưng phát ra hơi thở ước chừng bao lớn 10 loại nhiều. 10 đại thuộc tính 10 đại pháp tắc hơi thở, điểm này hắn phi thường xác định, càng đáng sợ chính là, vừa rồi Dương Nghị Vân nháy mắt bộc phát ra tới uy áp hơi thở, làm hắn cảm nhận được hắn đối mặt chính là một tòa cự sơn, là chân chính thiên địa chi uy xuất hiện. Hắn cùng 19 thiếu gia đám người tại đây chờ thiên địa chi uy hạ, giống như con kiến. Người này thật là tiểu chủ sư đệ sao? Quả thực liền không phải người a. May mắn không phải địch nhân a. Cơ Nguyên lòng còn sợ hãi. Giờ phút này đối mặt Dương Nghị Vân muốn nhiều cung kính liền có bao nhiêu cung kính, thậm chí tràn ngập sợ hãi. Đây mới là một tôn đại thần. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phục hồi tinh thần lại, Cơ Nguyên vội vàng tiến lên ở từ đường trên cửa lớn vung tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, ngay sau đó đẩy ra từ đường đại môn. Dương đạo hữu mời ngài vào. Cơ Nguyên nghiêng người cung kính vô cùng. Dương Nghị Vân cũng không khách khí, đi vào đại môn.
lúc sau là cái đại viện, trong tầm mắt cuối cùng là xuất hiện một tòa giống dạng cung điện, đây là Cơ gia từ đường. Ở Cơ Nguyên dẫn dắt hạ, tiến vào từ đường đại điện. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào đi lúc sau, toàn bộ đại điện lại là không có một bóng người. Chỉ là ở đại điện trung gian có một tấm bia đá, mặt trên khắc họa đầy rậm rạp cổ xưa văn tự, nghĩ đến chính là Cơ gia lịch đại tiền bối tên. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, người đâu? Dương đạo hữu này tòa đại điện chỉ là thủ thuật che mắt, chân chính từ đường ở không gian trong vòng, này tòa tấm bia đá chính là tiến vào Cơ gia chân chính từ đường môn hộ, bất quá ta không có chìa khóa, vào không được, điểm này nhưng thật ra quên mất. Cơ Nguyên nói chuyện chung có chút xấu hổ, cũng có chút sốt ruột. Hắn lo lắng nội loại tình huống. Khá vậy không thể trách hắn, lấy thân phận của hắn, cũng chỉ là biết Cơ gia từ đường, nhưng lại vào không được, liền tính là này tòa thủ thuật che mắt giống nhau từ đường, Cơ Nguyên cũng là lần đầu tiên tiến vào. Hiện tại nhưng thật ra xấu hổ, rõ ràng biết tấm bia đá chính là tiến vào Cơ gia từ đường chân chính môn hộ, nhưng hắn lại là không có chìa khóa đi vào. Lúc này cũng chỉ có thể lo lắng suông. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trong tay một phen, lại là lấy ra tiểu sư tỷ cho hắn lệnh bài, pháp lực thúc giục tấm bia đá. Ngay sau đó lệnh bài bùng nổ màu tím quang mang chiếu xạ ở tấm bia đá phía trên, ngay sau đó bia đá phủ văn đại tác phẩm, lại là bơi lội dựng lên, dần dần hình thành một cái môn hộ. Khai, khai ngươi, ngươi như thế nào sẽ có chìa khóa? Cơ Nguyên trừng lớn đôi mắt thực ngạc nhiên hỏi, nhưng ngay sau đó tưởng tượng Dương Nghị Vân là tiểu chủ Cơ Tím Hà sư đệ, cũng liền bình thường trở lại, không hề nghi ngờ Dương Nghị Vân chìa khóa hoặc là nói Cơ gia tối cao lệnh bài là tiểu chủ Cơ Tím Hà cấp, hỏi cái này câu nói chính là hỏi không. Dương Nghị Vân không có nhiều giải thích, chỉ là mở miệng nói, ở chỗ này thủ, ta vào xem. Dứt lời người đã tiến vào môn hộ, biến mất không thấy. Ta, Cơ Nguyên vô ngữ, dựa vào cái gì nghe ngươi? Rất muốn sở một câu, nhưng hắn không dám, cũng không cơ hội. Chỉ có thể thủ tại chỗ này, hắn biết đi theo Dương Nghị Vân tiến vào, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, nếu các ngươi phát sinh nhị phòng cùng tam phòng liên hợp đối bọn họ đại phòng khó khăn sự, hắn đi vào cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bên trong đều là cao thủ. Ít nhất đều là thông ngộ bảy trọng thiên tồn tại. Thành thành thật thật ở chỗ này thủ đi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ tiểu sư tỷ an ủi, bước vào Cơ gia tấm bia đá môn hộ lúc sau, có một lát choáng váng cùng chói mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt, đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cũng đã hoàn cảnh đại biến. Hảo trong tưởng tượng không giống nhau. Nơi này cũng không phải một phương thế giới, mà là một cái mây mù tràn ngập, tím lôi tia chớp hỗn động không gian. Ầm ầm ầm, răng rắc sát. Tiếng sấm rung trời, tia chớp không ngừng. Mây mù đều là màu tím, bao phủ toàn bộ không gian, hỗn độn vô cùng, căn bản vô pháp phán đoán nơi này có bao nhiêu đại. Bao gồm hắn dưới chân đều là tím lôi mây mù, như là đang ở hư không giống nhau, nhưng lại cảm giác như là đạp lên đại địa giống nhau. Nơi này mới là Cơ gia chân chính từ đường, hoặc là nói là Cơ gia chân chính bí địa trung tâm nơi. Hắn thần thức cư nhiên ở chỗ này phóng thích không ra, bất quá cũng không cái gọi là, trong tầm mắt vẫn là có thể nhìn đến mấy chục vài trăm thước xa, chẳng qua có mây mù che đậy địa phương, nhìn không thấu mà thôi. Nơi nơi đều là lôi đình tia chớp. Dương Nghị Vân vừa xuất hiện ở chỗ này, nghênh đón hắn đó là lôi đình tia chớp, bất quá Dương mỗ nhân chút nào không hoảng loạn, gần là thúc dục trong cơ thể tiên tinh chung lôi đình đạo trùng, làm lôi đình đạo trùng vận chuyển dựng lên. Sở hữu lôi thiên tia chấp chi lực đánh rớt ở trên người hắn, không chỉ có không có thu được chút nào thương tổn, ngược lại đều bị hắn hấp thu vào lôi đình đạo chủng trong vòng. Nói không nên lời sảng khoái cảm giác hai bên toàn thân. Lôi đình chi lực vốn dĩ chính là độc đáo lực lượng, cùng ngũ hành chi lực bất đồng, tùy thời tùy chỗ có thể hấp thu, bởi vì toàn bộ thiên địa đều là ngũ hành chi lực, nhưng lôi đình chi lực lại là có điều kiện. Trong thân thể hắn 10 đại đạo loại lôi đình đạo chủng ngược lại tương đối mỏng manh một ít. Bất quá nhưng hảo, Cơ gia cái này từ đường không gian trải rộng lôi đình tia chớp, với hắn mà nói chính là vây ở lặn xuống nước cá đụng phải trời giáng mưa to, trở về sông lớn cảm giác, đó là muốn nhiều sảng khoái liền có bao nhiêu sảng khoái. Tùy ý muôn vàn lôi đình tia chớp thêm thân, chút nào không chịu ảnh hưởng, ngược lại là tiên tinh trong vòng lôi đình đạo chủng ở trưởng thành. Dương Nghị Vân trong lòng lo lắng tiểu sư tỷ an ủi, nhưng không có thời gian đi đãi tại chỗ hưởng thụ lôi đình tia chớp lễ rửa tội. Hắn một bên về phía trước đi đến, một bên hấp thu lôi đỉnh tia chớp. Nơi này tối tăm mông lung, cũng không có phương hướng cảm, mọi nơi đi rồi một vòng,
cư nhiên vẫn là không có phát hiện người nào tồn tại. Cái này Dương Nghị Vân có chút sốt ruột. Hắn biết như vậy đi xuống không được, cần thiết nếu muốn biện pháp. Tưởng biện pháp gì hảo đâu. Chỉ chớp mắt liền có. Nếu nơi này là lôi đình tia chớp thế giới, kia hắn khiến cho lôi đình tia chớp trở thành hắn đôi mắt. Điểm này với hắn mà nói, thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn có lôi đình đạo chủng tồn tại. Đừng nói làm lôi đình chi lực trở thành đôi mắt, chính là xưng là hắn thân thể mỗi một bộ phận đều có thể. Dương Nghị Vân nhắm mắt tại chỗ, điều động sở hữu lôi điện tứ tán mà đi. Vài phút sau Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, khóe miệng có ý cười, tìm được rồi. Hắn phóng xuất ra đi lôi điện chi lực xem xét hạ, phát hiện có hơn 30 người tồn tại, mỗi người đều hơi thở cường đại, ít nhất đều ở thông ngộ bảy trọng thiên, trong đó có 3 người cư nhiên đều là thiên tôn hơi thở, này nhưng đúng là làm hắn chấn động. Không thể tưởng được một cái cơ gia liền xuất hiện tam đại thiên tôn. Trong lòng tưởng tượng, liền biết tất nhiên là cơ gia đại phòng, nhị phòng cùng tam phòng không thể nghi ngờ. Đến nỗi dư lại đều là từng người một mạch hạ dòng chính. Ở màu tím mây mù chỗ sâu trong, hoàn toàn bao lôi đình bao vây một chỗ địa phương, ở nơi nào Dương Nghị Vân nhìn đến chính là một cái cổ xưa tế đàn, những người này liền tế đàn thượng. Bất quá, lại là thực rõ ràng chia làm hai phái. Cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, hẳn là nhị phòng liên hợp tam phòng đối đại phòng động thủ. Hắn xuyên thấu qua lôi đình chi lực cảm giác tới rồi tiểu sư tỷ hơi thở, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tiểu sư tỷ không có việc gì liền hảo. Nhìn qua tạm thời còn không có động thủ, nhưng cũng tới rồi chạm vào là nổ ngay thời điểm. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân toàn thân lôi đình chen chúc mà động bỗng nhiên vọt qua đi. Lôi đình bên trong đó là Dương Nghị Vân cảm thụ mọi người nơi, một chỗ tế đàn. Chẳng qua bao vây vô tận lôi đình bao vây lấy, từ bên ngoài xem chính là một tảng lớn lôi vân, Dương Nghị Vân bỗng nhiên vọt đi vào. Ầm ầm ầm, răng rắc sát, sấm sét từng trận, sấm sét ầm ầm, đồng thời thêm thân, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói chút nào vô dụng, bởi vì đánh rớt ở trên người hắn lôi đình tia chớp toàn bộ bị hắn hấp thu rớt. Đối hắn mà nói, lôi đình tia chớp ngược lại là thủy, hắn còn lại là cá giống nhau, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hỏng. Oanh! Dương Nghị Vân một đầu chui vào lôi đình chung, xuất hiện ở tế đàn thượng. Tiểu sư đệ mau rời đi. Vừa xuất hiện ở tế đàn, Dương Nghị Vân bên tai liền vang lên cơ tím hà giống to thanh, tràn ngập sốt ruột. Cơ tím hà nhìn đến Dương Nghị Vân xuất hiện, trong lòng liền sốt ruột, giờ phút này các nàng cơ gia đã xảy ra đại biến, các nàng đại phòng một mạch hủy diệt đều có khả năng, ai biết tiểu sư đệ Dương Nghị Vân sẽ đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản còn may mắn Dương Nghị Vân không đi theo nàng trực tiếp tới cơ gia, do đó tránh thoát một kiếp, ai biết mới qua đi không mấy ngày, hắn cư nhiên liền tìm tới, lại còn có trực tiếp tới rồi cơ gia trung tâm nơi. Cơ tím hà không nghĩ tới chính là, nhị phòng cùng tam phòng cư nhiên liên hợp lại, muốn tạo phản. Hơn nữa trăm triệu không nghĩ tới chính là, lần này trực tiếp xuất hiện chính là nhị phòng cùng tam phòng túc lão, đều là cùng nàng gia gia đồng lứa nhân vật. Dĩ vãng tộc sẽ nhị phòng cùng tam phòng đều là phái tộc trưởng tiến đến, cũng là cùng nàng phụ thân cùng thế hệ nhân vật tiến đến, nhị phòng cùng tam phòng túc lão căn bản sẽ không tới, nhưng lần này lại là nhị phòng cùng tam phòng túc lão cùng nhau tiến đến, cái này quy cách liền lớn, cũng đúng là nguyên nhân này gia tộc mới có thể triệu nàng về nhà tham gia tộc sẽ. Tộc sẽ là cơ gia đại sự, mỗi một cái cơ gia dòng chính con cháu đều phải tham gia. Nàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhị phòng cùng tam phòng túc lão đều là cùng nàng gia gia cơ vô mệnh giống nhau tu vi thông huyền nhân vật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, lần này hai vị túc lão tiến đến, cư nhiên là tới đối với các nàng đại phòng làm khó dễ. Sự tình đã tới rồi sinh tử chi gian, mắt thấy liền phải động thủ nông nỗi, không nghĩ tới lúc này tiểu sư đệ cư nhiên vọt tiến vào. Cơ tím hà biết tiểu sư đệ Dương Nghị Vân cường đại, nhưng nhị phòng cùng tam phòng hai vị túc lão, lại là sâu không lường được cường đạo. Hơn nữa lần này tiến vào từ đường trung tâm nơi còn có hai phòng mang theo mặt khác cao thủ, các nàng một mạch tổng cộng mới 10 cái người, dư lại hơn 20 hào người tất cả đều là nhị phòng cùng tam phòng dòng chính, chân chính đánh lên tới, không có bất luận cái gì phần thắng. Cơ tím hà nhưng không nghĩ đem tiểu sư đệ liên lụy tiến vào. Nhìn đến Dương Nghị Vân ánh mắt đầu tiên liền giống to làm hắn rời đi. Sư tỷ yên tâm, ta là tới tìm ngươi, hắc hắc Dương Nghị Vân cười một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Tựa hồ là cái lăng đầu thanh một chút xông tới bộ dáng. Giờ khắc này cơ tím hà trong lòng kinh hãi,
những người khác ánh mắt tất cả đều dừng ở Dương Nghị Vân cái này khách không mời mà đến trên người. Đối với cái này đầu bạc thanh niên, tất cả mọi người không dám coi thường, bởi vì nơi này là cơ gia từ đường trung tâm tế đàn, bốn phía có lôi đình bảo hộ, đóng cửa lúc sau, cũng không phải là ai đều có thể tiến vào, cho dù là thông mộ cửu trọng thiên cũng đều không có khả năng. Nhưng người này cư nhiên mạnh mẽ xâm nhập tiến vào, này thuyết minh hắn là cái tu vi thông huyền hạng người. Ít nhất cũng là cái tu luyện lôi đình đại đạo cường giả. Chẳng qua cơ tím hà cư nhiên xưng hô hắn vì sư đệ, nói cách khác người này tu luyện không có cơ tím hà trường, lẽ ra tu vi hẳn là còn không bằng cơ tím hà mới đúng, nhưng hiện tại vừa thấy cư nhiên là thông mộ cửu trọng thiên thiên tôn cảnh giới. Này đó nhị phòng cùng tam phòng túc lão ánh mắt có chút khẽ biến. Không nói đến những người này đối Dương Nghị Vân thấy thế nào, Dương Nghị Vân lại là chút nào không để ý, hắn ánh mắt đảo qua mà đi. Đại khái có một cái phán đoán. Chia làm hai phái người, tiểu sư tỷ một phương liền 10 cái người, trong đó một người lão giả là tiên nhân cũng không phải tán tiên, chính là thông ngộ cửu trọng thiên thiên tôn, không hề nghi ngờ đó là tiểu sư tỷ cơ tím Hà Gia Gia, cũng là cơ gia đại phòng túc lão, chân chính đương gia người, dư giả 9 người trừ bỏ tiểu sư tỷ, có thông ngộ 7 trọng 6 người, thông ngộ bát trọng thiên 8 người, sau 2 người là một đôi trung niên vợ chồng, nhìn qua cùng tiểu sư tỷ diện mạo tương tự. Nghĩ đến là tiểu sư tỷ cha mẹ. Thực rõ ràng tiểu sư tỷ nơi đại phòng một mạch ở vào hạ phong, mặc kệ là nhân số vẫn là trên thực lực đều ở vào hạ phong. Mà mặt khác một phương thêm lên hơn 20 người, cầm đầu hai cái lão giả lại là 12 kiếp tán tiên, hơi thở thượng là thông ngộ cửu trọng thiên tán tiên thiên tôn, trong đó một người trên người ẩn ẩn có âm sát khí phi thường tà ác, đối phương tuy rằng hơi thở nội liễm cao minh, nhưng sao có thể giấu đến quá Dương Nghị Vân. Này hai cái tán tiên thiên tôn tất nhiên chính là nhị phòng cùng tam phòng túc lão, dư giả cũng đều là thông ngộ 7 trọng bát trọng thiên tồn tại, trong đó có tán tiên cũng có tiên nhân. Điểm này xem như bình thường, cơ gia tuy rằng là tán tiên không gian chúa tể gia tộc, nhưng không nhất định mỗi người muốn đi nhàn tản chi đạo. Giống như là tiểu sư tỷ giống nhau, không làm theo là tiên nhân. Đương nhiên hiện tại nói cái này không phải thời điểm. Trước mắt tình huống xem, hai bên khả năng đều đã xé rách mặt. Tới rồi đại chiến chạm vào là nổ ngay thời điểm, chỉ là không biết cơ gia đại phòng có biết hay không nhị phòng tu luyện tà công đào tạo tà ác huyết liên sự. Bất quá có biết hay không đều không sao cả, thực rõ ràng trong sân tình huống hai bên đã xé rách ra mặt, chú định cơ gia muốn đại biến. Dương Nghị Vân trong lòng tưởng chính là, hắn yêu cầu như thế nào làm? Là gần cứu tiểu sư tỷ? Vẫn là tham dự cơ gia nội đấu? Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Cơ tím hà lại là muốn nhích người đi trước Dương Nghị Vân bên người mà đến. Nhưng mà lúc này, trong đó một cái gầy nhưng rắn chắc lão giả, cũng là một cái tán tiên thiên tôn hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên đối với cơ tím hà hư không một phách, tức khắc trong tay hắn huyết quang đại tác phẩm. Ngay sau đó lại là cơ tím hà kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hừ, nhà đầu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Gầy nhưng rắn chắc lão giả hừ lạnh nói. Cơ tím hà khóe miệng lưu huyết. Lại là trừng mắt gầy nhưng rắn chắc lão giả. Hà Nhi. Lại là cơ tím hà cha mẹ kinh hô vội vàng đem cơ tím hà nâng dậy. Nhị tộc thúc, đối tiểu bối xuống tay, người còn biết xấu hổ hay không? Mở miệng nói chuyện chính là cơ tím hà phụ thân. Cơ vô tâm ngươi ở tìm chết sao? Giờ phút này cơ tím hà ra ra cũng mở miệng, vẻ mặt xanh mét chi sắc, đều là cùng thế hệ huynh đệ, nhưng cơ vô mệnh lại là cơ gia chính thống. Đối nhị phòng cùng tam phòng căn bản là không cần gấp sắc mặt, trực tiếp mở miệng quát lớn. Ha ha, cơ vô mệnh thiếu mẹ nó mở miệng giáo huấn ta, hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn, giao ra âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ, giao ra lôi đình thần thạch, ta cho các ngươi một cái thống khoái, nhưng sẽ lưu lại ngươi đại phòng mặt khác cơ gia tử đệ, nếu không hôm nay ngươi đại phòng một mạch tất cả đều chó gà không tha. Đều là cơ gia huyết mạch, dựa vào cái gì ngươi đại phòng một mạch liền phải bá chiếm cơ gia chính thống. Bá chiếm âm dương lôi đỉnh phương pháp. Bá chiếm tổ tông truyền xuống tới lôi đỉnh thần thạch. Hảo hảo tổ tông cơ nghiệp, ở trong tay ngươi chính là bạo khiển thiên vật, tán tiên không gian chính là tổ tông gia nghiệp, nên thống nhất, ta cơ gia nên là tán tiên không gian chúa tể, nhưng ngươi cố tình muốn giả thanh cao, cao hơn cái gì tiên phàm bình đẳng chó má quy củ tới. Chúng ta tu tiên vốn là nên cao cao tại thượng, tiên chính là tiên vì sao phải với những cái đó để tiện phàm nhân bình đẳng. Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Nghe giao ra âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ cùng lôi đình thần thạch, từ hôm nay trở đi, ta cơ vô mệnh tới ngồi cơ gia chính thống, dẫn dắt cơ gia tử đệ thống nhất toàn bộ tán tiên không gian,
thậm chí mang theo Cơ gia tử đệ đi ra ngoài, thống nhất tiên giới. Ta Cơ gia được xưng tiên giới đệ nhất gia tộc, cái này danh hào yêu cầu đi chứng thực, mà không phải co đầu rút cổ ở nho nhỏ tán tiên không gian, giống người giống nhau kẻ bất lực, cố tình muốn co đầu rút cổ ở nho nhỏ sơn thôn. Ha ha ha, đường đường Cơ gia chính thống, cư nhiên co đầu rút cổ ở tiểu sơn thôn, người nói không người có phải hay không đầu óc có bệnh. A, à, Cơ Vô Tâm bộ mặt dữ tợn vô cùng, hướng về phía Cơ Tím Hà ra ra giống to, đầy mặt lại là điên cuồng chi sắc. Cơ Vô Tâm người quả nhiên vẫn là không chết tâm, vẫn luôn đều ở nhớ thương âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ cùng lôi đình thần thạch, năm đó gia chủ chi vị lão tổ không truyền cho ngươi, liền nói quá âm dương lôi đình phương pháp là tàn quân, chỉ có thượng bộ, căn bản không có cái gì hạ bộ, là lão tổ cấm chế bất luận cái gì Cơ gia đệ tử đi tu luyện tìm hiểu cấm kỵ phương pháp. Nhưng ngươi, ngươi như cũng đi tìm hiểu, ngươi vi phạm tổ huấn, hôm nay ta muốn hủy bỏ ngươi tu vi, đối hắn thực hành gia pháp. Hơn nữa hôm nay làm trò cơ bài điếu cúng tổ tiên tự đàn ta lặp lại lần nữa, âm dương lôi đình phương pháp căn bản là không có hạ bộ, chỉ có thượng bộ, đó là tàn khuyết công pháp, là lão tổ tông nghiêm lệnh cấm hạ lệnh tu luyện cấm kỵ phương pháp, lão tổ nói rất rõ ràng, âm dương lôi đình phương pháp tu không được. Hiện giờ xem ra ngươi đã nhập ma đạo, ngươi, đáng chết, nói cho ta ngươi có phải hay không đem âm dương lôi đình phương pháp truyền bá đi ra ngoài. Giờ phút này Cơ Vô Mệnh nhìn chằm chằm Cơ Vô Tâm. Đôi mắt đều là đỏ bừng. Cơ gia tổ tiên truyền lưu hạ âm dương lôi đình phương pháp, chính là một bộ tàn khuyết công pháp, không hoàn chỉnh công pháp nếu như đi tu luyện, sẽ là vô cùng tà ác, tuyệt đối là rơi vào ma đạo công pháp. Vẫn luôn là Cơ gia cấm kỵ, nhưng Cơ Vô Tâm tuổi trẻ thời điểm ngút trời kỳ tài, tâm cao khí ngạo, là Cơ gia kia một thế hệ tộc trưởng như một người được chọn, nhưng hắn lại biết được có âm dương lôi đình phương pháp tồn tại sau, liền trộm tìm hiểu, sau lại bị ngay lúc đó lão tổ phát hiện. Trực tiếp liền tước đoạt Cơ Vô Tâm tộc trưởng tư cách, hơn nữa trục xuất Cơ gia chính thống dòng chính. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hắn không chỉ có không có thu tay lại, nhìn qua ngược lại còn thâm nhập nghiên cứu âm dương lôi đình phương pháp, hơn nữa không tin âm dương lôi đình phương pháp chỉ có thượng bộ, còn hẳn là có hạ bộ, hôm nay tới là vì hạ bộ âm dương lôi đình phương pháp mà đến, trước sau tin tưởng lão tổ đem âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ truyền cho chính thống tộc trưởng. Ha 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 ha. Cơ Vô Tâm cuồng thiếu dựng lên, hắn vốn dĩ chính là gầy nhưng rắn chắc người, cuồng thiếu trung đầy đầu tóc dài phiêu khởi, quả thực như là một cái lão ma. Tiếng cười đình chỉ, Cơ Vô Tâm cười khẩy nói, Cơ Vô Mệnh ngươi biết cái rắm, âm dương lôi đình phương pháp huyền ảo, ngươi căn bản lý giải không được, đó là vô thượng thần pháp, nói thật cho ngươi biết, lão phu trải qua hơn vạn năm nghiên cứu, đã từ giữa lĩnh ngộ hơn nữa diễn sinh sáng tạo ra hoàn chỉnh công pháp, lại còn có tương ứng đào tạo thần dược phương pháp. Ngươi chẳng lẽ cảm thụ không đến sao, ta hiện tại so ngươi cường, lão tam đều đã thành tựu tán tiên thiên tôn, đây đều là ta công lao, ha ha ha, hôm nay ta liền đem ngươi cái này cổ hủ người bảo thủ phế bỏ, Cơ gia từ đây lúc sau liền từ ta đến mang lãnh, không nói đến có hay không âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ, tạm thời không đề cập tới, nhưng lôi đình thần thạch ngươi muốn giao ra đây, kia không phải thuộc về ngươi một người, không giao ta giết sạch ngươi này một mạch, chó gà không tha. Liền từ ngươi yêu thương cháu gái Cơ Tím Hà bắt đầu. Hoa ha ha. Dương Nghị Vân khoảng cách hai bên 50 mét, hắn không sốt ruột động thủ, nghe được Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Tâm đối thoại, cũng cơ bản minh bạch sự tình nguyên do. Nguyên lai Hồng Diệp cung ngự linh tường lời nói là thật sự, hết thảy đầu sỏ gây tội chính là Cơ Vô Tâm. Hại chết như vậy nhiều phàm nhân chính là hắn. Hiện tại Dương Nghị Vân biết như thế nào lựa chọn, này đã không phải cứu tiểu sư tỷ một người sự tình. Nghe Cơ Vô Tâm ý tứ, tiên giới sợ là đều có khả năng có bố cục. Dương Nghị Vân hít sâu một ngụm, chuẩn xác hỏi một chút. Tuy rằng Cơ Vô Tâm cho hắn cảm giác tà ác, nhưng hắn lại thật đúng là không để vào mắt. Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột tùy tiện xông lên đi, hắn biết Cơ gia tam phòng chi gian tất nhiên muốn phân một cái sống mái ra tới, hiện tại nhìn qua còn không có động thủ, chẳng qua là ở đối cầm, xé rách mặt từ giờ khắc này bắt đầu, cũng tiến vào một cái góc chết. Kế tiếp tất nhiên là động thủ giai đoạn. Dương Nghị Vân chỉ cần bảo hộ tiểu sư tỷ liền có thể. Lúc này chỉ nghe tiểu sư tỷ ra ra Cơ Vô Mệnh trầm giọng nói, Cơ Vô Mệnh lão tổ năm đó đối với ngươi đánh giá quả nhiên không sai, ngươi chính là cái trời sinh phản cốt người, ta năm đó không nên mềm lòng, hẳn là trực tiếp đem ngươi cấp phế bỏ. Cơ Vô Mệnh hồi tưởng khởi năm đó, lão tổ phát Cơ Vô Tâm trộm luyện ra tổ cấm kỵ phương pháp âm dương lôi đình phương pháp sau, vốn là muốn dựa theo tộc quy phế bỏ Cơ Vô Tâm. Nhưng là hắn lại niệm ở cùng tộc cùng thế hệ chi tình giống lão tổ cầu tình,
chỉ là đem Cơ Vô Tâm trục xuất chính thống dòng chính một mạch, làm hắn ngoại phóng trở về nhị phòng. Cơ Vô Tâm vốn chính là nhị phòng một mạch, chẳng qua có thiên phú từ nhỏ liền tiến vào chính thống một mạch. Lại là không nghĩ tới hiện tại ngược lại thành mối họa. Sau khi rời khỏi đây, Cơ Vô Tâm ở bên ngoài thành lập quốc gia, một tay phát triển trở thành vì tán tiên thế giới cường đại nhất cơ thị đế quốc, này vốn dĩ không có gì, rốt cuộc hắn thành lập quốc gia cũng là tạo phúc vạn dân, cho nên đối Cơ Vô Tâm cũng liền không đi giám thị. Hiện tại xem ra, Cơ Vô Tâm nhiều năm như vậy tới âm thầm liền không an phận quá, không chỉ có không đình chỉ tìm hiểu âm dương lôi đình phương pháp, cư nhiên tìm hiểu sáng tạo diễn sinh ra càng vì tà ác tu luyện công pháp. Đối với Cơ Vô Tâm lời nói, Cơ Vô Mệnh là tin tưởng, gần nhất đạt tới bọn họ bực này trình tự căn bản là không cần thiết nói dối. Thứ hai, Cơ Vô Mệnh đối với Cơ gia cấm kỵ âm dương lôi đình phương pháp, phi thường rõ ràng, tuy rằng là tàn khuyết phương pháp, nhưng lại không thuộc về tiên giới, đó là đến từ càng cao thế giới đại pháp. Nhớ rõ lão tổ nói qua, nếu tìm không thấy âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ, như vậy thượng bộ liền trăm triệu không thể tìm hiểu, tàn khuyết âm dương lôi đình phương pháp, tu chi đó là tà. Lão tổ cảnh cáo đến nay rõ ràng trước mắt, hắn tuân thủ, nhưng Cơ Vô Tâm cũng không có tuân thủ, hiện tại xem ra, ngay cả tam phòng đều bị bỏ đi thủy. Cái này Cơ Vô Tâm đúng là đáng chết ha. Nghe Cơ Vô Mệnh tàn nhẫn lời nói, Cơ Vô Tâm cười ha ha nói, tới tới tới. Hôm nay khiến cho ta tới lĩnh giáo một chút người cái này Cơ gia lãnh tụ có cái gì bản lĩnh, cũng làm ngươi nếm thử ta Cơ Vô Tâm mấy năm nay tìm hiểu sáng tạo ra tới âm dương lôi đình phương pháp lợi hại. Đường đường chính chính đem ngươi phế bỏ, cũng làm Cơ gia tử tôn nhìn xem, ai mới là chân chính Cơ gia lãnh tụ, ngươi Cơ Vô Mệnh bá chiếm vị trí, vốn dĩ liền thuộc về ta Cơ Vô Tâm, hôm nay ta liền lấy về tới. Cơ Vô Mệnh giờ phút này lạnh lùng nhìn Cơ Vô Tâm liếc mắt một cái, không có đang nói chuyện. Nhìn qua chính là nửa câu lời nói đều không muốn cùng Cơ Vô Tâm cái này kẻ điên nói, mà là ánh mắt dừng ở tam phòng lãnh tụ Cơ Vô Họa trên người trầm giọng mở miệng nói, lão tam ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Tam phòng Cơ Vô Họa cả người run lên, ánh mắt có một tia do dự, lại là ngay sau đó ánh mắt dám định lên nói, vô mạng lớn ca, ta không có gì nói, ta tuy rằng tư chất bình thường, nhưng ta cũng hy vọng đột phá thành tựu thông ngộ thiên tôn. Nhưng là ngươi vẫn luôn trưởng quản Cơ gia trí bảo lôi đình thần thạch, có từng cho ta cung cấp quá tiện lợi. Lão nhị hành sự tuy rằng cực đoan điểm, nhưng lại là trợ ta đột phá, làm ta thành tựu thông ngộ thiên tôn, cho nên ta không có gì nhưng nói. Lão tam Cơ Vô Họa tuy rằng ở đối Cơ Vô Mệnh trả lời, nhưng ánh mắt lại là không dám có chút cùng Cơ Vô Mệnh đối diện, tràn ngập hoảng chi sắc. Loại này hoảng loạn chỉ có Dương Nghị Vân minh bạch là chuyện như thế nào. Ngươi thật làm ta thất vọng a, ngươi tuy rằng tư chất bình thường, nhưng ngươi 12 kiếp tán tiên thiên kiếp, ta làm theo vận dụng lôi đình thần thạch trợ ngươi đột phá, vượt qua 12 tán tiên thiên kiếp, đến nỗi mặt sau tán tiên thông ngộ, ta đã sớm đối với ngươi nói qua, lôi đình thần thạch đều không có dùng, là yêu cầu dựa vào chính mình, cưỡng cầu không tới. Nhưng ngươi, ta nhưng thật ra muốn biết Cơ Vô Tâm là dùng biện pháp gì làm ngươi trở thành thiên tôn chi cảnh. Ngươi nói. Lời nói đến cuối cùng Cơ Vô Mệnh giống lên. Cơ Vô Mệnh đối lão tam vẫn luôn đều không tồi, hơn nữa tam lão Cơ Vô Họa cũng vẫn luôn đều xử lý Cơ gia tài nguyên, không thể tưởng được hắn hôm nay sẽ liên hợp lão nhị Cơ Vô Tâm cùng nhau tới mưu phản, thật sự là làm Cơ Vô Mệnh tâm lạnh. Ta không thể nói, Cơ Vô Họa thanh âm đều đang run rẩy. Lúc này Dương Nghị Vân hít sâu một ngụm, trực tiếp mở miệng nói, không phải không thể nói, mà là không dám nói đi, ha ha. Dương Nghị Vân này một mở miệng, ánh mắt mọi người lại lần nữa dừng ở trên người hắn. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp lấy ra Hồng Diệp Tiên Cung hình ảnh thạch, pháp lực thúc giục lúc sau, người dược hình ảnh xuất hiện. Lúc sau đó là Ngự Linh Tường nói chuyện. Hình ảnh thạch vừa ra tới, ở đây tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ầm vang! Đáng chết! Cơ Vô Tâm ngươi đáng chết! Giờ phút này Cơ Vô Mệnh toàn thân ầm vang một tiếng lôi điện vần quanh. Sát ý giống như thực chất hóa bùng nổ, hai mắt đều đỏ bừng lên, hắn hoàn toàn minh bạch, cơ hồ đều không cần hỏi, không hề nghi ngờ Hồng Diệp huyết liên chính là Cơ Vô Tâm kiệt tác. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, Cơ Vô Tâm vì cái gì không có sợ hãi, vì cái gì tu vi hơi thở như thế tà ác, vì cái gì Cơ gia nhị phòng tam phòng sinh ra nhiều như vậy cường giả, hết thảy đều nguyên tự với người dược cùng tà pháp, Cơ Vô Tâm nghiên cứu ra tới tà pháp tà dược. Những người này tu vi đều là vô số điều bình thường phàm nhân tánh mạng tưới ra tới, này đã không phải tu đạo, là tu ma đạo đi đường tà đạo. Cơ Vô Mệnh cả người run rẩy lên.
Mà lão tam cơ vô họa còn lại là sắc mặt trắng bệch, kỳ thật hắn nhất sợ hãi chính là bị người biết, kết quả toát ra một ngoại nhân trực tiếp vạch trần khăn che mặt. Cơ vô họa thừa nhận hắn không ngăn cản được trụ tiến giai tán tiên chí tôn dụ hoặc. Nhưng vẫn như cũ là hắn là không biết, lúc trước cơ vô tâm tìm hắn thời điểm, đã đến từng đóa năng lượng cường đại tuyết liên cùng một bước công pháp, nói là có thể thành tựu tán tiên thiên tôn. Mới đầu hắn không tin, cũng không có tu luyện, nhưng thời gian là phi thường đáng sợ giao nhỏ, hắn lâu dài thời gian đối mặt bình cảnh, rốt cuộc không nhịn xuống tu luyện lão nhị cơ vô tâm mang đến tà pháp. Lúc sau quả nhiên như phá, kết quả là cơ vô họa nếm tới rồi ngon ngọt, bắt đầu chủ động liên hệ cơ vô tâm tác muốn lần thứ hai huyết liên. Đương lần thứ ba sau, cơ vô tâm cũng không có cho hắn, mà là dẫn hắn đi một chỗ, thấy được một đám đánh vào đại lưu người, một đám bình thường phàm nhân trên người mọc ra huyết liên. Kia một ngày lúc sau, cơ vô họa hoàn toàn luân hãm, hắn tưởng quay đầu lại đều không còn kịp rồi, chỉ có thể đi theo cơ vô tâm một cái nói đi tới hắc, ở lúc sau cơ vô tâm đem đào tạo huyết liên bí pháp truyền cho hắn, bắt đầu chính mình đào tạo huyết liên tu luyện, từ nay về sau cơ vô họa tu luyện tiến bộ vượt bậc, đi bước một đi tới hôm nay thành tựu tán tiên thiên tôn. Trở thành cơ vô tâm đồng lõa, cùng nhau tiến đến đại phòng một mạch bức vua thoái vị, bởi vì hắn biết không giết đại phòng, bọn họ không đường sống. Tán tiên thiên tôn tu vi là dùng vô số phàm nhân tánh mạng tưới ra tới, đây là cái cơ gia tổ huấn đi ngược lại nghịch thiên hành vi, cơ vô mệnh làm cơ gia chính thống lãnh thụ, nhất định sẽ diệt sát bọn họ. Dùng lão nhân cơ vô tâm nói, cùng với chờ cơ vô mệnh tiến đến giết bọn hắn, không bằng phản kích. Cơ vô họa là hoàn toàn không chiêu, hắn trong lòng thực phụ trách, một phương diện tự trách, một phương diện lại là thỏa mãn, thành tựu tán tiên thiên tôn tu vi cảnh giới, đây là tiên giới tối cao chi cảnh. Hơn nữa cơ vô tâm thậm chí hứa hẹn quá, chỉ cần đi theo hắn đi, ngày sau liền tính là lên trời trên đường thiên giới, chứng đạo thần vị đều là nhưng kỳ. Đối mặt thật lớn dụ hoặc, cơ vô họa không sức chống cự. Hắn nơi tam phòng rất nhiều người càng không sức chống cự. Cơ vô họa trong lòng tràn ngập tới tội ác cảm, sợ hãi đối mặt ngày này, nhưng ngày này chung quy là tới. Mà đâm thủng thiên người, lại là một ngoại nhân. Giờ phút này cơ vô họa ánh mắt mang theo sát ý theo dõi Dương Nghị Vân. A ha ha ha, tiểu tử này có điểm ý tứ, thế lão phu vạch trần khăn che mặt, cũng hảo, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi, sát. Lại là cơ vô tâm giống người điên giống nhau giống giật, đối với Dương Nghị Vân hô lên sát tự, rồi lại làm sao không phải đối với đại phòng một mạch hô lên sát tự. Hôm nay ta cơ vô mệnh đại biểu cơ gia liệt tổ liệt tông tuyên bố, nhị phòng cơ vô tâm, tam phòng cơ vô họa hai phòng. Hoàn toàn trục xuất cơ gia, coi là cơ gia phản nghịch, người tới thanh lý môn hộ, sát cơ vô mạng lớn giống lên lên, lại là lôi đình thêm thân chung, trực tiếp nhằm phía lão nhị cơ vô tâm. Đại chiến dựng lên, lão tam cơ vô họa lại là đem thù hận giá trị trực tiếp nhắm ngay Dương Nghị Vân, cho rằng ở trong lòng hắn sợ hãi cái này nội khố bị người xé mở, nhưng Dương Nghị Vân lại không chút do dự xé rách. Thân hình vừa động cơ vô họa cái này tán tiên thiên tôn chợt lóe tới rồi Dương Nghị Vân trước người. Trực tiếp một trường, mang theo huyết sát oán khí kinh động thiên địa. Tới vừa lúc, bản tôn đối những cái đó oan chết người thường từng có lời thề, cho bọn hắn đòi lại một cái công đạo, hiện tại là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói hoàn toàn thân ngũ quang thập sắc đại tác phẩm, trong cơ thể 10 đại đạo loại chi lực bùng nổ, lấy lôi đình đạo chủng cầm đầu công kích. Ầm ầm ầm, răng rắc. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động chi gian, lôi điện vần quanh thân. Uy thế chút nào không thể so chân chính khống chế lôi đình chi uy cơ vô mệnh nhược, thậm chí từng có chi. Uy thế rung trời. Dương Nghị Vân biết không quản là cơ vô tâm vẫn là cơ vô họa, đều là tu luyện tà công dùng hồng diệp huyết liên nhân ti a tán tiên, toàn thân lực lượng đều không phải là tiên pháp chi lực, mà là oán sát chi lực, hơn nữa không gì sánh kịp hung hãn, nhưng nói đến cùng là chí âm chi lực. Hắn lấy lôi đình đạo chủng cầm đầu, dư giả chín đạo chi lực vì phụ trợ. Hóa thành đạo chủng chi lực, ứng đối oán sát chi lực cơ vô họa là nhất thích hợp bất quá. Bỗng nhiên phất tay mà động, trực tiếp gần người chém giết, đối thượng cơ vô họa một trường. Cùng thời gian đối với tay phải cổ tay Tiểu Lam nói, Tiểu Lam đi bảo hộ sư tỷ của ta, chấp thuận ngươi đại khai sát giới. T. Vèo. Tiểu Lam hí vang đáp lại, hóa thành một đạo lam quang biến mất ở Dương Nghị Vân tay phải trên cổ tay. Oanh. Lúc này hắn một trường cùng cơ vô họa đối thượng. Bộc phát ra một tiếng nặng nề nổ vang. A, à, phốc, kêu thảm thiết chính là cơ vô họa, cùng Dương Nghị Vân một trưởng đối thượng, chí cương chí dương lôi đình chi lực hơn nữa chín đại đạo chủng chi lực,
lực đè ép oán sát cơ vô họa, tức khắc kêu thảm thiết hộc máu, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung sái lạc huyết vũ, không phải Dương Nghị Vân một kích chi hợp. Đối mặt chính mình đạo chủng lực lượng, Dương Nghị Vân thoáng kinh ngạc, hắn phát hiện lực lượng có cường đại rồi một ít, hồi tưởng lên chính là ở Hồng Diệp Sơn cứu 500 nhiều phàm nhân sau, phát hiện lời thề, vận mệnh chú định thiên đạo cảm ứng, này xem như một loại thêm vào. Hắn trong lòng vui vẻ, một cái lắc mình trực tiếp hướng về bị hắn đánh bay cơ vô họa đuổi theo, cơ vô họa cũng là tán tiên thiên tôn, là thông ngộ cửu trọng thiên cấp bậc, nhưng hắn đã từng nhưng giết qua tam đại thiên tôn, trước sát cơ vô họa lại sát cơ vô tâm, những người này đều đáng chết một vạn biến. Dương Nghị Vân xem như phát hiện, chính mình đạo chủng chi lực đã là vượt qua tiên giới trình tự lực lượng, hơn nữa hắn từ sáng tạo cải tiến càn khôn tạo hóa công vì càn khôn đạo chủng công sau, hắn trưởng thành cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Thiên địa chi gian 10 đại chi lực, đích xác từ loại vì hắn sử dụng khống chế. Ở Hồng Diệp Sơn đối mặt ngữ linh tưởng oán gì chi lực là, hắn cũng không phải không lực lượng đối kháng, chỉ là thử có hay không lực lượng nào đó có thể đối hắn 10 đại đạo loại chi lực sinh ra uy hát iota. Sự thật chứng minh uy hát iota đích xác có, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Cũng thật cũng không đại biểu, hắn 10 đại đạo loại thuộc tính chi lực, liền thật sự khắc chế không được oán sát lực lượng, chỉ là lượng không đủ, thời gian vạn vật tương sinh tương khắc, vĩnh viễn là định luật. Oán sát chi lực tuy rằng cường hãn tà ác, nhưng xét đến cùng là âm thuộc tính, đối phó âm thuộc tính lực lượng, chí dương chí cương chính là khắc tinh, hắn tiến vào cơ gia từ đường lúc sau lôi đình đạo chủng hấp thu không ít lôi đình chi lực, lượng hóa đạt tới, hơn nữa 10 đại đạo loại chung bản thân liền với chí dương đạo chủng tồn tại, cùng ở bên nhau chí dương, hơn nữa mặt khác thuộc tính chi lực dung hợp, lực áp oán sát chi lực, tự nhiên liền thuận lý thành chương. Một trưởng qua đi đánh bay cơ vô họa, làm hắn hộc máu, cũng bình thường. Lúc này Dương Nghị Vân muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước, giải quyết cơ vô họa. Vừa rồi một trưởng tuy rằng làm cơ vô họa hộc máu, nhưng còn chưa có chết, cũng không có thể nháy mắt hạ gục hắn, bất quá này cũng bình thường, cơ vô họa tốt xấu là tán tiên chí tôn cấp bậc, là tiên giới trình tự thượng đứng ở kim tự tháp tu sĩ, nếu là thật bị hắn nhất chiêu nháy mắt hạ gục, kia nhưng chính là chê cười. Mặt khác, hắn có thể một kích đem cơ vô họa đánh bay đi ra ngoài hộc máu trọng thương, cũng thuyết minh hắn tự thân bất phàm, trong cơ thể 10 đạo đạo chủng lực lượng quả nhiên là bao trùm cùng tiên giới phía trên. Nói hắn Dương Mỗ Nhân vô địch cũng là không quá. Mang theo sát ý một cái lắc mình, lại lần nữa xuất hiện tới rồi cơ vô họa trước người, Dương Nghị Vân không chút do dự đối với cơ vô họa ra tay. Ầm ầm ầm. Bắt tay thành quyền, vận chuyển 10 đạo đạo chủng chi lực, lấy lôi đình cầm đầu chí dương chí cương chi lực công kích dựng lên. Ở không gian chi lực thêm vào hạ, Dương Nghị Vân thân thể hóa thành phong vân, lập lòe không chừng, xuất hiện ở cơ vô họa bốn phía 360 độ khởi xướng vô khác biệt công kích. A a a. Mỗi một quyền sơ cấp đều là vững chắc dừng ở cơ vô họa trên người, nặng nề không ngừng, kêu thảm thiết không ngừng. Có một cái từ ngữ gọi là biến hình. Giờ phút này cơ vô họa chính là loại trạng thái này. Hoàn toàn bị Dương Nghị Vân cấp đại biến hình. Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian nội, Dương Nghị Vân ở cơ vô họa trên người rơi xuống không dưới hơn 1000 thứ mấy đại. Ngay từ đầu cơ vô họa còn có thể kêu thảm thiết, mặt sau lại là trực tiếp tiêu thanh không để lại dấu vết. Dương Nghị Vân ngừng lại. Trong tầm mắt cơ vô họa hóa thành tới một bãi huyết vụ. Hoàn toàn mất đi sinh cơ, thần hồn đều tiêu tán ở thiên địa, ngạnh sinh sinh bị Dương Nghị Vân cấp hành hạ đến chết. Tuy rằng không phải một kích nháy mắt hạ gục, nhưng cũng không sai biệt nhiều, Dương Mỗ Nhân cường hãn hoàn toàn bạo phát ra tới, làm tán tiên thiên tôn cấp bậc cơ vô họa không hề có sức phản kháng, liền tính là phòng ngự cũng đều không làm nên chuyện gì, trực tiếp phá vỡ, cuối cùng bị nghiền áp mà chết. Cơ vô họa sợ là toàn bộ tiên giới nhất nghẹn khuất mà chết một cái thiên tôn. Căn bản là không có đánh trả chi lực, bị Dương Mỗ Nhân đánh biến hình, cuối cùng trực tiếp bạo liệt thành một chuyến huyết vụ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mau trình diện chung những người khác đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là tam phòng một mạch người đều hoảng sợ vô cùng. Bọn họ cảm nhận chung thần giống nhau tồn tại, cư nhiên bị Dương Nghị Vân cứ như vậy cấp đánh bạo. Bên kia nhị phòng cơ vô tâm cùng đại phòng cơ vô mệnh chém giết đã chém giết không biết khi nào chạy ra khỏi tế đàn vân lôi ở ngoài, biến mất không thấy. Giữa sân dư lại nhị phòng cùng tam phòng thế lực cũng đối đại phòng một mạch khởi xướng mãnh liệt công kích. Ngay từ đầu vô cùng mãnh liệt, đại phòng một mạch vốn dĩ liền nhân số không nhiều lắm, trong nháy mắt bị chém giết hơn phân nửa người, hiện tại hơn nữa cơ tím hà cùng nàng cha mẹ,
giữa sân đại phòng một mạch còn sống không đủ 4 người. Nếu không phải Tiểu Lam bảo hộ cơ Tím Hà, Dương Nghị Vân biết tiểu sư tỷ sợ là nguy hiểm nhất. Dương Nghị Vân đánh bạo tam phòng cơ vô họa lúc sau, đó là một cái đại uy hát yêu ta. Nhị phòng cùng tam phòng những người này nhưng không ngốc, cũng không biết là ai hô to một tiếng, chạy. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh hướng về tế đàn ở ngoài phóng đi. Không trốn không được a, tam phòng phòng đầu cơ vô họa chính là thật thật tại tại thiên tôn cấp bậc, lại còn bị Dương Nghị Vân cấp hành hạ đến chết, bọn họ những người này liền càng thêm không phải đối thủ, không chạy chờ chết sao. Nhưng mà Dương Nghị Vân căn bản là không tính toán buông tha những người này, bởi vì những người này mỗi người tu vi đều là lấy vô số phàm nhân vì đại giới mà tạo thành. Muốn chạy trốn hừ. Dương Nghị Vân hừ lạnh gầm lên giận dữ một tiếng, toàn thân lôi đình bùng nổ, hóa thành mấy chục đạo truy kích mà đi. Ầm ầm ầm. Răng rắc sát. Nhị phòng cùng tam phòng người thêm ta khởi, giữa sân có hơn 20 người, nháy mắt trốn có 18 người. Dương Nghị Vân lần này toàn lực bùng nổ dưới, 18 nói lôi đình mà đi. A a a. Tiếng sấm cùng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời bùng nổ. Ngay sau đó 18 người có một cái tính một cái trực tiếp rơi xuống ở tế đàn thượng, lại là nháy mắt hạ gục. Những người này cũng không phải là thông ngộ cửu trọng cấp bậc, phần lớn là thông ngộ bảy trọng cùng bát trọng, Dương Mỗ Nhân toàn lực bùng nổ dưới, lôi đình thêm thân giống như lôi thần buông xuống, ngay lập tức chi gian liền diệt sát 18 người. Giờ phút này tế đàn thượng đánh nhau dừng, giữa sân còn dư lại 6 người tồn tại, đều là nhị phòng cùng tam phòng người. Này 6 người chung. Có ba cái toàn thân bao vây ở hắc y trong vòng, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, từ hơi thở thượng nhìn lại, tu vi cũng không tính cao, lại là tán tiên thông ngộ bát trọng cấp bậc. Nhưng là có một chút bọn họ ba cái trên người hơi thở nùng liệt vô cùng, tất cả đều là oán sát khí, so với những người khác còn muốn nồng hậu một ít. Ba cái hắc y nhân chung, có một cái xem thân nói là nữ nhân, duy nhất một nữ tử, như thế Dương Nghị Vân ánh mắt nhiều ở trên người nàng dừng lại nửa giây, tổng cảm giác có chút quen thuộc. Trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá ngay sau đó hắn liền vứt chi sau đầu, bởi vì chỉ cần bọn họ trên người oán khí chi khí so những người khác còn nồng hậu, liền càng thêm đáng chết. Xem trên người trang phục hẳn là tam phòng một mạch. Dư lại ba cái là nhị phòng người, ba cái tán tiên thông ngộ bát trọng cấp bậc, giờ khắc này lại là đối mặt Dương Nghị Vân ở phát run. Không có biện pháp, Dương Nghị Vân quá bá đạo cường đại rồi. Không hề nghi ngờ. Bọn họ biết kế tiếp đáng chết chính là bọn họ 6 người. Quả nhiên Dương Nghị Vân biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó lôi đình đại tác phẩm, quen thuộc chi gian tạc vỡ ra tới. 6 người bùng nổ toàn thân phòng ngữ ngăn cản. Ầm ầm ầm. Khả năng ngăn cản trụ sao? Cơ hồ không có khả năng. Mà Dương Nghị Vân trong mắt này 6 người đã thành 4 người. A a a. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhị phòng 3 người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Dương Nghị Vân phát động lôi đình chi uy tiếp theo hướng tam phòng ba cái bao vây ở áo đen chung người mà đi. Đã có thể ở thời điểm này, trong đó một cái khàn khàn tiếng động đột nhiên hét lớn, Dương Nghị Vân dừng tay, nếu không Lục Tuyết Hy sẽ chết. Ầm vang, lôi đình như cũ tạc nứt ra. Nhưng là lại không phải ở ba cái người áo đen trên người tạc nứt, mà là ở bọn họ bên người tạc nứt. Ở cuối cùng thời điểm Dương Nghị Vân ngạnh sinh sinh thu hồi lôi đình. Hắn nghe được trong đó một cái người áo đen nói ra Lục Tuyết Hy tên, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tràn ngập nhiều ít nghi hoặc, hắn đều cần thiết dừng lại, bởi vì người này nói ra Lục Tuyết Hy tên, hiển nhiên là đối hắn từng có hiểu biết. Lôi đình tan đi. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm ba cái người áo đen trung gian người trầm giọng nói. Liền một chữ, nhưng lại sát ý tận trời, cường đại uy áp trực tiếp bao phủ ở người áo đen trên người, ý tứ thực minh bạch cũng không nghĩ vô nghĩa. Nếu là nói không nên lời cái 1-2-3 tới, hắn sẽ không chút do dự siêu hồn. Ngay sau đó người áo đen vung tay lên trên người áo đen bóc ra, lại là một cái tướng mạo thô cuồng trung niên nhân, hắn ánh mắt như cũ tràn ngập hoảng sợ chi sắc, nói thẳng, Lục Tuyết Hy liền ở ta bên người. Nói chuyện chung vung tay lên ở hắn bên người, người áo đen trên người vung lên, tức khắc lộ ra gương mặt thật, quả nhiên là cái nữ tử. Tuyết Hy, Dương Nghị Vân cả người run lên, lại là thất thanh xuất khẩu. Hắn tới tán tiên không gian chính là vì tìm kiếm Lục Tuyết Hy, ai ngờ đến trời xui đất khiến, vẫn là vận mệnh an bài, Lục Tuyết Hy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trực tiếp tiến vào tới rồi cơ gia từ đường chung, hơn nữa trở thành cơ gia tam phòng người. Trọng điểm là, Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Lục Tuyết Hy lại là không có mở miệng qua.
không quen biết hắn sao? Tự nhiên không phải. Nhưng thời gian dài như vậy, nàng chính là chưa nói quá một câu. Hiện tại đâu? Nhưng đương nhìn đến Lục Tuyết Hy sau, Dương Nghị Vân có điều hiểu ra. Trái tim đều có chút phát đau. Bởi vì hắn nhìn đến Lục Tuyết Hy hai mắt lỗ trống vô cùng, có chỉ là huyết sắc. Đây là... rõ ràng bị người khống chế, hoặc là nói linh hồn bị phong bế. Ngươi, nói rõ ràng nàng là chuyện như thế nào, nếu không ta làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này, nói. Dương Nghị Vân sát ý giống như thực chất hóa giống nhau, từ kẽ răng chung nói chuyện. Càn Khôn Thiên Tôn mặc kệ chuyện của ta a, hết thảy đều là nhị phòng cơ vô tâm cùng tam phòng cơ vô họa làm, ta. Ta cũng là người bị hại, tên này hắc y trung niên run giọng mở miệng. Oanh! Dương Nghị Vân vung tay lên, đem khí rơi tại cái thứ ba người áo đen trên người, một tiếng kêu rên đứng ở bên phải hắc báo nhân trực tiếp hóa thành huyết phụ. Mau nói, ta kiên nhẫn là hữu hạn, nàng, Lục Tuyết Hy như thế nào sẽ biến thành như vậy? Dương Nghị Vân oanh giết một cái người áo đen chính là một loại uy hát yêu ta. Trung niên hắc y nhân thình thịch một chút quỳ xuống, vội vàng nói, Càn Khôn Thiên Tôn minh giám, ta cùng Lục Tuyết Hy bực này áo đen đều là tán tiên thiên tư chắc tuyệt người. Là bị cơ vô họa chọn lựa ra tới, đơn độc bồi dưỡng chết hầu, bị bí pháp khống chế thần hồn, mất đi tự chủ ý thức, biến thành một cái giết chóc công cụ. Ngươi vì sao còn có ý thức? Dương Nghị Vân đánh gãy người áo đen. Ta là trong đó tiểu đầu mục, tình huống thiên tôn minh giám, bất luận cái gì tổ chức đều yêu cầu người tới thống lĩnh, cơ vô họa không có khả năng mọi chuyện thân vì, sở hữu mỗi 100 chết đãi chung liền có ta như vậy một cái không bị phong ấn ý thức tiểu đầu mục tồn tại. Tới quán triệt cơ vô họa ý chí. Nhưng là ta nguyên thần bị cơ vô họa gieo cấm chế, cũng căn bản phản kháng không được, kỳ thật có đôi khi so Lục Tuyết Hy như vậy chết đãi càng vì thống khổ, bởi vì ta cũng là phàm nhân nhập đạo, đi bước một tu luyện đến nay, nhưng mỗi một lần đi bắt phàm nhân cấp cơ người nhà tu luyện tà công, đào tạo tà muốn, ta đều vô cùng thống khổ, nhưng cũng không thể không làm. Người áo đen nói chuyện chung hai tròng mắt chung tràn đầy thống khổ chi ý. Dương Nghị Vân nhìn qua hắn cũng không có nói lời nói, trong lòng sát ý thoáng hỏa hoãn, tiện đà hỏi, ngươi như thế nào biết ta, biết Lục Tuyết Hy? Ngươi đi qua tiên giới. Người áo đen nói, đúng vậy, ta thường xuyên đi tiên giới, phụng mệnh đi tiên giới bắt người phàm nhân, cũng phụ trách tìm kiếm tu luyện tài nguyên, ngài Càn Khôn Thiên Tôn ở tiên giới đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết không người không hiểu, đại chiến mấy đại siêu cấp thực lực, diệt cửu trọng thiên tam đại thế lực, sát thiên tôn từ từ sự tích, truyền khắp tiên giới. Đối với Vân Môn cùng ngài vị này Càn Khôn Thiên Tôn chúng ta có thể lưu ý, cho nên cũng biết được ngươi toàn tiên giới sớm tìm một cái kêu Lục Tuyết Hy nữ nhân. Tiên giới trong vòng sinh linh vô số, trùng tên trùng họ người càng là nhiều đếm không xuể, ta cũng không xác định ta bên người Lục Tuyết Hy có phải hay không ngài người muốn tìm, vừa rồi sống chết trước mắt cũng là đánh cuộc một phen, còn hảo ta đánh cuộc chính xác, cái này Lục Tuyết Hy chính là ngươi muốn tìm Lục Tuyết Hy. Ta nguyện trung thành chủ nhân cơ vô họa hoàn toàn bị quản chế với nhị phòng cơ vô tâm dã tâm đại dọa người, hắn mưu đồ chính là toàn bộ tiên giới, muốn trở thành tiên giới chúa tể, cho nên cơ vô họa mới phái chúng ta đi tiên giới điều nghiên địa hình phát triển, dùng tà pháp đi truyền bá tiên giới, đi súng nước tiên giới các thế lực lớn. Ngài Vân Môn đều ở danh sách trong vòng, nhưng tuyệt đối không phải ta phụ trách, là mặt khác chết đãi ở phụ trách, cơ vô tâm cùng cơ vô họa quá điên cuồng. Càn Khôn Thiên Tôn hiện tại có thể nói toàn bộ tiên giới đều có cơ vô mệnh bày ra ván cờ. Ngài nếu muốn biện pháp ngăn cản, nếu không nếu cơ vô tâm khởi động thống trị kế hoạch, toàn bộ tiên giới chính là sinh linh đổ thán. Theo người áo đen không ngừng nói tiếp, Dương Nghị Vân cùng cơ tím hà bọn người là mồ hôi lạnh ứa ra. Không nghĩ tới cơ vô tâm cùng cơ vô họa cư nhiên như thế gan lớn. Chờ người áo đen nói xong, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, cơ vô tâm ở tiên giới bố cục bao nhiêu thời gian. Ước chừng 7.000 năm trước bắt đầu bố cục, 7.000 năm trước, thiên địa dị tượng xuất hiện, thiên đạo pháp tắc tựa hồ toàn diệt, cũng chính là lúc ấy cơ vô tâm tìm hiểu tà pháp tà công đại thành, do đó bắt đầu bố cục tiên giới, hắn không chỉ có muốn chính là tán tiên không gian, lớn hơn nữa chính là tiên giới, muốn cho hắn tà pháp tà công truyền khắp tiên giới, đến lúc đó hắn chính là tiên giới chi chủ, hắn muốn thành tựu tiên chủ, nói là cái gì chờ trở thành tiên giới chi chủ, là có thể làm tu vi tà công người toàn bộ hiến tế. Đến lúc đó hắn thần công đại trướng, liền có thể thành tựu thần vị. Dùng cơ vô tâm nói, lên trời lộ quá khó đi, hắn phải đi lối tắt, lấy tiên giới hoàn toàn sinh linh vì đại giới thành tựu thần vị. Cơ vô tâm là một cái chân chính đại ma đầu, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, cơ vô họa kỳ thật cũng là không lựa chọn,
đi theo Cơ Vô Tâm một cái nói đi tới hắc, lần này Cơ Vô Tâm tiến đến đại phòng chính là vì cướp lấy Cơ Gia Lôi Đình thần thạch. Bởi vì Cơ Vô Mệnh sáng tạo tà ác phương pháp có cái đại khuyết điểm còn lại là, lực lượng quá mức chí âm, nếu là đụng tới cường hãn chí dương chi lực, là có thể khắc chế hắn tà pháp, mà Cơ Gia truyền thừa chí bảo Lôi Đình thần thạch còn lại là trong thiên địa chí dương chí cương bảo vật. Cơ Vô Tâm nếu là được đến Lôi Đình thần thạch, nhược điểm của hắn liền bổ toàn, đến lúc đó toàn bộ tiên giới sợ là đều không có người có thể thu thập hắn. Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà đám người nghe người áo đen nói chuyện, lại là trong lòng hít hà một hơi thẳng trừ trừ. Đích xác nếu là đúng như này, đối toàn bộ tiên giới đều là đại tai nạn. Dương Nghị Vân hiện tại còn không biết toàn bộ tiên giới có bao nhiêu thế lực bị Cơ Vô Tâm đám người kéo xuống thủy, có thể ngẫm lại một khi bộc phát ra tới, sẽ là cỡ nào đáng sợ. Trọng điểm là hắn Vân Môn cư nhiên cũng ở danh sách chi liệt, nói cách khác Vân Môn trong vòng sợ là cũng có người đi rồi tà pháp chi lộ, chẳng qua đang âm thầm phát triển không bại lộ ra tới. Dương Nghị Vân nghĩ đến đây trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn biết đến xác đối mặt Cơ Vô Tâm bực này có thể nhanh chóng tăng lên tu vi tà pháp cùng huyết liên, thế gian thật không bao nhiêu người để được dụ hoặc. Không được, phải nhanh một chút diệt trừ Cơ Vô Tâm, rồi sau đó hồi Vân Môn duy trì trật tự, hồi tiên giới duy trì trật tự. Tiên giới thật vất vả bị hắn diệt tam đại thế lực, tiến vào một cái tương đối công bằng hoàn cảnh, nếu là tái khởi phong ba, muốn ra đại loạn tử. Bất quá trước mắt vẫn là Lục Tuyết Hy vấn đề nhất quan trọng. Dương Nghị Vân nhìn ánh mắt lỗ trống Lục Tuyết Hy, đau lòng nàng. Đối với áo đen trung niên hỏi, Lục Tuyết Hy khống chế người là Cơ Vô Họa, như vậy Cơ Vô Họa đã chết, đối nàng có hay không cái gì ảnh hưởng? Lý luận thượng nói Cơ Vô Họa là ký chủ, chỉ cần Cơ Vô Họa vừa chết. Đối nàng liền không có ảnh hưởng, ta cũng không ngoại lệ, cho nên ta đều phải cảm tạ ngài, chính là còn với một cái không xác định nhân tố là Cơ Vô Tâm, bởi vì huấn luyện này đó chết đãi thậm chí là khống chế thủ đoạn từ từ, đều là Cơ Vô Tâm truyền thụ nên Cơ Vô Họa, lại là không biết Cơ Vô Họa sau khi chết, Cơ Vô Tâm còn có thể hay không đối Lục Tuyết Hy cùng ta bực này người tiến hành bí pháp khống chế, để ngừa vạn nhất, chính là hoàn toàn giải trừ Lục Tuyết Hy ý thức chung cấm chế, hoặc là tạm thời hoàn toàn che chắn Lục Tuyết Hy hơi thở. Không cho Cơ Vô Tâm phát hiện. Áo đen trung niên nhân kiến nghị nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, biết áo đen trung niên nhân nói được không sai. Đối với Lục Tuyết Hy khống chế có phải hay không ngươi ra lệnh? Dương Nghị Vân hỏi. Chuẩn xác là nói là ta cùng Cơ Vô Họa hai người, ta là tiểu đầu mục, chỉ huy chết đãi là chức trách, mà Cơ Vô Họa là chân chính ký chủ càng có thể chỉ huy. Cũng may Cơ Vô Họa hiện tại vừa chết, chỉ cần ta không phát hào mệnh lệnh. Lục Tuyết Hy chính là một khối lỗ trống chết đãi. Áo đen trung niên nhân thành thành thật thật trả lời. Dương Nghị Vân thần thức đảo qua Lục Tuyết Hy, phát hiện nàng trong óc đích xác có một cổ tà ác lực lượng thực quỷ dị, hắn không dám tùy tiện động thủ đi xem xét, ngẫm lại là vung tay lên đem Lục Tuyết Hy thu vào càn khôn không gian, bởi vì ở hắn càn khôn không gian liền có thể ngăn cách hết thảy. Chờ chuyện ở đây xong rồi, hắn sẽ nghĩ cách giải trừ Lục Tuyết Hy thần hồn cấm chế, làm nàng khôi phục bình thường. Ngươi là Cơ Nhai Tý. Đúng lúc này Cơ Tím Hà bên người trung niên nhân cũng chính là Cơ Tím Hà phụ thân Cơ Thăng Long nhìn chằm chằm người áo đen hỏi. Áo đen trung niên nhân cả người run lên quỳ xuống nói, Cơ Nhai Tý bái kiến tộc trưởng, Nhai Tý nghiệp chướng nặng nề thỉnh tộc trưởng trách phạt. Giờ phút này Cơ Nhai Tý ở Cơ Vô Họa sau khi chết, ngược lại có chút nhẹ nhàng lên, hắn rốt cuộc không cần phải đi phụng mệnh đi tàn hại phàm nhân, có giải thoát chi ý. So sánh với chết. Hắn trước kia cảm thấy tồn tại sinh không bằng này, mỗi ngày đều ở giày vò, nằm mơ đều là những cái đó bị đào tạo thành nhân dược phàm nhân thống khổ kêu thảm thiết hình ảnh. Hắn nói ra này đó tới cũng là ở chuộc tội, lương chi vì diệt. Cũng đúng là như thế, phía trước đại chiến thời điểm, hắn mang theo bên người chết đãi cũng không có động thủ, vẫn luôn ở tế đàn bên cạnh đứng thẳng. Ai, ngươi khi còn nhỏ ta đã thấy, là tam phòng dòng bên đệ tử chung người xuất sắc. Năm đó còn giống tam nói qua làm ngươi tiến vào từ đường tu luyện, xem tam phòng không đồng ý. Thật là tạo hóa trêu người A Cơ Thăng Long thổn thức. Cha, hiện tại không phải cảm thán thời điểm, đi tìm Gia Gia đi, cũng không biết Gia Gia cùng Cơ Vô Tâm chiến đấu như thế nào. Ta sợ Gia Gia có nguy hiểm, Cơ Tím Hà lại là mở miệng đánh gãy nàng cha nói chuyện. Chính nói chuyện thời điểm, tế đàn trên không lại là vang lên một tiếng ầm vang. Oanh! Ngay sau đó một bóng người từ tế đàn trên không rơi xuống dưới. Phốc! Lại đúng là đại phòng lãnh tụ chúa tể Cơ Vô Mệnh, dừng ở tế đàn phun ra một mồm to vết máu. Cha! Gia Gia! Cơ Tím Hà cùng cha mẹ sắc mặt đại biến kinh hô.
Dương Nghị Vân trong lòng đều là nhảy dựng, Cơ Vô Mệnh cư nhiên trọng thương, hơn nữa thương thế thực trọng, đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, này thuyết minh Cơ Vô Tâm so với Cơ Vô Mệnh càng cường đại. Hắn cảm giác chung Cơ Tím Hà ra ra Cơ Vô Mệnh cũng là một vị vô cùng cường đại thiên tôn, nhưng hiện tại cư nhiên. Khụ khụ, Cơ Vô Mệnh ho khan, lại là đối với tế đàn bỗng nhiên vỗ tay một cái, tức khắc toàn bộ tế đàn đều run rẩy lên. Ngay sau đó đó là toàn bộ không gian đều lôi đình bạo động mà đến, tiếng sấm đại đến dọa người. Ngay sau đó tế đàn thượng ánh sáng tím lôi điện lập lòe một viên chói mắt vô cùng thần màu tím hình thoi cục đá hiện lên, bị Cơ Vô Mệnh nhéo vào trong tay. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong óc trước tiên nghĩ tới lôi đình thần thạch. Bởi vì hắn cảm nhận được bị Cơ Vô Mệnh niết ở trong tay hình thoi cục đá, ẩn chứa vô cùng khủng bố lôi đình chi lực, thật là cái chí bảo. Khụ khụ. Tiểu Hữu tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lão nhân đối với ngươi rất quen thuộc, Tím Hà nha đầu này trở về nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi, lão phu cũng với sư phụ ngươi trời cao tà là bạn cũ. Khụ khụ, thời gian không còn kịp rồi, này nhưng lôi đình thần thạch hôm nay liền giao cho Tiểu Hữu bảo quản, ta cháu gái Tím Hà cũng giao cho ngươi. Khụ khụ khụ, nhất định phải ngăn cản Cơ Vô Tâm hắn quá tà ác, nhất định không thể làm lôi đình thần thạch dừng ở Cơ Vô Tiện tay chung, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nghèo. Dứt lời Cơ Vô Mệnh hơi thở tiêu tán, cả người hóa thành điểm điểm tinh quang năng lượng hoàn toàn biến mất ở tế đàn. Gia gia, cha, lão tổ, Cơ người nhà bi thống kêu to. Nhưng Cơ Vô Mệnh ngã xuống. Thực người rảnh rỗi cùng Cơ Vô Tâm một trận chiến, Cơ Vô Mệnh không địch lại, liều mạng cuối cùng một hơi tiến vào tế đàn, ở cuối cùng thời điểm mấu chốt đem Cơ gia trí bảo lôi đình thần thạch lấy ra, hơn nữa giao cho Dương Nghị Vân, dặn dò chiếu cố Cơ Tím Hà. Hoặc là nói Cơ người nhà, lâm chung gửi gắm. Dương Nghị Vân trong tay cầm lôi đình thần thạch, giờ phút này cảm giác có chút phỏng tay. Bởi vì Cơ Vô Mệnh đây là đem Cơ gia phó thác cho hắn, tuy rằng chỉ nhắc tới tiểu sư tỷ, nhưng hắn không thể thật sự liền chi đi bảo toàn tiểu sư tỷ một người đi. Phải biết rằng tiểu sư tỷ cha mẹ nhưng đều tại bên người đâu, đương nhiên còn có một người thông ngộ bảy trọng thiên tán tiên, tuy rằng chưa nói chuyện, khả năng đứng ở cái này tế đàn người trên. Đều là Cơ gia trung tâm nhân vật, đều được cứu trợ không phải. Huống hồ này không chỉ có riêng là mấy người này, sau lưng còn có rất nhiều Cơ gia tử đệ, hắn tiếp được lôi đình thần thạch nhưng đều đến quản. Sở dĩ nói phỏng tay là bởi vì, Cơ Vô Mệnh ngã xuống. Đường đường Cơ gia lãnh tụ nhân vật, linh hồn nhân vật đều ngã xuống, Cơ Vô Mệnh càng là thiên tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa là thực lực thiên tôn, nhưng lại như cũng ngã xuống, nói cách khác là bị Cơ Vô Tâm cấp đánh chết. Từ điểm này thượng Cơ Vô Tâm cường đại, là Dương Nghị Vân yêu cầu suy xét. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì tiểu sư tỷ sự hắn cần thiết quản, cũng đã cuốn vào Cơ gia này sạp nước sâu chung. Còn có hai cái nguyên nhân là, Cơ Vô Tâm tà ác, đại giới là phàm nhân, thân là tiên thân là người tu đạo cần thiết quản, cuối cùng là Lục Tuyết Hy việc. Tuy rằng dựa theo Cơ Nguyên nói, Lục Tuyết Hy là bị Cơ Vô Họa cấp khống chế, nhưng xét đến cùng tà pháp tà yêu xuất từ Cơ Vô Tâm tay. Đầu sỏ gây tội cũng là Cơ Vô Tâm. Về công về tư hắn đều phải diệt trừ Cơ Vô Tâm. Nhưng có thể hay không rớt Cơ Vô Tâm, Dương Nghị Vân thật đúng là không có 10 phần nắm chắc. Một cái có thể giết chết Cơ Vô Mệnh người, một cái nghiên cứu ra làm tán tiên không ngừng đột phá bước vào tán tiên 12 kiếp, thậm chí còn thành tựu tán tiên thiên tôn người, tuyệt đối không phải dễ dàng hạng người. Ầm vang. Đúng lúc này tế đàn trên không mây mù quay cuồng, lôi điện nổ tung. Lại là Cơ Vô Tâm đầy đầu huyết sắc tóc dài phiêu giật mà đến, ở hắn ngực có một cái huyết động, khóe miệng lưu trữ vết máu, nhưng là như cũ khí thế khổng lồ mà đến, tựa hồ ngực đối ngực huyết động không chút nào để ý. Bất quá giờ phút này Cơ Vô Tâm càng như là đến từ địa ngục Tu La, một thân bạch y bị máu tươi nhiễm hồng, hai tròng mắt trung tràn đầy điên cuồng chi ý. Dương Nghị Vân cau mày thân hình chớp động hướng về tế đàn phía trên Cơ Vô Tâm phóng đi, cũng không quay đầu lại đối tiểu sư tỷ đám người nói. Sư tỷ các ngươi chiếu cố hảo tự mình, nhân lúc còn sớm đi ra ngoài, tế đàn không gian sắp sụp đổ. Tiểu sư đệ ngươi tiểu tâm Cơ Tím Hà cũng biết giờ phút này giúp không được gì, đối mặt Cơ Vô Tâm, có lẽ chỉ có tiểu sư đệ có thể một trận chiến. Các nàng đi lên hỗ trợ, cũng chỉ sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, hơn nữa cái này tế tháp không gian đích xác muốn lở, bởi vì tế đàn trung tâm đó là lôi đình thần thạch, thần thức bị lấy ra, cái này không gian duy trì không được bao lâu. Tế đàn trên không Cơ Vô Tâm nhìn đến Dương Nghị Vân xông lên, khóe miệng tràn ngập khinh thường, cứ việc Dương Nghị Vân cũng là thiên tôn cấp bậc, chính là hắn liền Cơ Vô Mệnh đều giết,
một cái ngoại giới tới thông ngộ thiên tôn, có thể như thế nào? Trọng điểm là Cơ Vô Tâm thấy được Cơ Vô Mệnh đem lôi đình thần thạch giao cho Dương Nghị Vân, với hắn mà nói lần này tiến đến có hay không âm dương lôi đình phương pháp hạ bộ không quan trọng, quan trọng là được đến cơ gia trí bảo lôi đình thần thạch, đền bù rất hắn lực lượng nhược điểm, đến lúc đó hắn liền tiếu ngạo tiên giới, không sợ hết thảy. Lôi đình thần thạch, Cơ Vô Tâm vô cùng coi trọng, nhưng hiện tại cư nhiên bị Cơ Vô Mệnh giao cho trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử giao ra lôi đình thần thạch tới, bản tôn tha cho ngươi bất tử, đó là thuộc về cơ gia trí bảo, không phải ngươi một ngoại nhân nhưng đến. Cơ Vô Tâm trên cao nhìn xuống từ phía dưới sông lên Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Hư thần thạch liền ở bản tôn trên người, liền xem ngươi có bản lĩnh hay không lấy đi. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn biết Cơ Vô Tâm cường đại, nhưng lại cũng không để ý. Giờ khắc này Dương Nghị Vân toàn thân hơi thở không ngừng bò lên lại leo lên, mười đại đạo loại thúc dục lúc sau hắn cả người vờn quanh ở ngũ quang thập sắc chung, tế đàn trên không muôn vàn lôi đỉnh tia chớp chen chúc thêm thân, như sấm thần trên đời. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, Cơ Vô Tâm rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, hắn tuy rằng tà ác, nhưng không hề nghi ngờ cũng là tu luyện vô số năm lão quái vật. Nhìn ra Dương Nghị Vân trên người cư nhiên có thiên địa mười đại thuộc tính chi lực cùng mười đại pháp tắc thêm thân, hơn nữa bọn họ cơ gia huyết mạch lấy lôi đình vì ngạo, nhưng Dương Nghị Vân hiện tại cư nhiên thao tác lôi đình khí thế so với Cơ Vô Mệnh đều cường đại. Cái này làm cho Cơ Vô Tâm nheo mắt, hắn biết hắn coi thường tiểu tử này. Chỉ chớp mắt Cơ Vô Tâm đem Dương Nghị Vân trên người cường thế lôi đình chi uy, liên tưởng đến lôi đình thần thạch thượng. Tất nhiên là Cơ Vô Mệnh cái kia lão bất tử. Đem lôi đình thần thạch cho tiểu tử này lúc sau kết quả, Cơ Vô Tâm trong lòng mắng Cơ Vô Mệnh. Nhưng không nghĩ tới, Dương mẫu nhân sở bày ra tới này đó, căn bản liền không phải cái gì lôi đình thần thạch kết quả, mà là tự thân đã tu luyện lực lượng. Đương nhiên đây cũng là Cơ Vô Tâm không đi tìm hiểu quá tiên giới trạng huống, nếu không liền sẽ không như vậy cho rằng. Bất quá Cơ Vô Tâm nghĩ đến, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này phản cần thiết chết, lôi đình thần thạch hắn nhất định phải được. Nếu tìm chết bản tôn liền thành toàn ngươi, Cơ Vô Tâm hai tròng mắt trung huyết quang đại tác phẩm, ngay sau đó lại là đầy đầu tóc dài giống như du xà nhìn như thác nước giống nhau chen chúc mà động, hóa thành trăm triệu ngàn ngàn nghĩ Dương Nghị Vân cuốn tịch mà đi. Cơ Vô Tâm là tán tiên chi thân, có thể di động dùng không được lôi đình tia chớp chính là dùng huyết mạch thiên phú, tán tiên thân thể là năng lượng thể, không có huyết mạch. Bất quá cái này lão quái vật đối mặt vô tận lôi đình tia chớp lại là không sợ chút nào. Trên người hắn có huyết quang bùng nổ, đem chi lôi đỉnh tia chớp ngăn cách bên ngoài, thương không được hắn góc áo nửa phần. Đương nhiên đây là chỉ vào tế đàn không gian lôi đỉnh tia chớp mà thôi, Dương Nghị Vân sở bộc phát ra tới tia chớp nhưng không giống bình thường. Đối mặt Cơ Vô Tâm cái này lão quái vật khủng bố huyết phát công kích, Dương Nghị Vân hội tụ tế đàn không gian lôi đỉnh tia chớp, bạo giống một tiếng, muôn vàn lôi đỉnh vì ta sử dụng, chí dương lôi đỉnh cho ta phá. Ầm vang. Bỗng nhiên chi gian Dương Nghị Vân toàn thân lôi đỉnh tia chớp hội tụ dựng lên, hình thành một cái lôi long một đầu va chạm hướng Cơ Vô Tâm như thác nước tóc dài. Ầm ầm ầm, toàn bộ tế đàn không gian đều ầm vang. Từng điều màu đen không gian cái khe xuất hiện, bắt đầu hỏng mất. Hai người chạm vào nhau dưới, Dương Nghị Vân cùng Cơ Vô Tâm đồng thời sắc mặt khẽ biến. Bởi vì Cơ Vô Tâm như thác nước huyết phát tấc tấc bắt đầu đứt gãy, hóa thành cho tàn. Mà Dương Nghị Vân lôi đình chi long lại cũng ở một chút tiêu tán. Hai người một kích dưới, lại là cân sức ngang tài, sàn sàn như nhau. Ở Cơ Vô Tâm xem ra, hắn là tu đạo vô số năm thiên tôn, thấp hơn chứ có nội tình muốn tầm mắt có tầm mắt, càng là tìm hiểu sáng tạo ra âm dương lôi đình phương pháp khai sáng giả, làm vô số tán tiên được lợi, hắn có thể nói là tổ sư cấp nhân vật, Dương Nghị Vân tiểu tử này chỉ là cái nhân tài mới xuất hiện, căn bản là vô pháp cùng hắn so sánh với. Nhưng này một kích dưới, bọn họ lại là không phân cao thấp, đây là làm Cơ Vô Tâm biến sắc nguyên nhân. Đối Dương Nghị Vân tới nói, đồng dạng hắn tu thần đạo phương pháp, càng là cải tiến cũng tương đương là sáng tạo hoàn toàn mới tu luyện hệ thống người, từ dung hợp 10 đại thuộc tính tới nay, còn không có đụng tới có thể cùng hắn chống chọi nhân vật, nhưng cái này Cơ Vô Tâm lại làm được ngăn cản hắn, có cùng hắn 10 đại đạo loại chi lực đối kháng năng lượng, như thế Dương Nghị Vân đồng dạng trong lòng cả kinh. Bất quá càng nhiều ngược lại là bốc cháy lên hắn trong lòng chiến đấu dục. Một kích tiêu tán lúc sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhảy mà trước, trầm giọng mở miệng, đạo trùng hợp nhất, thiên địa đại đạo, lấy ta vi tôn, sát. Hắn càng thêm cường thế lên. Đụng phải Cơ Vô Tâm đối thủ như vậy,
Dương Nghị Vân trong cơ thể máu đều bắt đầu thiêu đốt. Hắn còn có sau chiêu không thi triển ra tới, tự nhiên tự tin tràn đầy. Nếu không gian càng thêm không song dung chuyển dựng lên. Một chút Dương Nghị Vân liền công kích ở Cơ Vô Tâm trước người. Cơ Vô Tâm giờ phút này lại là vô cùng túc mục, giống giật, âm sát cực kỳ, oán khí chi nhất, oán sát thiên địa, chết. Ầm ầm ầm. Hai người lại lần nữa chạm vào nhau ở bên nhau, toàn bộ không gian nháy mắt hỏng mất. Bên ngoài Cơ Gia Từ Đường tạc nứt, Dương Nghị Vân cùng Cơ Vô Tâm lại là đối chạm vào bên trong trực tiếp bay vọt dựng lên, nhảy vào phía chân trời phía trên, ngay sau đó nổ vang chung, toàn bộ tán tiên không gian đều vì này chấn động, lại là hai người chạy ra khỏi tán tiên không gian thế giới, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở vô tận sao trời chi trong biển. Hai người đều tiên giới đứng đầu tu vi lực lượng, dễ dàng không gian giới vách tường căn bản nhận không nổi bọn họ bùng nổ mà ra cường đại năng lượng. Chạy ra khỏi tán tiên không gian cũng bình thường. Ầm ầm ầm, răng rắc sát, sao trời chi hải nổ vang không ngừng, tiếng sấm không ngừng, tao ương lại là từng tòa tiên sơn trực tiếp ở hai người trong chiến đấu bạo liệt, may mắn đều là không có sinh linh tiên sơn, nếu không chính là đại sát nghiệt. Dương Nghị Vân trong lòng chấn động. Cơ Vô Tâm cũng là càng đánh càng là kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này mắm sức chiến đấu như thế chi cường. Vượt quá tưởng tượng. Sao trời chi trong biển hội tụ nồng đậm thả lại cuồn cuộn năng lượng hội tụ ở Dương Nghị Vân trên người, hắn cả người giống như là một cái hắc động. Mà ở Cơ Vô Tâm quanh thân màu đen huyết sắc đại tác phẩm, hội tụ vô tận oán sát chi lực. Oanh! Mỗi một cái lại là một lần va chạm lúc sau, hai người tách ra. Cách xa nhau mấy trăm dặm xa, từng người dừng lại. Dương Nghị Vân thở hồng hộc, trên người bảo y vỡ nát, khóe miệng vết máu, hai mắt hai lỗ tai cũng là như thế. Cơ Vô Tâm còn lại là trên người lại nhiều hai cái huyết động, đây là Dương Nghị Vân kiệt tác, hắn huyết phát lại một lần sinh trưởng ra tới, huyền phù ở vô tận biển sao chung, huyết lơ mơ phiêu càng giống một tôn huyết ma. Hai người giống cái mấy trăm dặm, nhưng lại từng người trên người hơi thở càng thêm cường đại rồi. Cuối cùng sát chiêu đều đang không ngừng ấp ủ chung. Đây là chân chính cường giả quyết đấu, Dương Nghị Vân cùng Cơ Vô Tâm từng người trong lòng đều cam chịu đối phương là chân chính chí cường giả. Một trận chiến này khí nuốt núi sông. Nửa ngày lúc sau Cơ Vô Tâm cùng Dương Nghị Vân tựa lòng có ăn ý giống nhau, đồng thời mà động, hướng về đối phương phóng đi. Dương Nghị Vân quanh thân tràn đầy đạo chủng chi lực ngũ quang thập sắc, hắn đem trong cơ thể phương pháp lực thúc dục tới rồi cực hạn, trong lòng di động chi gian trên cánh tay trái càn khôn hồ đồ án kim sắc lập lòe. Vừa rồi cùng Cơ Vô Tâm chiến đấu, hắn cảm giác ra tới, cái này ma đầu thật là cường hãn tà ác, một tiếng oán sát chi lực. Thậm chí là Cơ Vô Họa mấy chục trăm còn phải cường đại, tựa hồ hắn chính là oán sát chi lực tổ tông giống nhau, cư nhiên có thể cùng hắn đạo chủng hợp nhất lực lượng ngạnh chiến mà không rơi hạ phong, bọn họ chiến đấu sàn sàn như nhau. Khá vậy liền chỉ thế mà thôi. Hắn dung hợp tu luyện càn khôn đạo chủng công, cùng đạo chủng chi lực cũng không có bao nhiêu thời gian, ngàn năm đều không đến, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, nghiền áp Cơ Vô Tâm cũng không có vấn đề gì. Mà tương đối Cơ Vô Tâm lại là tu luyện không biết nhiều ít năm. Cho nên Dương Nghị Vân biết, là thời điểm phân ra thắng bại, Nga không đối là sinh tử. Hắn lần này chuẩn bị vận dụng càn khôn thần điện chi lực. Hơn nữa đạo chủng chi lực, hai cổ lực lượng dưới, Dương Nghị Vân mục tiêu là hoàn toàn diệt sát Cơ Vô Tâm. Lúc này đây Dương Nghị Vân là hạ sát chiêu, quyết tâm muốn xử lý Cơ Vô Tâm, hắn cho rằng vận dụng càn khôn thần điện chi lực sau vậy là đủ rồi. Mà đối diện Cơ Vô Tâm cũng đồng dạng tựa hồ là cái này tâm thái, đều nghĩ cuối cùng quyết đoán, đem đối phương cấp chém giết. Chỉ thấy Cơ Vô Tâm cả người hóa thành huyết phụ, hoặc là nói đây là trên người hắn huyết quang đại tác phẩm lúc sau che giấu thân thể. Thật xa nhìn lại một đạo huyết quang cùng một đạo 10 ánh sáng màu trụ, cơ hồ là nhảy lên không gian ở nhanh chóng chạm vào nhau. Cách xa nhau mấy trăm dặm khoảng cách hạ, giữa hai bên cuối cùng giao phong cơ hồ không đến tam thức thời gian liền đánh vào cùng nhau. Cơ Vô Tâm khóe miệng cười lạnh, hắn có gì nếm không phải thử ra Dương Nghị Vân đạo hạnh sâu cạn, mà hắn còn lại là có cấm kỵ phương pháp đòn sát thủ không thi triển ra tới, cái này cấm kỵ chi thuật một khi thi triển ra tới đem ở hắn nguyên lai pháp lực cơ sở thượng cường hãn gấp ba đều không ngừng. Oán sát phệ thiên, mất đi. Cuối cùng trong nháy mắt Cơ Vô Tâm trong lòng vừa động toàn thân hơi thở đại tác phẩm, thi triển ra chính mình cấm kỵ phương pháp, ở khóe miệng giơ lên cười lạnh. Hắn muốn tại đây một kích dưới xử lý Dương Nghị Vân lấy về Lôi Đình thần thạch. Ầm ầm ầm, hai người rốt cuộc đối chạm vào giao phong ở cùng nhau. Nhưng Cơ Vô Tâm lại là sắc mặt đại biến.
Sao có thể? A phốc. Cơ Vô Tâm phát hiện Dương Nghị Vân lực lượng cư nhiên cũng tăng nhiều, hơn nữa so với hắn còn cường đại vài lần. Cơ Vô Tâm nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Nghị Vân ở tự thân pháp lực ở ngoài còn có đại sát khí lực lượng Càn Khôn Thần Điện tồn tại, hơn nữa Càn Khôn Thần Điện chi lực, Dương Nghị Vân lực lượng phiên bội đâu chỉ là gấp 10 lần. Trọng điểm là Dương Mỗ Nhân cuối cùng một khắc bùng nổ, làm Cơ Vô Tâm thôi không kịp phòng. Lúc này liền tính là phát hiện Dương Nghị Vân lực lượng cường đại, lại cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt ngạnh kháng. Toàn bộ biển sao bên trong, ở hai người đối chạm vào dưới, ở nổ vang chung bộc phát ra năng lượng hạch, nháy mắt khuếch tán mấy ngàn dặm mà đi. A! À, Cơ Vô Tâm phát ra một tiếng thật dài, tiếng kêu thảm thiết. Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra tới cường đại năng lượng cơ hồ là vượt qua hắn nhận chi. Ở binh một tiếng nặng nề hạ, Cơ Vô Tâm toàn bộ thân thể bạo liệt, nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết phụ tiêu tán. Hồ đã chết sao? Dương Nghị Vân hộc ra một ngụm chọc khí tự nói, hắn sắc mặt trắng bệch dọa người, thất khiếu đều ở đổ máu, toàn thân quần áo cũng đều là vỡ nát. Đích xác Cơ Vô Tâm là hắn thành tựu thiên tôn tới nay đụng tới cường đại nhất địch nhân, cũng là nhất quỷ dị địch nhân, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật hắn trả giá đại giới to lớn chỉ có chính mình biết. Cũng may hắn nhìn đến Cơ Vô Tâm thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành huyết phụ. Rốt cuộc khô chết đi. Rõ ràng nhìn đến Cơ Vô Tâm thân thể bạo liệt, nhưng Dương Nghị Vân lại là trong lòng còn không có kiên định xuống dưới. Này chỉ một loại cảm giác, mà hắn cảm giác trước nay không sai. Đối với Cơ Vô Tâm bực này tu tà pháp người, đích xác không thể theo lẽ thường mà nói. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhắm lại hai mắt, buông ra tâm thần cẩn thận đi cảm thụ, hắn trước sau không yên tâm. Phải biết rằng Cơ Vô Tâm là 12 kiếp tán tiên thiên tôn, hơn nữa là một vị thiên tài, chính mình tìm hiểu một bộ tàn khuyết âm dương lôi đình phương pháp, do đó sáng tạo ra tu luyện tà công, hơn nữa nghiên cứu ra nguyên bộ tà ác huyết liên phụ trợ tu luyện. Điểm này cùng hắn cải tiến sáng tạo càn khôn đạo chủng công rất có tương tự chỗ. Cũng là trước mắt hắn đụng tới cái thứ nhất đi ra chính mình công pháp đại đạo tu sĩ, cứ việc Cơ Vô Tâm là đi tà đạo, nhưng cũng che giấu không được hắn thật là quỷ tài hoặc là nói tà mới sự thật. Cho nên Dương Nghị Vân muốn hoàn toàn xác định Cơ Vô Tâm có phải hay không đã chết. Dù sao chi giác thượng hắn cảm giác Cơ Vô Tâm tựa hồ còn tồn tại. Buông ra tâm thần cẩn thận đi cảm giác biển sao bốn phương tám hướng. Dương Nghị Vân cảm giác lực kéo dài đi ra ngoài. Một chút cảm giác mà đi từ trăm dặm dần dần tới rồi ngàn dặm. Cái này trong phạm vi Dương Nghị Vân cảm nhận được chỉ có bạo động hỗn loạn thiên địa năng lượng cùng cường đại nồng đậm oán sát chi lực. Trừ cái này ra tựa hồ cũng không có những thứ khác tồn tại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thu hồi tâm thần, mở hai mắt, không phát hiện cái gì. Hắn huyền phù ở biển sao bên trong, trong tầm mắt như cũ vẫn là có thể nhìn đến tràn ngập tản ở biển sao chung từng sợi ô huyết phụ, hắn biết đây là Cơ Vô Tâm tạc nứt lúc sau năng lượng thể. Dương Nghị Vân nhíu nhíu mày tự nói, là ta suy nghĩ nhiều đi. Liên tính ba cái thiên tôn ở Càn Khôn Thần Điện cùng đạo chủng chi lực toàn lực bùng nổ hạ cũng đừng nghĩ sống sót, huống chi là một cái Cơ Vô Tâm đâu. Không có phát hiện chính là chuyện tốt, Dương Nghị Vân quan sát sau khi, chuẩn bị rời đi, Cơ Vô Tâm hẳn là hoàn toàn xong biến mất. Vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, khóe mắt lại là thấy được biển sao chung tứ tán huyết phụ tựa hồ ở bơi lội, hơn nữa hướng về mấy trăm dặm ở ngoài cùng cái phương hướng ở hội tụ. Không hảo. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, thần thức đảo qua phát hiện 900 dặm ở ngoài đã tiêu không một tiếng đồng hội tụ một đại đoàn huyết phụ khí. Quả nhiên chi giác là đúng, Cơ Vô Tâm không chết. Lập tức Dương Nghị Vân một cái lắc mình, trực tiếp hướng về phía 900 dặm nơi kia một đoàn huyết phụ mà đi, cách mấy trăm dặm hắn liền ra tay, cắn răng lại một lần vận dụng Càn Khôn Thần Điện chi lực. Liên tính là hiện giờ hắn cũng nhiều nhất vận dụng 3 lần Càn Khôn Thần Điện chi lực, vượt qua liền sẽ tạo phản phệ. Oanh! Một quyền chém ra, Càn Khôn Thần Điện chi lực hội tụ ở trên nắm tay, hóa thành kim quang đánh hướng kia một đoàn huyết phụ. Đã có thể ở hắn ra tay cùng thời gian, huyết phụ trung vang lên Cơ Vô Tâm âm ngoan vô cùng lời nói, Dương Nghị Vân tiểu tử bản tôn nhớ kỹ ngươi, bản tôn thể tàn sát mãn môn, lần sau gặp mặt tất nhiên đem tiểu tử ngươi sống nuốt, ca 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 ca. Tiểu tử ngươi đến từ tiên giới, thực hảo, chúng ta đây liền tiên giới tái kiến. Toàn bộ tiên giới đều đem trở thành bản tôn tế phẩm, đến lúc đó xem tiểu tử ngươi năng lực bản tôn như thế nào, ha ha ha. Theo Cơ Vô Tâm lời nói lạc bế, kia một đoàn huyết phụ lại là huyết quang đại tác phẩm, một cái không gian môn hộ sao trời, nháy mắt biến mất.
Dương Nghị Vân một kích càn khôn thần điện chi lực bùng nổ, lại là chung quy đã muộn một bước. Cơ vô tâm biến mất. Trực tiếp mở ra không gian môn hộ biến mất không còn một mảnh. Dương Nghị Vân xuất hiện ở cơ vô tâm biến mất địa phương, hắn cảm nhận được chính là cường đại vô cùng thần hồn hơi thở, so với hắn thần hồn còn phải cường đại một chút. Đáng chết! Dương Nghị Vân mắng một tiếng. Hắn hiện tại đã biết rõ hắn phía trước đánh bạo chính là cơ vô tâm tán tiên thiên tôn chi khu, nhưng cái này lão bất tử là tán tiên xuất thân, thần hồn vốn là cường đại, hắn ở tán tiên thiên tôn thân thể tiêu tán sau, có lẽ là thu được bị thương nặng, nhưng lại là lặng lẽ ngưng tụ nguyên thần. Đối với cái này cấp bậc lão nói, nguyên thần không tiêu tan, tiếp theo có thể lần thứ hai ngưng tụ xuất thân thể tới. Nếu hóa thành là khác tán tiên có lẽ ở tán tiên thân thể tiêu tán lúc sau, nguyên thần cũng tồn tại không được bao lâu, thậm chí sẽ có nguy hiểm. Nhưng đối cơ vô tâm cái này tà ác cường đại tán tiên thiên tôn tới nói, có lẽ hắn tán tiên nguyên thần đã sớm đã đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, không dễ dàng chết như vậy. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Lão bất tử mang theo uy hát Iota mở ra không gian môn hộ chạy thoát. Nhưng Dương Nghị Vân sắc mặt lại là hoàn toàn âm trầm xuống dưới, bởi vì hắn trong óc tất cả đều là cơ vô tâm vừa rồi tràn ngập uy hát Iota lời nói. Hắn cả người có chút rét run. Tiên giới, tiên giới, tiên giới. Cơ vô tâm sợ là trực tiếp đi tiên giới. Dựa theo ở tế đàn cái kia cơ nhai tí nói, cơ vô tâm đã ở tiên giới bố cục 7.000 nhiều năm, truyền thụ tà công tà pháp đào tạo huyết liên từ từ. Nếu là cơ vô tâm bỏ chạy đi tiên giới, đến lúc đó toàn bộ ma đầu thủ đoạn, sợ là tiên giới đều phải đại loạn, thậm chí còn hắn vân môn khả năng đều tồn tại tai họa ngầm. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân vội vàng phản hồi tán tiên không gian, hắn muốn mang theo tiểu sư tỷ phản hồi tiên giới. Cơ vô tâm tuy rằng không chết, nhưng lại không hề nghi ngờ bị hắn bị thương nặng, liền tính là muốn khôi phục, cũng yêu cầu thời gian, ở cái này thời gian, hắn muốn tìm được cơ vô tâm giết hắn tán tiên nguyên thần. Nếu không chờ cơ vô tâm lấy tà pháp khôi phục lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Dương Nghị Vân cùng cơ tím hà qua lại đều không vượt qua một năm thời gian, hắn từ biển sao trở lại cơ gia lúc sau, lại một lần cùng tiểu sư tỷ rời đi phản hồi tiên giới. Chẳng qua trước khi đi thời điểm, cơ tím hà cha mẹ công đạo một câu, chúng ta liền tím hà một cái nữ nhi, hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi, phồn văn lễ tiết liền miễn, chỉ hy vọng các ngươi có thể có rảnh trở về nhìn xem chúng ta. Nói những lời này thời điểm, cơ tím hà là đầy mặt đỏ bừng chi sắc. Mà Dương Nghị Vân lại là minh bạch trong đó ý tứ, trên thực tế từ cơ vô mệnh giao cho hắn lôi đình thần thạch một khắc khởi, cơ gia cũng đã có quyết định này. Hiện tại chỉ là làm cha mẹ nói nên nói. Dương Nghị Vân biết hắn yêu cầu một cái tỏ thái độ, hoặc là nói là một cái hứa hẹn, tuy rằng tu sĩ thế giới, có thể không có quy củ nhiều như vậy, nhưng lời nói vẫn là muốn nói. Còn thỉnh bá phụ bá mẫu yên tâm. Tiểu sư tỷ vĩnh viễn đều là ta vân môn công chúa, cũng sẽ là ta thân cận nhất người, ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng, sẽ không làm nàng thu được thương tổn, cũng thỉnh các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Đến nỗi cơ vô tâm tạm thời hẳn là sẽ không tai họa tán tiên không gian, hắn đi tiên giới, tiếp theo ta nhất định giết hắn. Dương Nghị Vân nghiêm túc nói. Như thế rất tốt, tán tiên không gian trong vòng các ngươi cứ yên tâm đi, kế tiếp cơ gia sẽ hoàn toàn phong bế tán tiên không gian bắt đầu tự tra. Đem cơ vô tâm dư nghiệt diệt trừ, các ngươi ở tiên giới hết thảy bảo trọng. Phụ thân mẫu thân bảo trọng. Gặp lại. Ngắn ngủi cáo biệt lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp mở ra không gian thông đạo cùng cơ tím hà rời đi, đồng hành còn có một người, đó là ở tế đàn thượng hô lên Lục Tuyết Hy chết đãi đầu mục cơ nhai tí. Dương Nghị Vân sở dĩ mang lên cơ nhai tí là bởi vì cơ nhai tí nói qua sớm tại 7.000 năm trước cơ vô tâm cùng cơ vô họa liền bắt đầu bố cục tiên giới. Đem tà pháp cùng đào tạo huyết liên tà thuật tản tới rồi tiên giới, có rất nhiều cứ điểm cơ nhai tí là biết đến. Mang lên cơ nhai tí nói, chính là vì đi đoan rất giấu ở tiên giới một đám tà ác cứ điểm. Phản hồi tiên giới thời điểm, Dương Nghị Vân mở ra tới không gian môn hộ, bởi vì một chỗ đã tới một lần chẳng khác nào có tọa độ, có cường đại tu vi trong người, đủ để chống đỡ hắn một chút phản hồi vân môn. Thông qua không gian môn hộ, Dương Nghị Vân ba người ở xuất hiện đã tới rồi vân môn trên không. Hắn hiện tại có rất nhiều việc cần hoàn thành, hàng đầu việc, đó là tìm kiếm cơ vô tâm, diệt trừ cơ vô tâm ở tiên giới bày ra cứ điểm. Tiến vào vân môn lúc sau Dương Nghị Vân rất ít triệu tập đại sư huynh đám người ở vân môn tổng điện thương nghị cơ vô tâm việc. Vân Trường Sinh, Mai Tỷ, Hoa Sen Đen, Tiểu Phượng Hoàng từ từ sở hữu vân môn thông ngộ thành viên trung tâm đến đông đủ.
sư đệ có thể là có cái gì biến cố, các ngươi lần này đi ra ngoài mới qua đi một năm thời gian, nhanh như vậy liền đã trở lại. Vân Trường Sinh hỏi ra mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Đại gia cũng đều thấy được Dương Nghị Vân cùng Cơ Tím Hà trên mặt thần sắc không đúng, nhìn qua thật là ra đại sự. Đích xác ra trạng huống, Dương Nghị Vân nói chuyện chung, vung tay lên ở Vân Môn Đại Điện bày ra một đạo cấm chế. Lần này đại gia rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bởi vì nơi này là Vân Môn bên trong Tổng Điện, là nhà mình địa bàn, là trung tâm nơi, lẽ ra Dương Nghị Vân căn bản không cần thiết ở Đại Điện bày ra cấm chế đi. Nhưng hắn đường đường Vân Môn môn chủ, Càn Khôn Thiên Tôn cư nhiên tiểu tâm cẩn thận tới rồi ở chính mình trung tâm địa phương như thế. Chỉ có thể thuyết minh, phát sinh sự tình, so đại gia tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Lại hoặc là Dương Nghị Vân kế tiếp muốn nói sự tình, vô cùng có khả năng cùng Vân Môn an nguy cùng một nhịp thở. Quả nhiên Dương Nghị Vân trực tiếp bắt đầu giảng thuật, từ hắn tiến vào tán tiên không gian cùng tiểu sư tỷ tách ra một mình du lịch đụng phải Vương Đại Tài ở đến Hồng Diệp Sơn. Vẫn luôn giảng thuật tới rồi cơ ra từ đường, đến cuối cùng đại chiến cơ vô tâm, thậm chí với cơ vô tâm đào tẩu lúc gần đi chờ lưu lại tàn nhẫn lời nói kết thúc. Tất cả mọi người lặng lặng nghe, chờ Dương Nghị Vân nói xong Vân Trường Sinh đám người cái trán cũng không chỉ có toát ra mồ hôi lạnh. Sư đệ ý của ngươi là nói, chúng ta Vân Môn trong vòng vô cùng có khả năng cũng có nhân tu luyện cơ vô tâm tà pháp thậm chí còn đào tạo tà ác huyết liên tăng lên tu vi. Vân Trường Sinh sắc mặt túc mục hỏi. Dựa theo cơ nhai tí cách nói, tiên giới bất luận cái gì một cái tông môn đặc biệt là cường đại một ít tông môn đều là cơ vô tâm kế hoạch trong vòng truyền bá tà pháp mục tiêu, ta Vân Môn tất nhiên tại mục tiêu trong vòng. Dương Nghị Vân trầm giọng nói xong quay đầu nhìn về phía cơ nhai tí hỏi, cơ nhai tí tu luyện cơ vô tâm tà pháp người có phải hay không có cái gì bí pháp có thể tìm ra. Giờ phút này cơ nhai tí vô cùng cung kính, Dương Nghị Vân chém giết cơ vô họa lúc sau, hắn chẳng khác nào đạt được tự do, cũng dám đối mặt chính mình nội tâm, hắn hiện tại chỉ nghĩ chuộc tội, đem cơ vô tâm diệt trừ. Vội vàng trả lời nói, đúng vậy. Mỗi một cái tu luyện cơ vô tâm truyền xuống tà pháp cùng đào tạo huyết liên căn cứ đều có thể dùng bí pháp cảm ứng, trong tay ta có cái này pháp khí liền ở 10 dặm trong vòng là có thể cảm ứng được, chỉ cần đụng tới tu luyện cơ vô tâm tà pháp người hoặc là đào tạo huyết liên bí mật căn cứ, cái này pháp khí sẽ có cảm, luyện chế cái này cảm ứng pháp khí rất đơn giản, ta có thể đem luyện chế phương pháp giao ra đây đại quy mô luyện chế, như thế là có thể tận khả năng tìm ra che giấu tà pháp tu luyện giả cùng cảm ứng được đào tạo huyết liên bí ẩn căn cứ. Cơ nhai tí nói chuyện chung trong tay một phen xuất hiện một kiện đen nhánh sử vật pháp khí, nửa thước trường một chút. Đại sư huynh lập tức an bài người luyện chế, tốt nhất mỗi cái một Vân Môn mỗi người tay có một kiện như vậy pháp khí, cơ vô tâm tà pháp tu luyện giả thực quỷ dị rất khó triền, không thể chút nào đại ý, nếu tu luyện tà công người không chính mình bùng nổ oán sát khí, cùng bình thường tu sĩ là không khác nhau, rất khó phát hiện. Dương Nghị Vân dặn dò nói. Hảo, ta an bài. Vân Trường Sinh vội vàng nói. Lúc này nhị sư huynh Sao Trời Tử nói, tiểu sư đệ việc này không nên chậm trễ có phải hay không trước từ ta Vân Môn bắt đầu tự tra, tốt xấu mấy chục vạn đệ tử, cắm lên cũng yêu cầu thời gian, trước đem chính chúng ta bên trong rửa sạch sạch sẽ lại nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói Vân Môn trong ngoài đều phải tra, trước từ ngoại môn 180 cung điện A Khởi, nhìn xem có hay không Vân Môn đệ tử ngăn cản không được dụ hoặc tu luyện cùng đào tạo huyết liên. Điều thi A ra mặc kệ là ai toàn bộ giết chết, lúc này muốn mau, nhị sư huynh ngươi hình pháp điện đi đầu, ngươi cùng Lạc Dương từng người mang một đôi người, một cái thi A ngoại môn, một cái thi A nội môn. Hảo, là sư thúc, Sao Trời Tử cùng Lạc Dương theo tiếng. Lạc Dương xuất quan, hiện tại cũng nói Vân Môn hình pháp điện phó điện chủ, kỳ thật hình pháp điện trên cơ bản là Lạc Dương ở xử lý, Sao Trời Tử chính là phủi tay trưởng quầy. Dương Nghị Vân tuy rằng cùng Lạc Dương thật lâu không gặp, lần trước đại chiến mấy thế lực lớn Lạc Dương bế quan cũng không tham gia, nhưng như cũ ở mời vào, lúc này không có thời gian ôn chuyện, nhìn đến Lạc Dương từ trong đám người đi ra, Dương Nghị Vân chỉ là gật đầu ý bảo. Tuyết Miêu Dương Nghị Vân lại lần nữa mở miệng. Ở Tuyết Miêu không hổ là ám dạ điện điện chủ, mỗi một lần đều là trống rỗng xuất hiện, giống như là dấu ở âm thầm giống nhau tùy thời tồn tại. Vân Môn thông ngộ dưới đệ tử chung. Gần mấy ngàn năm tới nhưng có người có dị thường. Cũng hoặc là nói ai đến tu vi dị thường tăng lên mau. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Ách thuộc hạ thất trách, Tuyết Miêu tuy rằng đã trở thành Dương mẫu nhân nữ nhân, nhưng nàng vẫn là Vân Môn hộ pháp, càng là Vân Môn ám dạ điện điện chủ, ở quan trọng trường hợp như cũ muốn phỏng trừng Dương Nghị Vân mặt mũi,
không dám trò đùa, đối với Vân Môn giám sát việc, nàng lại là không sai, bởi vì Vân Môn là chính mình ra môn phái, chưa từng có người sẽ nghĩ tới sẽ có người ra vấn đề đi. Đến nỗi Vân Môn đệ tử tu vi tăng lên vấn đề, thật sự không có biện pháp trả lời, bởi vì những năm gần đây Vân Môn mỗi một cái đệ tử tu luyện tăng lên đều thực mau. Dương Nghị Vân lại là sửng sốt, cũng phản ứng lại đây, hắn là tưởng bằng mau tốc độ tìm được Vân Môn tên đệ tử kia tu luyện tà pháp, như vậy ai tăng lên mau sẽ có hiểm nghi, không nghĩ tới này vừa hỏi, Tuyết Miêu trực tiếp tới một câu thất trách, nói cách khác Tuyết Miêu căn bản liền không nghĩ tới giám sát Vân Môn đệ tử, ngẫm lại cũng là đều là người một nhà như vậy giám sát. Như vậy bại lộ ra một cái lỗ hổng. Dương Nghị Vân không trách cứ Tuyết Miêu, bất quá lại nói, ngươi mang theo âm thầm giám sát Vân Môn đệ tử, phối hợp nhị sư huynh, làm hai tay chuẩn bị đi, từ hôm nay trở đi Vân Môn bên trong giám sát việc, để thượng nhật trình, để ngừa ngăn hôm nay chuyện như vậy phát sinh, bổ toàn cái này lỗ hổng. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh, Tuyết Miêu trả lời xong, ngay sau đó trực tiếp biến mất ở đại điện. Lúc này Dương Nghị Vân lại đối đại sư huynh Vân Trường Sinh nói, đại sư huynh cho ta triệu tập tiên giới các đại siêu cấp thế lực cùng các đại tiên vực chi chủ, cơ vô tâm việc, sự tình quan toàn bộ tiên giới an nguy, ta yêu cầu toàn bộ tiên giới phối hợp, nói cho bọn họ trong vòng 3 ngày cần thiết đến Vân Môn tiến đến thấy ta, 3 ngày lúc sau không tới giả tự gánh lấy hậu quả, liền lấy ta Vân Môn tối cao triệu tập cửu cấp Vân Môn lệnh thông chi. Dương Nghị Vân phải làm chính là triệu tập tiên giới các thế lực lớn liên hợp chu sát cơ vô tâm. Hảo Vân Trường Sinh cả người đều là chấn động, hắn cảm nhận được tiểu sư đệ trên người sát ý. Hảo, mọi người đều động khí tới, Vân Môn đại trận tạm thời phong bế, 2 ngày trong vòng hoàn thành Vân Môn bên trong tự tra. Nói xong Dương Nghị Vân vung tay lên mới triệt bỏ đại điện cấm chế. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Mai Tỷ lại là tiến lên nói, phân tử mấy cái hài tử đều đi ra ngoài du lịch, có phải hay không muốn đem bọn họ toàn bộ sốt ruột trở về. Dương Nghị Vân nghe được Mai Tỷ nói chuyện, cả người đều không tốt, không lý do cả người run lên, vội vàng nói, Mai Tỷ ngươi mang theo Tiểu Phượng Hoàng còn có Tử Kim Công Công bọn họ rời núi, bằng mau tốc độ đưa bọn họ tìm trở về. Nói xong, Dương Nghị Vân có đối tiểu sư tỷ nói, sư tỷ đi tổ sư điện tìm mẫu đơn nương nương, làm nàng thông qua mệnh bài đưa tin mỗi một cái Vân Môn ra ngoài đệ tử, mau chóng phản hồi Vân Môn, muốn mau. Hảo, ta lập tức đi. Cơ Tím Hà rời đi. Mẫu đơn nương nương là tổ sư điện điện chủ, mà tổ sư điện lại là mỗi một cái Vân Môn đệ tử bản mạng chi mệnh bài nơi, tên đệ tử kia ngã xuống, mệnh bài liền sẽ vỡ vụn, nhưng cũng có thể tùy thời thông qua mệnh bài câu thông mỗi cái đệ tử. Chờ Mai Tỷ cùng tiểu sư tỷ đều rời đi sau, Dương Nghị Vân cũng đi ra đại điện, hắn trong lòng luôn có chút không yên tâm, vừa rồi không có tới phải hỏi, không biết Triệu Nam các nàng có hay không đi ra ngoài du lịch. Lần trước tiêu diệt Tam Đại Thiên Tôn thế lực lúc sau, vốn tưởng rằng tiên giới đều thái bình, Triệu Nam mấy nữ đối hắn đá một câu muốn ra cửa du lịch ý tưởng, bất quá hắn không đáp ứng, cũng không biết các nàng có thể hay không ra ngoài du lịch. Nếu không có cơ vô tâm chuyện này, chính là tất cả mọi người đi ra ngoài du lịch hắn cũng yên tâm, bởi vì Vân Môn ở tiên giới trở thành song xuôi chi không thẹn đệ nhất tiên tung, hắn Càn Khôn Thiên Tôn tên tuổi cũng hù người, tin tưởng tiên giới bất luận cái gì tiên môn đều sẽ đối Vân Môn đệ tử một cái mặt mũi. Nhưng cơ vô tâm là tà ác đại biểu, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, càng sẽ không cấp Vân Môn đệ tử mặt mũi, đặc biệt hắn còn bị thương nặng cơ vô tâm, trọng điểm là lão ma đầu đào tẩu, vô cùng có khả năng đã tới rồi tiên giới chỗ nào đó. Loại này thời điểm chính là đại nguy hiểm. Vân Môn bên trong trung tâm nơi này chỉ là Vân Môn một cái khác cấm địa. Bị Dương Nghị Vân mệnh danh là địa cầu thôn. Sở hữu vật kiến trúc đều là hắn lúc trước tự mình thiết kế, chế tạo chính là hiện đại hóa đại lâu cùng tứ hợp viện kiến trúc, chính là cấp thân nhân bằng hữu cư trú. Phi Dương Nghị Vân tín nhiệm người vào không được, mặt khác Vân Môn đệ tử cũng không dám đi vào. Rốt cuộc Dương Nghị Vân người nhà bằng hữu ở tại nơi này. Tương đối tiên giới Vân Môn người, những người này tu vi muốn nhược một ít, đây cũng là Dương Nghị Vân an bài đại gia ở tại nơi này nguyên nhân. Dương Nghị Vân luôn là tưởng cho chính mình người nhà tốt nhất hoàn cảnh, chế tạo cái này địa cầu thôn lúc trước nhưng hao phí hắn không ít tinh lực. Đi vào địa cầu thôn hắn hiểu ý an, bởi vì nơi này tràn ngập địa cầu hoàn cảnh hơi thở. Người đã trở lại, không phải nói muốn đi ra ngoài thật lâu sao? Lại là Triệu Nam xuất hiện, trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Cứ việc đều là vạn năm lão phu lão thê, nhưng hiện tại cùng Dương Nghị Vân gặp mặt thời gian là càng ngày càng ít, cho nên mỗi một lần Dương Nghị Vân trở về nàng đều quý trọng thời gian. Nhìn Triệu Nam hai tròng mắt chung một mặt nhu sắc,
Dương Nghị Vân gật đầu tiến lên cầm tay nàng nói, ra điểm sự, trước tiên đã trở lại, mọi người đều còn ở sao? Mặt khác tỉ muội đều ở, Vô Tình cùng Lâm Hoan lại là đi ra ngoài du lịch, chúng ta mấy cái cũng nghĩ lại đếm rõ số lượng trăm năm đi ra ngoài, các nàng hai cái nhưng thật ra tính tình cấp, trước tiên đi ra ngoài, ba mẹ đều đang bế quan tu luyện. Hai người nói chuyện chung đi vào mô phỏng địa cầu Dương gia cái kia lão sân tu sửa tiểu viện, lại là kinh động những người khác. Vân Tử, tiên sinh, đã trở lại. Lại là Viên Kim Phượng, Âu Dương lão sư, Lâu Hải Đường từ từ một đám nữ nhân tất cả đều đi ra phòng. Dương Nghị Vân nhìn đến một đám hồng nhan trong lòng lại là nhu hòa lên, tiến lên nhất nhất cho ôm, trở lại đại sảnh, Dương Nghị Vân nói lên lần này cơ vô tâm việc. Chờ hắn nói xong, cửa một đạo thân ảnh chớp động tiến vào, kích động nói tiên sinh tỷ tỷ của ta tìm được rồi. Lại là Lục Phú Thư ở ngoài cửa nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, rốt cuộc nhìn không được vò tiến vào, hai mắt rưng rưng. Ân, bất quá ta yêu cầu một ít thời gian làm Tuyết Hy khôi phục thần trí, tạm thời còn chỉ có thể đãi ở Càn Khôn không gian, Phú Thư yên tâm, tỷ tỷ ngươi sẽ khá lên. Dương Nghị Vân an ủi nói. Cảm ơn tiên sinh, Lục Phú Thư cười rơi lệ, hắn lo lắng tỷ tỷ mấy ngàn năm, rốt cuộc tìm được rồi, tuy rằng tiên sinh nói tỷ tỷ ý thức bị phong ấn, nhưng có thể giải quyết, chỉ cần tìm được tỷ tỷ so cái gì cũng tốt. Những năm gần đây Lục Phú Thư thậm chí nghĩ tới thực không xong một mặt, đều nghĩ tới tỷ tỷ sớm đã tiêu tán thiên địa, cũng hoặc là chết ở tán tiên thiên kiếp dưới, rốt cuộc tỷ tỷ đi chính là tán tiên chi đạo, 12 kiếp tán tiên một kiếp so một kiếp càng cường đại. Cũng may tiên sinh rốt cuộc tìm về tỷ tỷ, nàng rốt cuộc có thể an tâm. Lau nước mắt Lục Phú Thư nói, tiên sinh ta có thể tiến người động thiên đi xem tỷ tỷ sao? Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, quá một đoạn thời gian đi, tỷ tỷ ngươi tình huống có chút đặc thù, chờ ta làm nàng khôi phục các ngươi tỷ muội ở gặp nhau không muộn, trước mắt ta có càng trọng sự tình làm. Ngẫm lại Dương Nghị Vân vẫn là không làm Lục Phú Thư hai tỷ muội gặp nhau, đây cũng là đối với các nàng đều hảo, Lục Tuyết Hy tình huống tương đương là đánh mất thần trí, nếu Lục Phú Thư tùy tiện đi vào, chưa chừng Lục Tuyết Hy sẽ ra tay thương tổn nàng, phải biết rằng hiện tại Lục Tuyết Hy chính là vượt qua 12 kiếp tán tiên kiếp tồn tại. Thực lực tu vi tương đương với là thông ngộ bảy trọng thiên. Thực lực tu vi bạo tăng hoàn toàn là bởi vì dùng huyết liên biết, này cũng từ mặt bên thuyết minh cơ vô tâm nghiên cứu ra tới tà đạo chi lợi hại. Bởi vì dựa theo bình thường logic, lúc này Lục Tuyết Hy hẳn là nhiều nhất là độ tán tiên thiên kiếp đến ngày thứ 9 kiếp giai đoạn, cũng không phải là đã vượt qua 12 kiếp tương đương với thông ngộ bảy trọng thiên tồn tại. Nói như thế minh một chút. Cơ vô tâm tà pháp cùng tà ác huyết liên công hiệu là có thể chế tạo ra một đám tà ác cường giả, cơ hồ là ở dục sinh cường giả. Nhưng càng cao giai tu vi thực lực, cũng đại biểu càng nhiều vô số phàm nhân tánh mạng. Cứ việc Lục Tuyết Hy ý thức bị phong ấn khống chế, nhưng có sự thật còn lại là, nàng cường đại tu vi trên người là dùng vô số phàm nhân tánh mạng tưới ra tới. Dương Nghị Vân trong lòng chính là rõ ràng, cơ vô tâm tà ác, quả thực là chân chính lão ma đầu, hắn tà ác cùng lợi hại chỗ. Ở Dương Nghị Vân xem ra đều không phải là thực lực tu vi, mà là nghiên cứu ra tà pháp cùng huyết liên đào tạo do đó dục sinh tu sĩ tu vi. Ở tăng lên thực lực phương diện, không có mấy cái tu sĩ có thể ngăn cản bực này thật lớn dụ hoặc, vì thế không tiếc phạm hiểm sát phàm nhân. Cho nên này đó là Dương Nghị Vân trong lòng sợ hãi cơ vô tâm địa phương. Mặt đối mặt đại chiến hắn không sợ chút nào, nhưng đối mặt tham dục dã tâm hắn há có thể không sợ. Có thể tưởng tượng một khi cơ vô tâm bực này tà pháp tà ác huyết liên chi dược ở tiên giới lan tràn, sẽ là cỡ nào khủng bố. Chắc chắn sẽ cuốn tịch toàn bộ tiên giới. Dương Nghị Vân sự không thể nghĩ lại, nhưng Dương Nghị Vân biết hắn cần thiết tưởng cũng cần thiết làm. Làm không hảo cơ vô tâm tất nhiên sẽ là tiên giới đại khủng bố. Một khi sự tình mất khống chế, toàn bộ tiên giới đại loạn đều là có khả năng, thậm chí còn lan tràn đến hạ giới đi. Thật không biết cơ gia cái gọi là âm dương lôi đình phương pháp tàn khuyết rốt cuộc là cái quỷ gì, như thế nào sẽ làm cơ vô tâm từ giữa nghiên cứu ra như thế đáng sợ tà pháp tà thuật tới. Tiếp được hắn hàng đầu làm chính là, đem vân môn kiểm tra, một lần, nhìn xem rốt cuộc cơ vô tâm bố cục vân môn có hay không người lâm vào đi vào, nếu có, vậy thiết sạch sẽ, trước bảo đảm hắn vân môn không có việc gì, mới có thể đối phó cơ vô tâm. Tiếp theo phát ra vân môn kêu gọi. Triệu tập tiên giới sở hữu đại tông đại môn bắt đầu tự tra, bảo trì hảo tiên giới đại ổn định, lại sau đó chính là rửa sạch tiên giới một lần, đem cơ vô tâm bố cục 7.000 năm u ác tính toàn bộ diệt trừ, cuối cùng tìm được cơ vô tâm làm lão ma đầu hồn phi phách tán, như thế mới có thể chân chính an ổn.
Trước mắt hắn nghĩ đến còn có chút thời gian, bởi vì hắn cùng Cơ Vô Tâm một trận chiến, đánh bạo Cơ Vô Tâm tán tiên chi thân, lão ma đầu bị thương nặng nhất định yêu cầu thời gian tới khôi phục. Hắn liền phải ở lão ma đầu Cơ Vô Tâm khôi phục phía trước, ổn định tiên giới hơn nữa tìm được lão ma đầu. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng Dương Nghị Vân biết làm lên sẽ rất khó, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác cần thiết làm. Bởi vì gần nhất hắn diệt trừ tam đại thiên tôn thế lực, nhảy trở thành tiên giới đệ nhất tiên môn, toàn bộ tiên giới cũng nói hắn là tiên giới tân thời đại lãnh tụ, trở thành hắn cùng Vân Môn siêu nhiên địa vị, đây là một phần đại trách nhiệm. Thứ hai, trong tay hắn cầm Cơ gia đồ gia truyền Lôi Đình thần thạch, cũng phá hủy Cơ Vô Tâm chuyện tốt, hơn nữa bị thương nặng Cơ Vô Tâm, này đã là không chết không ngừng chết thù, không tiêu diệt Cơ Vô Tâm, hắn cùng Vân Môn khó an, toàn bộ tiên giới khó an. Không lựa chọn. Trong lòng mang theo lo âu, nhưng mặt ngoài còn muốn dường như không có việc gì, an ủi một chúng nữ nhân sau, Dương Nghị Vân ở toàn bộ địa cầu thôn dạo qua một vòng, hơn nữa dặn dò đại gia từ giờ trở đi không được ra Vân Môn đều hảo hảo tu luyện. Lúc sau liền về tới Vân Môn Đại Điện, bởi vì một ngày lúc sau, nhị sư huynh đã truyền đến tin tức. Vân Môn Đại Điện, Dương Nghị Vân đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà, nàng đi tổ sư điện, mang đến tin tức. Vân Tử mười mấy vạn đệ tử chung, rời núi du lịch giả có tam vạn nhiều người, có trăm người ngã xuống, hạch tâm đệ tử mệnh bài không việc gì, đã phát ra hiệu lệnh, nhường ra sơn du lịch đệ tử phản hồi, đúng rồi mấy cái trước mắt không có gì sự. Có thể liên hệ đều liên hệ tới rồi, Mai Tỷ cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người đã đi tiếp bọn họ, chỉ là Duy Độc Tinh Phó kia hài tử tạm thời liên hệ không thượng, mệnh bài đưa tin không đáp lại, bất quá người yên tâm Tinh Phó mệnh bài hoàn hảo, hẳn là tiến vào tiên giới nào đó bí cảnh. Tuyết Miêu tự mình đi tìm hắn, hẳn là sẽ không có việc gì. Cơ Tím Hà nói chuyện có nề nếp, từ Cơ gia việc bùng nổ sau, Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Sư Tỷ như là trong một đêm lớn lên thành thục. Như vậy tiểu sư tỷ làm Dương Nghị Vân đau lòng, hắn không hy vọng hắn tiểu sư tỷ như thế ổn trọng thành thục, thật là không thích ứng, hắn càng có rất nhiều hy vọng tiểu sư tỷ vĩnh viễn là một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng. Nhưng, Dương Nghị Vân biết đã thay đổi không được. Trong lòng đại hận, đều là lão ma đầu Cơ Vô Tâm làm tiểu sư tỷ như thế, lão tử thề nhất định làm ngươi cái lão ma đầu hồn phi phách tán. Sư đệ ta muốn đi bế quan, tiếp được sự ngươi bị liên lụy đi. Cơ Vô Tâm chung quy là Cơ gia người, gặp phải chuyện lớn như vậy, ta cái này Cơ gia trưởng nữ hẳn là muốn phụ một phần trách nhiệm, chờ ngươi tìm được Cơ Vô Tâm nhớ rõ cho ta biết, làm ta tham gia tru sát hắn hành động, Cơ gia yêu cầu cấp những cái đó vô tội phạm nhân một công đạo. Cơ Tím Hà nghiêm túc nói chuyện, hai tròng mắt chung lại là vô cùng kiên định. Dương Nghị Vân thở dài, hắn biết hắn an ủi không được tiểu sư tỷ, ngẫm lại phiên tay chi gian ánh sáng tím chợt lóe lại là đem Lôi Đình thần thạch lấy ra tới nói, sư tỷ Lôi Đình thần thạch là Cơ gia tổ truyền chi vật. Cơ Tím Hà sắc mặt biến đổi đánh gãy Dương Nghị Vân nói, tiểu sư đệ ngươi đây là ý gì? Này khối Lôi Đình thần thạch là gia gia Lâm Trung phía trước đưa tặng cho ngươi, đó chính là ngươi đồ vật, ngươi không lấy ta đương người một nhà sao? Nói chuyện chung Cơ Tím Hà đã mang lên tức giận, còn kẹp hỗn loạn vài phần bi thương. Dương Nghị Vân nhìn cảm xúc kích động Cơ Tím Hà, trong lòng cười khổ, hắn biết tiểu sư tỷ hiểu lầm, cho rằng đây là đối nàng thương hại hoặc là nói bố thí. Cơ Tím Hà cái này tiểu sư tỷ từ sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, từ trong xương cốt đều là ngạo khí người. Nàng ra ra Cơ Vô Mệnh nếu đem Cơ gia Lôi Đình thần thạch ở Lâm Trung hết sức đưa cho Dương Nghị Vân, đó chính là Dương Nghị Vân đồ vật, điểm này Cơ Tím Hà trong lòng nhận. Lại nói nếu không phải Dương Nghị Vân cái này tiểu sư đệ xuất hiện Cơ gia đại phòng một mạch sợ là trốn bất quá hủy diệt kết cục. Về tình về lý Lôi Đình thần thạch Dương Nghị Vân cầm đều thích hợp. Nàng cũng chưa từng có ghen ghét chi tâm. Nhưng Dương Nghị Vân hiện tại đem Lôi Đình thần thạch lấy ra tới muốn còn cho nàng cái này Cơ người nhà, cái này làm cho Cơ Tím Hà nghĩ đến chính là thương hại là đồng tình, không đem nàng đưa người một nhà thể hiện, nháy mắt liền bạo phát cảm xúc. Nhưng mà đối Dương mẫu nhân tới nói, kỳ thật hắn muốn hay không Lôi Đình thần thạch đều giống nhau, muốn cũng là dệt hoa trên gấm, bản thân trong thân thể hắn liền tu thành Lôi Đình đạo chủng, đây là căn bản, thần thạch xem như ngoại lực, so sánh với dưới, hắn càng hy vọng thần thạch đối tiểu sư tỷ hữu dụng. Hít sâu một ngụm, Dương Nghị Vân nhìn tiểu sư tỷ hai tròng mắt phức tạp cùng vẻ mặt quật cường bộ dáng, hắn biết lúc này đối nàng nói một ít giải thích linh tinh nói là nghe không vào. Mấu chốt là còn làm nàng trong lòng lòng tự trọng thương tới rồi, này nhưng không ổn. Cần thiết muốn sửa lại đây. Như thế nào sửa? Giải thích vô dụng, vậy chỉ có thể dùng đơn giản thô bạo phương thức.
có lẽ là nhất hữu hiệu trực tiếp nhất. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân làm ra một cái lớn mật hành động. Một cái cơ tím Hà trăm triệu không nghĩ tới hành động. Nàng nội tâm phập phồng không chừng hết sức, lại là không nghĩ tới Dương mẫu nhân trực tiếp tiến lên, đầu duỗi lại đây. Ngay sau đó cơ tím Hà chỉ cảm thấy một cổ dương cương hơi thở ập vào trước mặt, miệng ấm áp mềm nhún, oanh một chút, nàng trong óc liền lâm vào chỗ trống. Một màn này như vậy tình hình, là nàng trước nay không nghĩ tới. Một hơi bị Dương mẫu nhân thô bạo hôn vài phút, cơ tím Hà trong óc hoàn toàn chỗ trống, giờ phút này kia còn có cái gì mặt khác ý niệm, cái gì cũng chưa. Như thế Dương mẫu nhân mới buông ra nàng, nhìn ánh mắt mê loạn cơ tím Hà nói, sư tỷ ngươi phải nhớ kỹ. Người vĩnh viễn đều là ta quan trọng nhất thân nhất người, chúng ta chi gian cũng chưa bao giờ phân cái gì người ta, đã sớm đem ngươi trở thành người trong nhà. Ngày sau trăm triệu không thể có miên man suy nghĩ ý niệm, lôi đình thần thạch đối với ta mà nói chỉ có thể là dệt hoa trên gấm, nhưng ngươi nếu là được đến này bảo, là có thể ở kế tiếp đối phó cơ vô tâm sự thượng xuất lực, muốn cấp cơ ra chuộc tội, liền nghe ta hảo sinh bế quan đi tìm hiểu hấp thu lôi đình thần thạch. Ngươi là ta quan trọng nhất người, vĩnh viễn đều sẽ là. Sau này việc hết thảy có ta, cơ vô tâm sự, không phải là cơ gia sai, càng không phải ngươi tay nải, ta cũng có thể giết cơ vô tâm, cho ngươi ra ra báo thù. Một đốn mãnh như hổ thao tác sau, cơ tím Hà là hoàn toàn ngốc, ở Dương mẫu nhân một phen xích quả lời nói chung, bất chi bất giác tiếp nhận lôi đình thần thạch, một cái kính gật đầu, giống như là một cái tiểu nữ nhân nghe theo trưởng phu hết thảy an bài giống nhau. Chờ Dương Nghị Vân nói xong lúc sau, nàng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt soát một chút hồng thấu, cũng không dám xem Dương Nghị Vân giống nhau, chỉ là cúi đầu nói ta. Ta nghe ngươi, bế quan đi. Giọng nói cũng chưa lạc, liền vèo một chút biến mất ở Dương Nghị Vân trước mặt. Hắc hắc sốt cuộc giải quyết, nữ nhân A, có đôi khi kỳ thật rất đơn giản. Dương mỗ tự nói, rất là đắc ý, nhìn phi giống nhau thoát đi tiểu sư tỷ, hắn trong lòng ám sảng, ngẫm lại trước kia, tiểu sư tỷ cơ hồ là không sợ trời không sợ đất cái loại này. Không nghĩ tới hắn một hôn khiến cho có nữ ma đầu chi xưng tiểu sư tỷ nháy mắt biến thành tiểu nữ nhân, hơn nữa cũng nguôi giận. Hắn hạ quyết tâm, lần sau còn dùng chiêu này. Kỳ thật nói đến cùng là hắn trong nội tâm cũng thích tiểu sư tỷ, hơn nữa hai người chi gian giao tế cũng rất dài thời gian rất lâu, từ hắn không có đem tiểu thế giới thời điểm cũng đã có nào đó ảo giác, bởi vì trước kia chết lão nhân ở hắn càn khôn hồ thời điểm, thường xuyên ở trong óc nhắc tới nhiều nhất chính là tiểu sư tỷ. Thậm chí lại một lần trêu ghẹo quá muốn đem tiểu sư tỷ điều động nội bộ cho hắn. Đi vào tiên giới lúc sau trên cơ bản liền cùng tiểu sư tỷ đãi ở bên nhau, cũng thích nàng vô pháp vô thiên nhưng lại đối hắn lại là cực kỳ bênh vực người mình tính cách, có rất nhiều lần tiểu sư tỷ đều vì hắn thở ra tánh mạng. Hơn nữa lần này cơ vô mệnh lâm chung phía trước ý tứ, liền trực tiếp đem tiểu sư tỷ giao cho hắn, đủ loại nguyên nhân xuống dưới, kỳ thật đã chú định hắn cùng tiểu sư tỷ đời này là phân không khai. Hôm nay hắn cũng là mượn cớ cấp ra biến tướng bá đạo dây đồng hồ. Hiệu quả là không tồi, ít nhất hắn là như vậy cho rằng. Có một số việc ở hắn xem ra nghi sớm không nên muộn. Hôm nay thô bạo hành động, cũng làm sao không phải biểu đạt hắn nội tâm. Thật lại nói tiếp lôi đình thần thạch đối hắn thật sự là dệt hoa trên gấm sao. Có, nhưng tuyệt đối không ngừng. Cơ gia tổ truyền chí bảo, cơ vô tâm mất công muốn cướp đoạt chí bảo, đặc biệt là đơn giản như vậy. Chẳng qua hắn để ý tiểu sư tỷ, đem cái này chí bảo vẫn là còn cấp tiểu sư tỷ cái này cơ người nhà. Dương mẫu nhân quan niệm là, bên người người so với hắn hảo, hắn sẽ càng vui vẻ. Tin tưởng có lôi đình thần thạch, tiểu sư tỷ tu vi tất nhiên sẽ tiến bộ một mảng lớn. Lôi đình thần thạch bực này chí bảo, kỳ thật lại nói tiếp là cơ gia căn cơ, bởi vì là từ cơ bài điếu cúng tổ tiên đàn lấy ra lúc sau. Toàn bộ tế đàn không gian liền sụp đổ, tương đương là cơ gia căn cơ không có. Cho nên vật ấy tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng chí bảo tồn tại. Đồ tốt nhất hắn tự nhiên để lại cho chính mình tiểu sư tỷ. Đây là hắn nội tâm ý tưởng. Nhìn tiểu sư tỷ trốn giống nhau rời đi bối cảnh, Dương Nghị Vân miệng lộ mỉm cười. Lúc này một đạo lưu quang mà đến, lại là nhị sư huynh bay vào tới. Giờ phút này Dương Nghị Vân trên mặt ý cười biến mất. Lại mà đại chi chính là vẻ mặt âm trầm. Phía trước nhị sư huynh đưa tin, nói là ở vân môn ngoại môn phát hiện tình huống, hiển nhiên là phát hiện cơ vô tâm truyền xuống tà pháp tà thuật tình huống, ở đưa tin chung nhị sư huynh không nhiều lời, trực tiếp gặp mặt. Này chỉ có thể thuyết minh, sự tình kỳ thật so trong tưởng tượng muốn không xong nhiều. Nhị sư huynh tình huống như thế nào nói thẳng,
Dương Nghị Vân lại là trong lòng làm tốt chuẩn bị, trực tiếp hỏi. Sao trời tử sắc mặt có chút cổ quái muốn nói dục ngăn? Nói thẳng, lòng ta có chuẩn bị. Dương Nghị Vân nhìn nhị sư huynh bộ dáng, trong lòng trầm một chút, nhưng như cũ mở miệng. Giờ phút này sao trời tử mới mở miệng nói, vân môn nội môn không thành vấn đề, chúng ta ti a được ngoại môn độc cô điện. Dương Nghị Vân mày thẳng nhảy dựng lên. Độc cô điện. Dương Nghị Vân thân thể đều là run lên, cảm giác có điểm choáng váng. Vân môn ngoại môn 108 điện, hắn lúc trước tuy rằng không làm ba cái đồ đệ cùng mấy cái hài tử tiến vào nội môn, an bài bọn họ đi ngoại môn, đi theo chiêm khánh nhân cùng nhau tu luyện, mới đầu đương nhiên là như thế này, nhưng sau lại vân môn thành lập lúc sau, hắn cho ba cái đồ đệ cùng mấy cái hài tử mỗi người chiếm cứ một điện tư cách. Chung quy là đồ đệ, tổng không thể thể diện thượng không qua được, đây cũng là đại sư huynh cùng vân môn một chúng trưởng lão y tứ, tốt xấu là môn chủ đệ tử cùng hài tử. Liền tính là Dương Nghị Vân lại lấy rèn luyện bọn họ, nhưng thân phận địa vị đã sớm là chú định, quy cách không thể quá thấp. Cho nên mỗi người ban cho một điện tu hành, dù sao ngoại môn 108 tòa đại điện nhiều đến là, ngay cả Trần Thất Tiên Lão Phương, Lưu Tích Kỳ từ từ vân môn lão nhân đều có từng người đại điện. Dương Nghị Vân đối với vân môn có hay không tà pháp tu luyện hạng người tồn tại, phía trước trong đầu nghĩ tới rất nhiều người, trọng điểm đặt ở luyện tạo tiên môn chung kia một đám lúc trước lão tiên tôn bên trong. Nhưng lại trước nay không nghĩ tới sẽ có chính mình đồ đệ chuyện gì. Độc cô hối chính là hắn thủ đồ A. Cái này đả kích đối hắn là rất lớn. Thân thể nhoáng lên, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi hỏi, nhị sư huynh nói tình huống đi. Sao trời tử nhìn đến Dương Nghị Vân sắc mặt khó coi, lại là vội vàng nói, sư đệ còn cần điều ti a rõ, có lẽ có nguyên nhân khác cũng nói không chừng, chúng ta đi ti a thời điểm, chỉ là ở độc cô điện phát hiện pháp khí cảm ứng. Nhưng là độc cô hối không hề vân môn cùng mấy cái cháu trai đều đi ra ngoài du lịch, chúng ta cũng chưa tiến vào điều tra, a hối thân phận là ngươi thủ đồ, ta không dám nói ra, chạy nhanh tìm tới ngươi thương lượng, này trong đó có lẽ có khác ẩn tình đi. Luyện tạo tiên minh những người đó chung nhưng có cái gì dị thường không có? Dương Nghị Vân hỏi, trưởng lão đoàn chung có 8 người rời núi du lịch, còn lại người không có gì phát hiện. Sao trời tử minh bạch Dương Nghị Vân có ý tứ gì? Lại lần nữa hạ lệnh, sở hữu ra ngoài vân môn đệ tử cần thiết trong vòng 3 ngày cho ta phản hồi, nếu không coi là phản bội tông tội, phái người đi đem độc cô hối cho ta tìm trở về. Dương Nghị Vân trầm giọng nói. Sự tình quan trọng đại, ta làm Lạc Dương tự mình đi, đã liên hệ thượng, hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Sao trời nói. Đi thôi, mang ta đi độc cô điện. Dương Nghị Vân nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn nhưng thật ra hy vọng nhị sư huynh lời nói là thật sự, pháp khí cảm ứng xuất hiện ở độc cô điện là có khác ẩn tình, chính là đối với huyết liên kia trở tà ác, hắn nhất rõ ràng bất quá, thật đúng là không vài người có thể ngăn cản trụ dụ hoặc. Hai người đi ra đại điện trực tiếp đi trước độc cô điện, Dương Nghị Vân lại là trong lòng thầm nghĩ, a hối chỉ mong ngươi đừng làm cho vi sư thất vọng. Dương Nghị Vân đối mấy cái đồ đệ kỳ thật là thực để ý, cũng coi trọng mỗi một cái, có chút thời điểm thậm chí vượt quá chính mình mấy cái hài tử. Nhưng hiện tại vân môn tự ti a tà pháp tung tích, cái thứ nhất ti a được lại là chính mình đại đồ đệ độc cô hối, Dương Nghị Vân trong lòng nói không mất mát đó là giả. Thậm chí còn hắn đều có chút sợ hãi độc cô hối thật sự chịu không nổi dụ hoặc do đó tu luyện tà pháp, thậm chí còn lén đào tạo hồng diệp huyết liên tàn hại phàm nhân tánh mạng. Nếu thật làm như vậy, kia đã có thể vô pháp vãn hồi rồi. Đảo vẫn là hắn cái này đương sư phó cũng không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt. Đương nhiên hiện tại chỉ là nhị sư huynh đám người tuần ti a thời điểm pháp khí cảm ứng, có thừa độc cô hối thân phận đặc thù đường kính đều không có vọt vào độc cô điện đi xem xét. Dương Nghị Vân lo lắng sốt ruột cùng nhị sư huynh sao trời tử đi tới ngoại môn độc cô điện. Nhìn độc cô ngoài điện một người đều không có, Dương Nghị Vân nhíu mày nói, những người khác đâu? Này không phải sợ là xấu hổ sao, ta làm những người khác đi xem xét địa phương khác. Sao trời tử bất đắc dĩ nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng cũng biết nhị sư huynh đây là ở bảo toàn mặt mũi của hắn, phục hồi tinh thần lại nói, đa tạ nhị sư huynh, còn có ai biết? Trừ bỏ ta, chính là cơ nhai tí, người yên tâm ta có đã dặn dò quá cơ nhai tí, hắn sẽ không nói bậy. Sao trời tử nói? Cảm ơn sư huynh Dương Nghị Vân lại lần nữa nói lời cảm tạ, kỳ thật hắn nội tâm vẫn là che chở độc cô hối, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, vạn nhất thực sự có cái gì sai lầm, đảo cũng có thể có cái xoay chuyển. Sư đệ ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều,
có lẽ sự tình đều không phải là có chúng ta tưởng tượng như vậy không xong, hiện tại chúng ta đi vào xem xét liền biết. Sao trời tử nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân là cảm xúc thực hỗn loạn. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một hơi chọc khí, làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, lúc này mới đã mở miệng nói, từ từ, ta gọi đến cơ nhai tí tiến đến, rốt cuộc hắn đối cơ vô tâm tả pháp kia một bộ nhất rõ ràng. Nói xong trong lòng vừa động thần thức vận chuyển dưới liền tìm tới rồi cơ nhai tí, trực tiếp truyền âm làm cơ nhai tí tiến đến độc cô điện. Vài phút sau cơ nhai tí thân hình chợt lóe xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước mặt thiên tôn. Dương Nghị Vân gật đầu ý bảo nói, đi theo ta tiến độc cô điện. Là cơ nhai tí thực thông, không nhiều lời một chữ, hắn đã biết độc cô điện chính là Dương Nghị Vân đại đồ đệ độc cô hối đạo tràng, ở độc cô điện cảm ứng được tà ác hơi thở, này đã xem như đề cập tới rồi vân môn cao tầng, hắn một ngoại nhân, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo Dương Nghị Vân theo như lời làm, không thể nhiều lời một câu. Theo sau Dương Nghị Vân nhấc chân đi lên độc cô điện bậc thang, giờ phút này độc cô điện cửa điện là nhắm chặt, nhưng là Dương Nghị Vân cùng sao trời tử cơ nhai tí lại là đều biết độc cô điện là có người. Chẳng qua là mấy cái tiểu kim tiên mà thôi, bọn họ ba người ở bên ngoài, độc cô điện lưu thủ mấy cái tiểu kim tiên tự nhiên cảm giác không đến tồn tại. Oanh! Một tiếng nặng nề, Dương Nghị Vân trực tiếp phất tay mở ra độc cô điện cửa điện. Nhấc chân liền đi vào tới rồi thật lớn trong sân, độc cô điện lại nói tiếp là điện, kỳ thật lại là cung điện đàn. Lúc trước Lục Bằng Bân thiết kế thời điểm, đối vân môn ngoại môn 108 tòa đại điện quy cách liền thiết kế rất cao, phòng tu luyện. Luyện đan phòng luyện khí, tàng công các từ từ đầy đủ mọi thứ, có thể nói 108 tòa đại điện trên cơ bản đều là tự xưng một cái hệ thống tồn tại, cụ bị truyền công thụ nghiệp thu đồ đệ công năng. Tuy là ngoại môn đại điện, lại quy cách rất cao. Nhìn khí phái độc cô điện, Dương Nghị Vân trong lòng lại là thực phức tạp. Người nào? Liền ở Dương Nghị Vân ba người xông tới lúc sau, 4-5 cái tiểu kim tiên xuất hiện, quát lớn lên. Phản ứng nhưng thật ra không kém. Nhưng mà đương mấy cái kim tiên nhìn đến Dương Nghị Vân lúc sau, lại là cả người đại chấn, trong ánh mắt tỏa ánh sáng, thanh âm run rẩy quỳ xuống thăm viếng nói, độc cô ngoài điện môn lưu thủ đệ tử bái kiến thiên tôn, không biết thiên tôn giá lâm, mạo phạm thiên tôn uy nghiêm thỉnh thiên tôn trách phạt. Cầm đầu đệ tử chính là thiên kim đại viên mãn tu vi, vừa rồi ra tiếng quát lớn cũng là hắn, giờ phút này hắn trong lòng lại là kích động lại là sợ hãi. Đối với Dương Nghị Vân lại há có thể không quen biết. Năm đó vân môn thành lập thời điểm hắn cách thật xa xem qua Dương Nghị Vân, tự nhiên nhận được vị này ở mỗi một cái vân môn đệ tử cảm nhận chung như thần giống nhau thiên tôn. Kích động lại cũng sợ hãi. Mang theo người quỳ xuống thăm viếng lúc sau, lại là nội tâm ở bồn chồn thấp thỏm, nội tâm chỉ có một câu, ta vừa rồi quát lớn thiên tôn. Kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào, cái này tiểu kim tiên cũng biết khẩn cầu Dương Nghị Vân khai ân, bọn họ cũng mấy cái cũng là vô tình mạo phạm. Rốt cuộc Dương Nghị Vân ba người là trực tiếp xông tới. Dương Nghị Vân cảm nhận được mấy cái kim tiên nội tâm bất an, cũng thấy được bọn họ trong mắt kia kích động cùng sợ hãi mâu thuẫn thần sắc, tức khắc thổn thức, từ khi nào hắn cũng là tiểu kim tiên. Mà hiện tại hắn còn lại là kim tiên trong mắt thần giống nhau thiên tôn. Áp lực tâm tình lại là nhiều ít có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn mấy cái kim tiên quỳ xuống run rẩy bộ dáng, lại là không nhịn được mà bật cười. Vung tay lên đem mấy cái kim tiên nâng dậy cười nói, ta lại không phải lão hổ không cần thiết sợ hãi, đều nhớ kỹ thân là vân môn đệ tử, mặc kệ là trong ngoài ngoại môn đệ tử, đều phải có cốt khí có tâm huyết, đừng động một chút quỳ xuống. Ngày sau đều hảo hảo tu luyện, tiến vào nội môn không phải việc khó, các ngươi đều không tồi. Nói xong Dương Nghị Vân tiện đà nói, mang ta đi đại điện đi. Là, đa tạ thiên tôn dạy dỗ, ta chờ chắc chắn vĩnh viễn ghi khắc thiên tôn hôm nay dạy dỗ tri ân. Còn thỉnh thiên tôn di giá đại điện. Cầm đầu kim tiên vô cùng kích động, lại là cũng chụp Dương mẫu nhân mông ngựa. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, còn đừng nói Dương mẫu nhân trong lòng rất nhạc, hắn không nghĩ tới ở vân môn đệ tử trong mắt thế nhưng như thế chịu tôn sùng, từ này mấy cái kim tiên lửa nóng trong mắt liền nhìn ra được tới. Trong lòng khói mù lại là trở thành hư không. Đối với đại đồ đệ độc cô hối việc, hắn cũng cảm thấy không có gì ghê gớm. Tùy tiến ở kim tiên dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân cùng sao trời tử, cơ nhai tí ba người tiến vào độc cô điện chính điện, mấy cái kim tiên bưng lên nước trà, lá trà cư nhiên vẫn là địa cầu bạch trà, nâng chung trà lên ngửi một chút, liền biết là độc cô hối chữ hàng. Hảo, các ngươi đi xuống đi, ta tại đây chờ các ngươi điện chủ. Dương Nghị Vân phất tay mấy cái kim tiên đi xuống. Mấy cái kim tiên đều thông minh, chút nào không hỏi,
cũng chưa nói điện chủ độc cô hối du lịch việc, bởi vì thiên tôn nhân vật như thế nào, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy, thiên tôn nói chờ, đó chính là điện chủ sắp đã trở lại. Chờ mấy cái kim tiên sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân nhìn về phía Cơ Nhai Tý nói, chính là ở cái này đại điện chung. Cơ Nhai Tý biết Dương Nghị Vân hỏi chính là cái gì, gật gật đầu trực tiếp lấy ra pháp khí, tức khắc pháp khí bay lên, trực tiếp bay vào tới rồi đại điện trung ương trên không đỉnh chóp, huyết quang đại tác phẩm. Cơ Nhai Tý mới mở miệng nói, ở đại điện đỉnh chóp có trận pháp giấu ở trong đó, là huyết liên, muốn hay không lấy ra. Dương Nghị Vân cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ đến Cơ Nhai Tý xác định lúc sau trên mặt tươi cười như cũ biến mất, trầm ngâm nói, không cần, người đi xem xét toàn bộ độc cô điện, ta phải biết rằng độc cô điện có hay không ở đào tạo hồng diệp huyết liên. Sau khi nói xong, Dương Nghị Vân lại đối nhị sư huynh Sao Trời Tử nói, nhị sư huynh theo dõi độc cô điện mọi người. Đừng làm bất luận kẻ nào đi ra ngoài, chờ độc cô hối trở về. Mặc kệ độc cô hối có hay không đào tạo huyết liên, chỉ cần hắn đại điện chung cất giấu tà ác huyết liên chính là một tội. Hảo Sao Trời Tử khẽ gật đầu, nâng chung trà lên tiếp tục uống trà, dám thì toàn bộ độc cô điện mọi người hắn căn bản là không cần đi ra ngoài, thần thức tản ra chính là. Mà Cơ Nhai Tý còn lại là mang theo hắn pháp khí đi ra đại điện, bắt đầu đối toàn bộ độc cô điện kiểm tra. Đại điện chung chỉ còn lại có Dương Nghị Vân cùng Sao Trời Tử hai người, Dương Nghị Vân trong tay bưng chén trà nhìn bên trong kim hoàng nước trà, lại là từ từ mở miệng nói, nhị sư huynh ngươi nói ta có phải hay không căn bản là không thích hợp thu đồ đệ, không thích hợp làm người sư. Sao Trời Tử buông chén trà nhìn Dương Nghị Vân nói, sư đệ a, ngươi đã làm được đủ hảo, muốn nói sư phụ, chúng ta sư phụ mới là chân chính chăn dê, đừng nói ngươi, chính là ta cùng đại sư huynh còn có tiểu sư muội ba cái. Tuy rằng so với ngươi tới ở sư phụ bên người thời gian muốn trường một ít. Nhưng ngươi không biết sư phụ cũng rất ít dạy dỗ chúng ta, đều là làm cho bọn họ tự tin tu luyện, ngày thường rất ít đi quản chúng ta, mà ngươi, ta nhìn ra được tới đối mấy cái đệ tử đều thực thương tâm, tuy rằng cũng thầy trò gặp nhau thiếu, nhưng biết ta biết ngươi vì mấy cái đồ đệ đều thao quá tâm, so sánh với tới ngươi so sư phụ làm càng giống sư phụ. Tục ngữ nói sư phụ tiến cử môn tu hành dựa cá nhân. Mỗi người đều có từng người lựa chọn cùng cơ duyên biến hóa, có một số việc không phải ngươi có thể hoàn toàn đi nhọc lòng, cho nên đừng nghĩ nhiều, vẫn là câu nói kia, có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng không xong đâu. Dương Nghị Vân thở dài, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đạo lý hắn hiểu, nhưng như cũng tự trách, vẫn là đối mấy cái đồ đệ thậm chí là mấy cái hài tử quan tâm thiếu, thậm chí liền tính là ở vân môn trong vòng, cũng gặp nhau rất ít, nói đến cùng hắn biết hắn là có trách nhiệm. Con mất dạy, lỗi của cha, dạy dỗ đệ tử cũng giống nhau, chung quy là ta đối bọn họ quan tâm không đủ a. Dương Nghị Vân buông chén trà nói. Sao Trời Tử muốn nói lại thôi, lúc này Cơ Nhai Tý đi vào đại điện. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Nhai Tý, giờ phút này hắn nội tâm là căng chặt, sợ Cơ Nhai Tý nói ra một câu, ở độc cô điện tìm được rồi đào tạo huyết liên bí mật nơi, nếu thật là như vậy, kia hắn liền phải mất đi cái này đại đồ đệ. Cũng may ngay sau đó, Cơ Nhai Tý trực tiếp mở miệng nói, thiên tôn toàn bộ độc cô điện bình thường, độc cô điện những người khác cũng bình thường. Hô! Dương Nghị Vân nếm thử hộc ra một hơi. Còn hảo. Bình thường, này liền thuyết minh, độc cô hối không có sát phàm nhân. Như thế rất tốt, hiện tại chỉ có một khả năng, đại điện chung cất giấu huyết liên vô cùng có khả năng là độc cô hối từ bên ngoài được đến, mà không phải chính mình đơn độc đào tạo ra tới, nói như vậy. Về tình cảm có thể tha thứ, tiểu sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng. Sao Trời Tử an ủi nói. Dương Nghị Vân cũng nhịn không được gật đầu, nhưng hắn rõ ràng, còn có một loại khả năng là, vạn nhất độc cô hối ở bên ngoài chỗ nào đó đào tạo huyết liên đâu. Đương nhiên đương sư phụ lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình đệ tử phẩm tính không xấu. Tóm lại Dương Nghị Vân là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cũng chỉ chờ độc cô hối trở về lại nói. Sư đệ đại sư huynh bọn họ đã trở lại lúc này Sao Trời Tử đột nhiên mở miệng, hắn thu được đại sư huynh đưa tin, đã nhận được độc cô hối, võ kiếm, vương tông nhân còn có Dương Nghị Vân mấy cái hài tử. Nói cho đại sư huynh trực tiếp đưa bọn họ đưa tới độc cô điện tới. Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng, hắn ngồi thẳng thân mình, lại vẫn là bưng lên ấm nước trong tay ngọn lửa chợt lóe hồ trung thủy bắt đầu sôi trào, kế tiếp Dương Nghị Vân không chút cầu thả pha trà, trên mặt không hỉ không bi. Ước chừng 5 phút sau, đại điện ở ngoài vang lên tiếng bước chân, Dương Nghị Vân pha trà tay hơi hơi dừng lại đốn, lại là nhíu mày, hắn thần thức nhìn thấy đại sư huynh mang theo ba cái đồ đệ cùng mấy cái hài tử tới rồi,
nhưng duy độc không thấy Dương Tinh Phó. Bất quá hắn cũng không mở miệng, mỗi một cái hài tử đi ra ngoài du lịch, không có khả năng tất cả đều ở bên nhau, Dương Tinh Phó kia hài tử tính cách có điểm quái gở, thích độc lai độc vãng lại cũng bình thường, dù sao phía trước cũng biết, Mai tỷ đi ra ngoài tìm. A Hối đi theo người đại sư bá tiến vào, những người khác ở bên ngoài chờ. Dương Nghị Vân trong tay không dừng lại cấp một đám chung trà châm trà nói chuyện. Đại điện ở ngoài, một đám tiểu bối còn không biết Vân Môn phát sinh việc, bao gồm Độc Cô Hối ba cái đồ đệ cũng không biết, bất quá đại sư bá Vân Trường Sinh tự mình rời núi tới đón bọn họ, đại gia liền tính là không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cũng có thể nhìn ra được tới, phát sinh đại sự. Mà nhưng nghe đến Độc Cô Điện vang lên Dương Nghị Vân thanh âm sau, một đám lại là dừng lại bước chân, đứng thẳng hiểu rõ thân thể. Chỉ có Độc Cô Hối lại là cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch vài phần. A Hối đi thôi, cùng sư bá đi vào, sư phụ ngươi đang chờ. Bên tai vang lên đại sư bá Vân Trường Sinh hòa ái nói chuyện thanh. Nhưng Độc Cô Hối giờ phút này lại là cả người rét run, trong miệng ừ một tiếng, cúi đầu đi theo Vân Trường Sinh phía sau đi vào đại điện, không có người nhìn đến Độc Cô Hối ngẩng đầu thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ chi sắc. Đi vào đi lúc sau, Độc Cô Hối nhìn đến sư phụ ở không chút cầu thả pha trà. Tiểu sư thúc Sao Trời Tử ngồi ở một bên, mà bên kia còn có hai cái chung trà. Độc Cô Hối đi qua đi, đệ tử bái kiến sư phụ lại là quỳ xuống lại. Dương Nghị Vân lại là đem hai cái không chung trà đảo thượng nước trà, lại cho chính mình đảo thượng sau, nhẹ nhàng buông Tử Sa Hồ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Hối, bất quá chính là nhìn quét liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía đại thực tập nói, đại sư huynh vất vả, ngồi xuống uống trà. Vân Trường Sinh nhìn vẻ mặt bình tĩnh khí định thần nhàn Dương Nghị Vân, lại là thở dài một tiếng hơi há mồm muốn nói cái gì, lại chung quy chưa nói ra tới, hắn trong lòng rõ ràng, giờ phút này tiểu sư đệ sợ là trong lòng cũng không bình tĩnh. Đại đồ đệ ra vấn đề, hắn có thể bình tĩnh mới là việc lạ. Độc Cô Hối giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quỳ gối đại điện, chút nào không dám ngẩng đầu xem sư phụ Dương Nghị Vân liếc mắt một cái. A Hối, lá trà không tồi, vẫn là từ địa cầu mang đến chữ hàng đi. Vi sư đều không có, người nơi này nhưng thật ra làm vi sư uống tới rồi hương vị, lên uống trà đi. Dương Nghị Vân giống như là lưu việc nhà giống nhau nói chuyện. Chỉ là ngừng ở Độc Cô Hối trong tai lại là càng thêm sợ hãi, nếu sư phụ gặp mặt liền mắng hắn, tỉ như nói, động bất động liền quỳ xuống không tiền đồ linh tinh nói, hắn ngược lại trong lòng sẽ kiên định, nhưng hiện tại hắn vững chắc quỳ xuống. Sư phụ như là không có nhìn đến giống nhau, ngược lại nói lên lá trà. Như vậy Độc Cô Hối trong lòng đều run rẩy. Hắn trong lòng cuối cùng một tia may mắn biến mất, hắn biết sư phụ đã biết nào đó sự, hơn nữa lần này đại sư bá bọn họ tự mình rời núi tiến đến, như thế hưng sư động chúng, toàn bộ Vân Môn đều ở trạng thái giới nghiêm, đủ để thuyết minh vấn đề. Độc Cô Hối biết sư phụ trực tiếp ở hắn Độc Cô Điện chờ hắn là vì cái gì. Giờ phút này nào dám đứng dậy uống trà. Tâm can đều đang run rẩy. Lắp bắp nói, sư phụ đệ tử biết sai. Nói chuyện chung Độc Cô Hối đầu đều chạm đất thượng. Nga, sai, cái gì sai? Dương Nghị Vân nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Độc Cô Hối sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu, lại là đối với đại điện đỉnh chóp phung tay lên, ngay sau đó quang mang chợt lóe, một cái ba cái bạch ngọc hộp xuất hiện. Vững vàng dừng ở bàn trà thượng. Độc Cô Hối lại phất tay ba cái bạch ngọc hộp mở ra. Bên trong đúng là huyết liên, ba cái hộp tam đóa yêu dị huyết liên. Dương Nghị Vân khóe mắt nhảy lên, biết Độc Cô Điện có huyết liên là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác, hắn trong lòng tại đây một khắc thực trọng. Người có biết đây là cái gì sao? Dương Nghị Vân theo tiếng trầm xuống dưới, hai tròng mắt chung phun hỏa giống nhau hỏi Độc Cô Hối. Ngay từ đầu không biết, sau lại mới biết được, thứ này là tà vật. Độc Cô Hối run giọng nói. Ha ha, ngươi tu vi thông ngộ. Dương Nghị Vân cười lạnh đứng dậy đến Độc Cô Hối trước mặt, hắn trong mắt một đoạn thời gian không gặp, đại đồ đệ tiến vào thông ngộ nhất trọng thiên tu vi, này ở Dương Nghị Vân xem ra là dùng huyết liên công hiệu. Độc Cô Hối vội vàng nói, sư phụ đệ tử không dùng quá bực này tà vật, đệ tử tu vi là chính mình tu luyện mà đến. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn tin tưởng Độc Cô Hối nói chính là thật sự, cũng không dám lừa chính mình. Hơn nữa hắn ở Độc Cô Hối trên người không có cảm nhận được oán sát khí. Đồ vật nơi nào tới? Dương Nghị Vân lạnh giọng hỏi. Độc Cô Hối cả người đều là run lên, ánh mắt có chút trốn tránh lên, run rẩy thanh nói ta.
ta ra ngoài du lịch từ một cái tiên nhân trên người được đến. Cái gì tiên nhân? Dương Nghị Vân nheo lại mắt truy vấn. Không, không biết, không quen biết, đối phương đánh cướp, bị ta phản sát sau được đến. Độc Cô Hối nói chuyện cũng không dám xem Dương Nghị Vân đôi mắt. Ha ha, nói như vậy này tam cây tà ác huyết liên là ngươi nhặt được. Dương Nghị Vân thanh âm càng ngày càng lạnh. Làm sư phụ, Dương Nghị Vân há có thể nhìn không ra Độc Cô Hối đang nói dối. Thứ này có cái tật xấu là nói dối thời điểm lỗ tai run rẩy, điểm này vừa rồi thực rõ ràng. Chạm vào. A, à, Độc Cô Hối hét thảm một tiếng. Lại là Dương Nghị Vân trực tiếp một chân đá bay hắn. Giận dữ hét, nói, như thế nào tới? Có phải hay không chính ngươi đào tạo ra tới? Độc Cô Hối khóe miệng lưu trữ vết máu, đánh vào đại điện cây cột thượng, lại là bò dậy tiếp tục quỳ hảo nói, không có này trở tà ác chi vật, đệ tử làm sao dám lén đào tạo, chính là từ tên kia tiên nhân trên người được đến. Hảo hảo hảo, còn không nói đúng không? Dương Nghị Vân khí cười rõ ràng biết Độc Cô Hối ở nói dối, lại chính là không nói, hắn tức giận đến cười lạnh. Chạm vào. Lại là một chân. Ầm vang. Lần này một chân trực tiếp đem Độc Cô Hối đá ra đại điện ở ngoài, xuyên thấu rắn chắc vách tường. Phốc. Đại điện ở ngoài, Độc Cô Hối ở hộc máu. Lần này lại là nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Mà giờ phút này đại điện ở ngoài, Vương Tông Nhân, Võ Kiếm, Bao Quanh, Tròn Tròn, Tiểu Mạn Mạn, Âu Dương Nhạc Nhạc, Dương Nguyên Thanh mấy cái hài tử lại là bị khiếp sợ. Vốn dĩ bọn họ ở đại điện ngoại còn cãi nhau ầm ĩ. Nói nói cười cười đang nói chuyện phụ thân tìm đại sư huynh chuyện gì, lại là không nghĩ tới, đại sư huynh Độc Cô Hối trực tiếp bị người từ đại điện đánh ra tới, mồm to hộc máu. Đại sư huynh, mấy người tiến lên nâng. Khụ khụ, Độc Cô Hối ho khan hộc máu, lại là dừng tay lúc sau, ý bảo mấy cái sư đệ sư muội đừng nhúc nhích, hắn lại một lần quỳ hảo. Bên trong đại điện, Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử sắc mặt biến đổi nói, sư đệ ngươi chớ nên tức giận, có chuyện hảo hảo. Lời nói cũng chưa nói xong, lại là phát hiện Dương Nghị Vân một cái lắc mình trực tiếp xông ra ngoài, cái này Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử cũng bất đắc dĩ đuổi theo. Tuy rằng Dương Nghị Vân ở đánh chính mình đồ đệ, nhưng hai người như cũng nhìn ra được tới, tiểu sư đệ vẫn là thực để ý Độc Cô Hối cái này thủ đồ, ra tay cũng không có sử dụng pháp lực, nhưng cũng như cũ thực khủng bố, nếu là lại đến vài cái, Độc Cô Hối nói không chừng sẽ bị đánh chết. Nên khuyên vẫn là muốn khuyên. Đại điện ở ngoài. Võ Kiếm cùng Vương Tông Nhân mấy cái nhìn đến sư phụ Dương Nghị Vân mặt lộ vẻ sát khí vọt ra, đều im như ve sầu mùa đông. Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua mấy người, vung tay lên, bên trong đại điện trang huyết liên bạch ngọc hộp bay ra tới, huyền phù ở mấy người trước mặt, thanh âm lạnh băng nói các ngươi mấy cái có thể thấy được quá vật ấy. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, mặt khác mấy cái hài tử cũng lây dính quá huyết liên. Sư phụ chúng ta chưa từng gặp qua. Phụ thân chúng ta chưa thấy qua. Cứu cứu chưa thấy qua. Mấy cái hài tử thật ngay cả ngày thường nghịch ngợm Tiểu Mạn Mạn giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, bởi vì nàng trước nay chưa thấy qua cứu cứu phát lớn như vậy hỏa. Dương Nghị Vân mấy cái hài tử cũng đều ở phát run. Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân cùng tam đồ đệ Võ Kiếm càng là đang run rẩy, bọn họ đầy đầu mờ mịt, không đáng đại sư huynh làm chuyện gì, cư nhiên làm sư phụ như thế nổi giận, đây là bọn họ từ trước tới nay nhìn thấy sư phụ lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa khí. Hai người ánh mắt trộm nhìn về phía bạch ngọc bên trong hộp huyết hồng hoa sen, lại là cảm nhận được to ra vô cùng năng lượng, nhưng lại cũng cảm thụ huyết liên hoa trong vòng như vô sát khí. Dương Nghị Vân cũng là lo lắng, càng là sinh khí, ánh mắt sắc bén đảo qua mấy cái hài tử cùng hai cái đồ đệ, hắn không từ bọn họ mấy cái trong ánh mắt nhìn đến lập lòe, này nói cách khác huyết liên việc chỉ có Độc Cô Hối một người biết, cũng không có người lây dính. Nghịch đồ còn không từ thật đưa tới, người căn bản là không rõ. Này huyết liên ý nghĩa cái gì, sau lưng việc, nếu xử lý không tốt, sẽ là họa loạn tiên giới, ta Vân Môn trên dưới tùy thời đều sẽ hủy diệt, mau nói, ngươi ở che chở ai. Cái này nổi ngươi cái nghịch đồ bối không dậy nổi, một khi xảy ra chuyện, sự tình sẽ mất khống chế, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ta Vân Môn vừa mới ở tiên giới đứng vững gót chân, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành Vân Môn tội nhân. Biết đồ chi bằng sư, Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Độc Cô Hối biết huyết liên lai lịch. Hắn cũng đích xác không dùng quá, thậm chí không dám đi đào tạo quá, nhưng cũng tuyệt đối ở giấu giếm, hoặc là nói ở giấu giếm sau lưng người. Dương Nghị Vân nói một câu so một câu trọng, hai mắt đều đỏ bừng lên, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Độc Cô Hối đôi mắt, hắn giờ phút này thật sự hận không thể đối cái này nghịch đồ siêu hồn,
nhưng có thể sao? Đây là hắn đồ đệ a. Con mất dạy, lỗi của cha, kêu một tiếng sư phụ, đã là phụ, hắn có trách nhiệm, càng luyến tiếc không hạ thủ được. Mà giờ phút này Độc Cô Hối lại là rơi lệ đầy mặt, cả người run rẩy, quỳ trên mặt đất, nghe sư phụ Dương Nghị Vân càng ngày càng nặng lời nói, trong óc oanh một chút, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghiêm trọng. Lan đến toàn bộ tiên giới, làm không hảo vân môn đều sẽ khoảnh khắc hủy diệt. Những lời này làm trò là như núi giống nhau nghiêm trọng, hắn biết sư phụ chưa bao giờ sẽ tại đây chờ sự tình thượng có cái gì nói dối, hắn nói như thế kia đó là như thế. Đích xác Độc Cô Hối có điều giấu giếm, cũng không thể không giấu giếm, nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghiêm trọng. Nhưng hắn thật sự không thể nói a. Nhưng không nói nói, sư phụ đã đem nói đến nước này, vạn nhất chính như sư phụ lời nói, kia hắn chính là vân môn tội nhân. Cái này nổi hắn đích xác bối không dậy nổi. Độc Cô Hối vẻ mặt rối rắm thống khổ chi sắc, hắn ở dãy giụa. Lúc này Vân Trường Sinh nhìn Độc Cô Hối mở miệng nói, a Hối, sư phụ ngươi nói không sai, cũng một chút đều không khoa trương, thậm chí sự tình so sư phụ ngươi nói khả năng còn muốn nghiêm trọng. Lần này sư phụ ngươi đi trước tán tiên không gian, lại là đụng phải bực này tà ác huyết liên, ngươi khả năng còn không biết, vật ấy sau lưng còn có tà pháp tu luyện, đã lan tràn tới rồi tiên giới, nếu là xử lý không tốt, ta vân môn trên dưới đều phải diệt vong, này nhưng một chút đều không phải vui đùa. Độc Cô Hối trong óc oanh một chút, cả người đều chỗ trống, hắn trong óc liền một câu, vân môn trên dưới đều sẽ diệt vong, hắn biết giấu không được, sự tình nghiêm trọng đã vượt quá hắn tưởng tượng. Thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng nói, tinh sư đệ thực xin lỗi, không phải ta bán đứng ngươi, mà là sự tình quan vân môn trên dưới, không thể hại toàn bộ vân môn a, không thể hại sư phụ. Độc Cô Hối nâng lên, mở to mắt nhìn về phía sư phụ Dương Nghị Vân, vẻ mặt thống khổ nói, là tinh phó sư đệ, oanh. Dương Nghị Vân trong óc oanh một chút, cái này đến phiên hắn run rẩy. Tinh phó, có mấy cái tinh phó. Thực hiển nhiên Độc Cô Hối nói chính là chính mình nhi tử Dương tinh phó. Cái này cũng minh bạch, Độc Cô Hối vì cái gì tình nguyện bị đánh đều không nói, nguyên lai là ở che chở Dương tinh phó. Hô hô hô, giữa sân thực yên tĩnh, chỉ có Dương Nghị Vân thật mạnh thở dốc thanh. Nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân xoay người đi vào đại điện, cũng không quay đầu lại nói, lăn tới đây. Những lời này hiển nhiên là đối Độc Cô Hối nói. Lúc này Vương Tông Nhân cùng Võ Kiếm mấy người cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, tuy rằng không có nghe Thái Thanh Sở, nhưng cũng đại khái đã biết đã xảy ra sự tình gì. Nghe tới huyết liên là nào đó tà ác chi vật, lại là đừng sư phụ từ đại sư huynh Độc Cô Điện phát hiện, mà đại sư huynh huyết liên đến từ chính sư đệ Dương Tinh Phó. Cái này vấn đề có chút trong mắt. Ở Vương Tông Nhân cùng Võ Kiếm trong lòng sư đệ Dương Tinh Phó này đó phiền toái lớn, bọn họ hiểu biết sư phụ nghiêm khắc. Mà Đoàn Đoàn Viên Viên cùng Âu Dương Nhạc Nhạc mấy cái lại là bắt đầu lo lắng đệ đệ Dương Tinh Phó. Phụ thân nổi trận lôi đình, đây là lần đầu tiên, cũng nhìn ra được tới, lần này sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng là đại gia không có trách cứ đại sư huynh Độc Cô Hối bán đứng Dương Tinh Phó, cho rằng vừa rồi phụ thân cùng đại sư bá đều nói, sự tình làm không hảo chính là lan đến toàn bộ tiên giới, thậm chí vân môn trên dưới đều có nguy cơ, nếu Độc Cô Hối lúc này còn thế Dương Tinh Phó gạt không nói lời nói thật. Vậy không phải che chở sư đệ, mà là ngu xuẩn. Cho nên mọi người đều không trách đại sư huynh Độc Cô Hối, bởi vì có thể làm hắn đều làm, đánh cũng ăn. Vương Tông Nhân cùng Võ Kiếm đi qua đi, đem Độc Cô Hối nâng lên. Đại sư huynh ngươi thế nào? Bao quanh cùng tròn tròn mấy cái cũng quan tâm hỏi chuyện. Độc Cô Hối miễn cưỡng cười lắc đầu nói, không có việc gì, sư phụ không đối ta dùng pháp lực, các ngươi không cần lo lắng, tại đây chờ, ta đi vào đem sư phụ. Đích xác vô dụng pháp lực, nhưng là cũng đánh gãy hắn vài căn nội cốt, phun ra mấy khẩu huyết. Làm đại sư huynh, Độc Cô Hối biết hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, bị sư phụ đánh một đốn hắn ngược lại trong lòng dễ chịu điểm. Bên trong đại điện, Dương Nghị Vân trong lòng chua xót ngồi xuống, Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử, Cơ Nhai Tý đều ở một bên, giờ phút này lại cũng không biết như thế nào đi an ủi Dương Nghị Vân. Làm nửa ngày, Độc Cô Hối huyết liên đến từ Dương Tinh Phó. Chuyện này thật đúng là khó làm. Lại là không biết Dương Tinh Phó như thế nào sẽ có huyết liên. Cũng là người khác cấp. Vẫn là nói. Vấn đề này thật khó mà nói.